Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Đường đường là ba vị bán thánh, ở trước mặt lôi đạo lại nhẹ nhõm giống như nghiền chết ba con kiến Một màn này, để cả tòa linh lung thánh địa đều lặng ngắt như tờ Thánh tôn, đây là uy lực của thánh tôn Cho dù bọn họ là đệ tử thánh địa hoặc trưởng lão, có cơ hội gặp được thánh tôn Nhưng thánh tôn đích thân ra tay, bọn họ lại chưa từng gặp trước đây chỉ nghe được một số tin đồn về thánh tôn nhưng lời đồn chung quy chỉ là lời đồn nơi nào có rung động chính mình tận mắt nhìn thấy giờ phút này bọn họ đã tận mắt nhìn thấy lôi đạo ra tay một vị thánh tôn tự mình ra tay đập chết ba vị bán thánh cửu phong bán thánh nhẹ nhõm giống như đập chết con kiến lúc này bọn họ mới như bừng tỉnh đại ngộ tranh lệch giữa bán thánh và thánh tôn không chỉ khác nhau một chữ tuy đều mang chữ thánh nhưng cách biệt một trời một vực hoàn toàn không thể đánh đồng hạo nguyệt thánh tôn ngược lại là có chút hủy hoại đại điện thánh địa lôi đạo bỗng nhiên đưa mắt nhìn về một phương hướng nào đó một thánh thể khổng lồ cũng xuất hiện trong hư không chính là hạo nguyệt thánh tôn không sao việc nhỏ mà thôi hạo nguyệt thánh tôn có chút kinh nghi bất định trong lòng càng nhấc lên sóng gió ngập trời khiếp sợ khiếp sợ cực đồ những người khác chỉ là khiếp sợ vì lôi đạo dễ dàng diệt sát ba tôn bán thánh nhưng trong mắt hạo nguyệt thánh tôn đây không phải là diệt sát ba tôn bán thánh đơn giản như vậy cho dù là thái giả vừa mới thành thánh cũng có thể dễ dàng diệt sát ba tôn bán thánh, căn bản cũng không tính là gì. Điều khiến Hạo Nguyệt Thánh Tôn cảm thấy cực độ khiếp sợ là thánh thể của Lôi Đạo lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa, lúc này mới trôi qua bao lâu, từ Lôi Đạo đạt được 10 gốc linh dược vạn năm, lại đến bây giờ, có 10 ngày thời gian không có. Có lẽ chỉ có 3 năm ngày thời gian mà thôi, yên diệt thánh thể của Lôi Đạo rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh không phải là một chút, mà là rất mạnh rất mạnh mạnh đến mức chỉ là khí tức đã khiến cho hạo nguyệt thánh tôn cũng cảm thấy một tia uy hiếp chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi chỉ dựa vào một chút khí tức đã có thể khiến cho hạo nguyệt thánh tôn cũng cảm thấy uy hiếp hạo nguyệt thánh tôn cũng chỉ có lúc trước nhìn thấy vị thánh tôn kia của thái dịch thánh địa mới có cảm giác như vậy nhưng vị thánh tôn của thái dịch thánh địa kia chính là nguyên châu đệ nhất thánh tôn ngưng tụ ra thánh thể cao cấp chính là thánh tôn cường đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong lôi đạo vừa mới thành tựu thánh tôn không bao lâu hiện tại đã đẩy ra thánh thể cao cấp, sánh vai với vị thánh tôn đệ nhất của thánh địa thái dịch kia, điều này có thể sao? Hạo Nguyệt thánh tôn không phải chưa từng gặp thiên tài, nhưng thiên tài thường sau khi thành tựu thánh giả, trên cơ bản không có khả năng lại bảo trì thuộc tính thiên tài kia. Muốn đẩy thánh thể cao cấp lên, chỉ có hao phí thời gian dài đằng đẵng. Chậm rãi dung hợp từng thánh thể một, căn bản cũng không có khả năng có đường tắt nào có thể đi. Về phần một bước lên trời, thức tỉnh ra thánh năng cao cấp, từ đó trực tiếp ngưng tụ ra thánh thể cao cấp loại tỷ lệ này quá nhỏ, căn bản khó có thể gặp được. Hạo Nguyệt Thánh Tôn có chút kinh nghi bất định, hắn có chút không quá xác định lôi đạo đẩy ra thánh thể cao cấp. Nhưng nếu như không phải thánh thể cao cấp, vì sao thánh thể chôn vùi lôi đạo lại cường đại như thế? Thậm chí còn mang đến cho hắn một tia uy hiếp, lôi thánh tôn, thánh thể của ngươi. Hạo Nguyệt Thánh Tôn vẫn không nhịn được hỏi, ánh mắt lôi đạo lóe lên, hắn mỉm cười nói, còn phải cảm ơn người gốc linh dược vạn năm của Hạo Nguyệt Thánh Tôn, khiến thánh thể của lôi mỗ trở nên mạnh hơn không ít quả thực đã mạnh lên về phần lôi đạo không nói thẳng ra tình huống thánh thể trước mắt của hắn điều này cũng rất bình thường thánh thể của mỗi một vị thánh tôn chính là căn bản hư thực chỉ có thánh tôn mới biết được không có khả năng tùy tiện tiết lộ cho những người khác biết lôi thánh tôn người tính làm sao bây giờ chuyện hôm nay chỉ sợ bác sơn thánh tôn chẳng mấy chốc sẽ biết lôi đạo đã hủy pháp chỉ của bác sơn thánh tôn bác sơn thánh tôn không thể không biết tiếp tục giấu giếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì không sao lôi mỗ vốn định ở thánh địa thượng nguyên sơ kỳ gần đây triệt để đạp diệt thánh địa sơ nguyên sơ kỳ ừm đến mà không qua lại cũng không phải lễ nếu bác sơn thánh tôn đã phát xuống pháp chỉ vậy lôi mỗ tự nhiên cũng phải đưa lên một phần pháp chỉ mới được sau đó lôi đạo đưa tay chỉ một cái lập tức đại lượng yên diệt chi lực hội tụ ở trong hư không cuối cùng bám vào ở phía trên phù lục tạo thành một chữ diệt đây là pháp chỉ thuộc về lôi đạo lần này nguyên sơ thánh địa tới ba vị bán thánh nhưng còn có một ít đệ tử đạo thể tầng 7 tầng 8 theo sau cùng đi đến linh lung thánh địa. Đối với những đệ tử này, lôi đạo cũng lười giết. Vì vậy, lôi đạo trực tiếp ném pháp chỉ này cho một võ giả đạo thể bắt trọng của nguyên sơ thánh địa, từ tốn nói, người cầm pháp chỉ của bản thánh. Trở về nói cho trưởng giáo và thánh tôn của nguyên sơ thánh địa. Nói cho bọn họ, ba ngày sau, bản thánh sẽ đích thân đi tới nguyên sơ thánh địa, san bằng nguyên sơ thánh địa. a à, vị võ giả đạo thể bắt trọng kia còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã có thêm một tấm phủ lục phía trên tản ra một cỗ khí tức uy nghiêm rõ ràng là một phần pháp chỉ hơn nữa còn là pháp chỉ thuộc về lôi thánh tôn hai tay dâng lên phần pháp chỉ này tâm tình của vị võ giả đạo thể bắt trọng kia vô cùng phức tạp nhưng cũng không dám không nghe theo nếu hắn không theo chỉ sợ lập tức liền tan thành mây khói thế là hắn nhanh chóng mang người rời khỏi linh lung thánh địa hướng phía nguyên sơ thánh địa trở về về phần nửa đường vứt xuống phần pháp chỉ này hắn càng không có lá gan đây chính là pháp chỉ của thánh tôn cho dù là thánh tôn đối địch đó cũng là thánh tôn cao cao tại thượng pháp chỉ của thánh tôn hắn nhất định phải mang về nếu không chính là mạo phạm thánh tôn nhất định sẽ tan thành mây khói ba ngày sau sao ba ngày sau bản thánh sẽ cùng lôi thánh tôn đi tới nguyên sơ thánh địa cuối cùng hạo nguyệt thánh tôn dường như hạ quyết tâm hắn đã cho lôi đạo người gốc linh dược vạn năm hơn nữa xem ra thực lực của lôi đạo đã tiến bộ vượt bậc lúc này lại bảo trì, trùng lập, ngược lại không phải chuyện tốt. Dứt khoát không bằng trực tiếp ngả về phía lôi đạo, cũng có thể thu được hảo cảm của lôi đạo. Lôi đạo gật đầu nói, kính xin hạo nguyệt thánh tôn phát động thế lực linh lung thánh địa, trắng trợn tuyên truyền. Ba ngày sau, lôi mỗ muốn ở dưới chứng kiến toàn bộ Nguyên Châu. Triệt đề san bằng sơ nguyên thánh địa, giọng điệu của lôi đạo như chém đinh chặt sắt, trong lòng đã hạ quyết tâm. Ba ngày sau, cùng nguyên sơ thánh địa triệt để làm một cái chấm dứt nguyên sơ thánh địa trong đại điện tụ tập một đường rất nhiều hơn phân nửa thánh võ giả đạo thể cửu trọng đều ở trong đại điện lẳng lặng chờ đợi tin tức thậm chí trưởng giáo của nguyên sơ thánh địa cũng ở trong đại điện ngoại giới đồn đãi dương nhiệt lôi đạo cùng với liên minh thương hội nguyên châu sẽ ở gần đây đi tới nguyên sơ thánh địa tính sổ chung với nguyên sơ thánh địa chúng ta hừ thật sự là buồn cười loại lời đồn này sao có thể có người tin tưởng nhưng bất luận như thế nào nguyên sơ thánh địa chúng ta phải làm ra một ít động tác trừ khử loại lời đồn này cử phong bán thánh cầm trong tay pháp chỉ thánh tôn đi linh lung thánh địa nhỉ lần này mặc kệ có thể đụng phải lôi đạo kia hay không cho dù không đụng được cũng không sao có pháp chỉ thánh tôn nhất định có thể mang về những dư nghiệt của liên minh thương hội nguyên châu đến lúc đó cho dù lôi đạo thật trở về thì như thế nào không sai đã sớm nên mời thánh tôn pháp chỉ lần này may mà có trưởng giáo quyết định kịp thời ra mặt cầu kiến thánh tôn đại nhân mời thánh tôn pháp chỉ đợi đến khi cử phong bán thánh mang dư nhiệt của liên minh thương hội nguyên châu về thánh địa nguyên sơ chúng ta tất cả lời đồn tự nhiên sụp đổ hừ chỉ là một bán thánh bị thánh tôn đại nhân dọa bể mật còn dám trở về nguyên châu căn bản không có khả năng chỉ sợ cả đời này cũng không dám trở về nguyên châu trưởng giáo cùng với tất cả các trưởng lão nguyên sơ thánh địa hiện tại đều tràn đầy tự tin ngay cả pháp chỉ thánh tôn cũng mời xuống muốn về một ít dư nghiệt của liên minh thương hội nguyên châu lại có gì khó về phần cái gọi là lôi đạo trở về nguyên châu đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Một bán thánh còn dám trở về Nguyên Châu, đó không khác gì tự tìm đường chết. Đương nhiên, còn có một số tin đồn, lôi đạo đã thành tựu thánh tôn, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Cách lôi đạo rời khỏi Nguyên Châu cũng mới 2-3 tháng. Nếu thánh tôn có thành tựu tốt như vậy, vậy toàn bộ Nguyên Châu đã sớm thánh tôn đi đầy đất, đâu còn giống như bây giờ, thánh tôn chỉ có mấy vị. Trưởng giáo, người đi linh lung thánh địa đã trở về, chỉ là... Bỗng nhiên, có một vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi bước nhanh đi vào trong đại điện bẩm báo với chư vị trưởng lão cùng với trưởng giáo ô cửu phong bán thánh trở về rồi để bọn họ tiến vào trưởng giáo gật đầu lập tức từ ngoài cửa đi vào mấy tên võ giả đạo thể người cầm đầu rõ ràng là một vị võ giả đạo thể bát trọng một ít trưởng lão cũng nhận ra được đích thật là đệ tử đi theo bán thánh cửu phong tiến về linh lung thánh địa chỉ là cửu phong trưởng lão cùng với hai vị bán thánh trưởng lão khác đâu bái kiến trưởng giáo và chư vị trưởng lão đệ tử đạo thể bát trọng run rẩy tựa hồ có vẻ hơi sợ hãi ưm cử phong trưởng lão ở đâu trưởng giáo trầm giọng hỏi không biết vì sao nhìn thấy tên đệ tử đạo thể bát trọng này hắn bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành bẩm trưởng giáo cử phong trưởng lão cùng với hai vị bán thánh trưởng lão đều bị lôi thánh tôn chém thậm chí lôi thánh tôn còn bảo đệ tử mang pháp chỉ của hắn trở về lôi thánh tôn gì chứ linh lung thánh địa chỉ có một vị hạo nguyệt thánh tôn vị đệ tử đạo thể bát trọng kia cắn răng một cái nói lôi thánh tôn chính là minh chủ liên minh thương hội nguyên châu lôi đạo hắn đã trở thành thánh tôn vừa dứt lời toàn bộ đại điện đều biến thành một mảnh yên tĩnh từng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên đệ tử đạo thể bát trọng này điều này sao có thể lôi đạo thành thánh tôn thậm chí còn chém ba vị bán thánh trưởng lão cửu phong bán thánh đây là pháp chỉ của lôi thánh tôn các vị trưởng lão xem xét liền biết đệ tử đạo thể bát trọng cắn răng một cái hai tay hắn cầm một tấm phù lục sau đó ném mạnh phù lục vào trong đại điện Âm, um, lập tức, trên phù lục xuất hiện một chữ, diệt, ngay sau đó, chữ diệt này tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một hư ảnh thánh thể thân hình khổng lồ trăm ngàn trượng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cỗ khí tức kinh khủng kia lại là thánh thể hàng thật giá thật. Đây là khí tức của thánh thể, chư vị, chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy bản thánh có phải rất bất ngờ hay không? Trong hư không, hư ảnh yên diệt thánh thể của Lôi đạo, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói: tất cả trưởng lão thậm chí trưởng giáo đều trợn mắt hốc mồm trong lòng cực kỳ rung động lôi đạo quả thật là lôi đạo lúc trước lôi đạo đi vào nguyên sơ thánh địa khiêu chiến bọn họ là quá quen thuộc tự nhiên nhận ra lôi đạo mà bây giờ hư ảnh thánh thể trăm ngàn trượng này không phải lôi đạo thì là ai người có thể phát ra pháp chỉ thánh tôn chỉ có thánh tôn mới có thể làm được lôi đạo quả nhiên đã trở thành thánh tôn lời đồn không phải ra chỉ là điều này sao có thể một số trưởng lão muốn phủ nhận bọn họ không tin nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố tản mát ra từ hư ảnh thánh thể lôi đạo này cho dù chỉ là một hư ảnh dường như cũng có thể áp chế bọn họ lập tức những trưởng lão này cũng nhã tước không nói gì không dám có bất kỳ thanh âm nào ba ngày sau bản thánh sẽ đích thân đến nguyên sơ thánh địa hoàn toàn đạp diệt nguyên sơ thánh địa các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng đúng rồi bác sơn thánh tôn bản thánh cũng có một chút lễ vật nhỏ muốn mang cho bác sơn thánh tôn lấy tạ ngày đó ban thường dứt lời hư ảnh thánh thể của lôi đạo bỗng nhiên nhấn xuống một cái âm um, lập tức lực lượng hủy diệt kinh khủng điên cuồng hội tụ tất cả trưởng lão trưởng giáo trong đại điện đều giống như muốn ngạt thở một cỗ nguy cơ tử vong triệt để bao phủ ở trên người tất cả trưởng lão trong đại điện lôi đạo đang muốn chém giết tất cả mọi người trong đại điện tuy chỉ là pháp chỉ của thánh tôn nhưng trên pháp chỉ của lôi đạo thánh tôn lại viết một chữ diệt giờ khắc này nó bộc phát ra uy lực càng dung chuyển đất trời cho dù là bán thánh cũng không ngăn được pháp chỉ thánh tôn của lôi đạo âm um, sau một khắc sâu trong nguyên sơ thánh địa một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời ngay sau đó một thánh thể trăm ngàn trượng vắt ngang trong hư không lôi đạo ngươi dám thánh thể này rõ ràng là bác sơn thánh tôn bác sơn thánh tôn đã cảm ứng được pháp chỉ của lôi đạo thánh tôn thậm chí cảm ứng được tất cả những thứ này bác sơn thánh tôn lập tức nổi giận lập tức thi triển ra chân thân thánh thể muốn ngăn cản lôi đạo nếu không ngăn cản toàn bộ trưởng lão trong thánh địa đại điện thậm chí bao gồm trưởng giáo đều sẽ chết cũng may nơi này là nguyên sơ thánh địa trận pháp còn nằm trong sự khống chế của bắc sơn thánh tôn bởi vậy điều động trận pháp lại thêm bắc sơn thánh tôn trước tiên hiển hóa ra thánh thể cứu viện bởi vậy hư ảnh thánh thể của lôi đạo còn không có hạ xuống một trường kia thánh thể công kích của bắc sơn thánh tôn liền đến âm âm mặc dù chỉ là một hư ảnh nhưng hư ảnh lôi đạo cũng có lực lượng chôn vùi còn là lực lượng chôn vùi của thánh thể cao cấp vừa mới tiếp xúc trong lòng bắc sơn thánh tôn liền chấn động rất mạnh, hư ảnh thánh thể của Lôi đạo rất mạnh, hư ảnh thánh thể mạnh mẽ như vậy, trừ phi là Lôi đạo tiêu hao rất nhiều lực lượng chôn vùi, lúc này mới chế thành pháp chỉ thánh tôn, nếu không, không có khả năng mạnh như vậy. Trừ phi, thánh thể Lôi đạo đạt tới hoặc là tiếp cận thánh thể cao cấp. Nhưng chuyện này gần như không có khả năng, Lôi đạo có thể trở thành thánh tôn, đó là may mắn ngập trời, vô cùng may mắn. Vừa mới thành thánh đã có thể ngưng tụ ra thánh thể cao cấp. Sự tồn tại đó trong truyền thuyết, hiện thực căn bản không thể xuất hiện giải thích duy nhất phần pháp chỉ thánh tôn này của lôi đạo có lẽ là lôi đạo tỉ mỉ chuẩn bị không biết hao phí bao nhiêu lực lượng trôn vùi hư muốn dùng phương thức như vậy đã kích bản thánh thật sự là si tâm vọng tưởng phá cho bản thánh theo tiếng hét lớn của bắc sơn thánh tôn thánh thể của hắn ta lập tức bộc phát ra ánh sáng rực rỡ lực lượng khủng bố như rời núi lấp biển trong khoảnh khắc đã nghiền nát hư ảnh thánh thể của lôi đạo lực lượng trôn vùi của lôi đạo có mạnh hơn nữa dù sao cũng chỉ là một chút lực lượng chôn vùi mà thôi đối mặt với chân thân thánh thể của bác sơn thánh tôn tự nhiên kém xa tít tắp ngay khoảnh khắc hư ảnh thánh thể vỡ nát lôi đạo cũng không cảm thấy bất ngờ mà nhìn bác sơn thánh tôn với thâm ý sâu sắc hơn nữa còn thản nhiên nói ba ngày sau bác sơn thánh tôn sẽ tận mắt chứng kiến nguyên sơ thánh địa của ngươi bị bàn thánh đạp diệt một trường ngày trước chắc chắn bản thánh sẽ trả lại hy vọng ngươi có thể tiếp được bành lôi đạo vừa dứt lời hư ảnh thánh thể của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bái Kiến Thánh Tôn, giờ phút này, đại điện của Nguyên Sơ Thánh Địa đã biến thành một mảnh phế tích, Bác Sơn Thánh Tôn tự mình xuất thủ, vận dụng chân thân thánh thể, lực lượng kia khủng bố cỡ nào. Một tòa đại điện, tự nhiên không chịu nổi, trưởng giáo và trưởng lão trong những đại điện này, hiện tại trong lòng đều tràn đầy nghĩ mà sợ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn họ đã chết thật rồi, nếu như không phải Bác Sơn Thánh Tôn ra tay, pháp chỉ của Thánh Tôn lôi đạo, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản nhất là vừa nghĩ tới lôi đạo lại thành thánh, đường đường là một vị thánh tôn đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ liền cảm thấy đáy lòng sợ hãi, thời khắc đều không được an bình. Thánh tôn đại nhân, ba ngày sau lôi đạo sẽ tới nguyên sơ thánh địa, chúng ta có nên chuẩn bị chút hay không? Trường giáo thận trọng hỏi, chuẩn bị, đối mặt với một thánh tôn, các ngươi có thể chuẩn bị được gì? Hừ, cho dù lôi đạo trở thành thánh tôn thì sao? Bản tọa có thể áp chế thánh tôn của thiên nguyên thánh địa. Đương nhiên có thể áp chế lôi đạo không bao lâu nữa bản thánh có thể dung hợp mấy thánh thể đẩy thánh thể lên thánh thể cao cấp đến lúc đó thậm chí có thể sánh vai với vị thánh tôn của thánh địa thái dịch kia một lôi đạo thì tính là gì đến lúc đó bản thánh sẽ là người đầu tiên chảm lôi đạo bác sơn thánh tôn cũng đằng đằng sát khí từ đầu đến cuối hắn ta luôn là phái cứng rắn cho dù lôi đạo có trở thành thánh tôn hắn ta vẫn kiên trì đối đãi cứng rắn huống chi hắn cũng có lực lượng cường ngạnh Bác Sơn Thánh Tôn đích thật là thánh tôn đỉnh tiêm bất thế xuất của Nguyên Sơ Thánh Địa, ở trong các đời thánh tôn đều có thể xếp vào hàng đầu, thậm chí gần với tổ sư Nguyên Sơ Thánh Địa. Một khi để Bác Sơn Thánh Tôn đẩy ra thánh thể cao cấp, đạt tới thánh thể nhất trọng đỉnh phong, vậy hắn chỉ sợ thật sự có thể làm ra hành động chém giết thánh tôn. Còn hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, ba ngày sau, đánh lui lôi đạo là được, đến lúc đó, Nguyên Sơ Thánh Địa vẫn là Nguyên Sơ Thánh Địa, Bác Sơn Thánh Tôn hắn cũng vẫn là thánh tôn cao cao tại thượng. Không phải ai cũng có thể tùy ý khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Cho dù Lôi Đạo có thành thánh tôn cũng vậy, sắp rồi, chờ bản thánh thăng cấp lên thánh thể cao cấp, trước tiên chém Lôi Đạo. Sau đó đạp diệt Thánh Địa Thiên Nguyên, đến lúc đó, bản thánh chắc chắn sẽ tái hiện huy hoàng của Thánh Địa Nguyên Sơ. Trong ánh mắt thánh tôn Bắc Sơn lóe lên một tia lệ mang, trong ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng vô tận. Kỳ vọng lớn nhất cả đời này của hắn, chính là có thể trọng chấn Nguyên Sơ Thánh Địa, để Nguyên Sơ Thánh Địa một lần nữa trở thành đệ nhất thánh địa của Nguyên Châu mà bây giờ bác sơn thánh tôn cảm thấy ngày này cũng sắp tới rồi ngày hắn thành tựu thánh thể cao đẳng chính là thời điểm nguyên sơ thánh địa tái hiện huy hoàng thái dịch thánh địa đại điện nghị sự tất cả trưởng lão bán thánh thậm chí ngay cả trưởng giáo cũng xuất hiện ở trong đại điện nghị sự giờ phút này tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó trưởng giáo nhìn thoáng qua đám trưởng lão phía dưới trong lòng thở dài lập tức mở miệng nói chắc hẳn các vị trưởng lão đều nghe nói gần đây chuyện này lan truyền xôn xao liên quan tới mình chủ lôi đạo của liên minh thương hội nguyên châu trở thành thánh tôn căn cứ theo tin tức chuyện lôi đạo thành thánh là hoàn toàn chính xác hiện giờ nguyên châu đã có 6 vị thánh tôn mà không còn là năm vị thêm một vị lôi thánh tôn hơn nữa ba ngày sau lôi thánh tôn sẽ đích thân lên nguyên sơ thánh địa kết thúc với nguyên sơ thánh địa chư vị thấy thế nào đông đảo trưởng lão nghe vậy trong lòng cũng cực kỳ rung động vốn bọn họ đã nhận được tin tức ba ngày sau minh chủ lôi đạo liên minh thương hội nguyên châu sẽ đi tới thánh địa nguyên sơ hoàn toàn đạp diệt thánh địa nguyên sơ tin tức này vừa truyền ra thì đã khiến bọn họ kinh ngạc không gì sánh được lôi đạo trở về nguyên châu bọn họ cũng không kinh ngạc nhưng lôi đạo trở về nguyên châu lại muốn đi khiêu chiến nguyên sơ thánh địa còn gióng trống khu chiêng đi khiêu chiến như vậy đây là muốn chết sao đường đường là thánh địa lúc nào mới có thể bị bán thánh khiêu khích nhưng khi bọn họ hiểu được lôi bán thánh lúc trước đã biến thành lôi thánh tôn từng người trợn mắt há hốc mồm phảng phất không thể tin vào lỗ tai của mình. Chỉ là, tin tức lại là trăm phần trăm xác thực, là từ bên trong linh lung thánh địa truyền tới. Càng mấu chốt chính là, đối mặt với tin tức này, nguyên sơ thánh địa lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lấy tác phong bá đạo của nguyên sơ thánh địa, loại thời điểm này không có phản ứng, trên thực tế chính là phản ứng lớn nhất. Cái này nói rõ, tin tức này là thật. Mà bây giờ, sau khi nghe được tin tức mà trưởng giáo đều xác nhận, đông đảo trưởng lão liền càng thêm châm mặc. Đối với lôi đạo, Trưởng lão của Thái Dịch Thánh Địa cũng không xa lạ gì. Lúc trước Lôi Đạo ở Thái Dịch Thánh Địa lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ bán thánh Thái Dịch Thánh Địa, cuối cùng lại chiến thắng. Nhưng mấu chốt là trưởng giáo lại thỏa hiệp với Lôi Đạo. Đường Đường là thánh địa, thậm chí còn là đệ nhất thánh địa trong năm thánh địa lớn ở Nguyên Châu, nếu như thỏa hiệp với một bán thánh bên ngoài năm thánh địa lớn, cho dù Lôi Đạo là bán thánh vô địch thì sao chứ? Thái Dịch Thánh Địa chính là đệ nhất thánh địa, lúc trước bởi vì trưởng giáo Thái Dịch Thánh Địa thỏa hiệp khiến cho rất nhiều trưởng lão bất mãn. Thậm chí sau đó, lôi đạo lại đi khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Kết quả thì sao, lại bị Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng dọa chạy, chật vật chạy trốn. Mà Nguyên Sơ Thánh Địa cũng làm đủ ngoan đủ tuyệt, trực tiếp phá hủy Hồng Vận Thành, đạp diệt liên minh thương hội Nguyên Châu, thậm chí truy nã lôi đạo ở toàn bộ Nguyên Châu. Cách làm của Nguyên Sơ Thánh Địa, để tất cả trưởng lão thái dịch thánh địa đều cảm thấy hãnh diện, cảm thấy đây mới là bá khí thánh địa nên có. Vì thế, trưởng giáo thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí một ít trưởng lão cũng chuẩn bị sau khi thánh tôn trở về, vạch tội trưởng giáo. Nhưng bây giờ thì sao? Lôi đạo lại thành thánh, lúc trước bọn họ cảm thấy lôi đạo không đáng nhắc tới, thế mà thành thánh, còn là bán thánh bên ngoài năm đại thánh địa, trong thời gian ngắn như vậy liền thành thánh. Trùng kích này, đối với bọn họ mà nói, quả thực khó có thể tưởng tượng, hiện tại ngay cả nguyên sơ thánh địa chỉ sợ đều sứt đầu mẻ chán, dù sao, đây chính là một vị thánh tôn lúc trước nguyên sơ thánh địa vốn là đệ nhất thánh địa nguyên châu nhưng cũng bởi vì xuất hiện một vị thiên nguyên tổ sư sau khi thiên nguyên tổ sư sáng lập thiên nguyên thánh địa liền khắp nơi tranh phong cùng nguyên sơ thánh địa dẫn đến nguyên sơ thánh địa nguyên khí đại thương cuối cùng ngã xuống bảo tọa thứ nhất thái dịch thánh địa chính là từ lúc đó bắt đầu phát lực dần dần trở thành đệ nhất thánh địa nguyên châu hiện tại những trưởng lão này ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ đối với hành động của mình bọn họ còn muốn buộc tội trưởng giáo nhưng trên thực tế thì sao? Nếu không phải trưởng giáo lực bài chúng nghị, không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt lôi đạo, thậm chí cho lôi đạo cơ hội tìm hiểu thánh ngân chi địa. Vậy hiện tại lôi thánh tôn muốn đối phó không chỉ có nguyên sơ thánh địa, còn có thái dịch thánh địa. Lửa giận của một vị thánh tôn, bất kể là ai cũng không thể bỏ qua. Thời gian chứng minh, quyết định lúc trước của trưởng giáo là chính xác, hơn nữa, còn gián tiếp cứu vãn thái dịch thánh địa. Hiện tại trưởng giáo muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn những trưởng lão này nào còn dám phát biểu ý kiến gì hết thảy đều do trưởng giáo quyết định tất cả trưởng lão lớn tiếng nói đây cũng là tiếng lòng của bọn hắn trải qua chuyện này bọn hắn mới hiểu được dụng tâm lương khổ của trưởng giáo đối với trưởng giáo xem như ủng hộ trước nay chưa từng có trưởng giáo có chút ngoài ý muốn nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn chuyện lôi đạo lúc trước ngay cả trưởng giáo cũng hoài nghi trong lòng chỉ là thánh tôn của thái dịch thánh địa không ở đây thái dịch thánh địa lại có thể như thế nào chỉ có thể thỏa hiệp dù sao lôi đạo ở lúc ấy liền cơ hồ là vô địch bán thánh của nguyên châu thái dịch thánh địa căn bản là không làm gì được lôi đạo nhưng bây giờ ngẫm lại thật có chút không thể tưởng tượng nổi lôi đạo thành thánh tin tức này ngay cả trưởng giáo cũng không dám tin tưởng nhưng đây lại là sự thật bây giờ đau đầu chính là nguyên sơ thánh địa ba ngày sau lôi thánh tôn sẽ lên nguyên sơ thánh địa đại chiến giữa hai vị thánh tôn quan hệ đến thế cục toàn bộ nguyên châu thái dịch thánh địa chúng ta nhất định phải đi tới quan chiến hơn nữa bản tọa đã thông báo thánh tôn đại nhân hy vọng thánh tôn đại nhân trong vòng ba ngày chạy về trưởng giáo quả nhiên trong lòng có định số đã sớm có quyết định tất cả đều do trưởng giáo quyết định trưởng giáo nhìn qua rất nhiều trưởng lão phía dưới hắn có thể ở bên trong thái dịch thánh địa có hy vọng như thế thật đúng là phải cảm tạ lôi đạo lôi thánh tôn không biết chuyện lúc trước thiên nguyên tổ sư không làm được người có thể làm được hay không ánh mắt trưởng giáo thái dịch thánh địa thâm thúy ánh mắt nhìn vào giữa hư không thấp giọng thì thào thiên nguyên thánh địa giờ phút này cũng náo nhiệt như vậy trưởng giáo lần này thánh địa nguyên sơ phiền phức lớn rồi ha 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 không ngờ lôi thánh tôn lại thành tựu thánh tôn thật sự là không thể tin nổi giống như tổ sư thiên nguyên lúc trước chấn kinh toàn bộ nguyên châu đúng vậy kinh nghiệm của vị lôi thánh tôn này cũng khá truyền kỳ lúc trước còn là bán thánh lại dám đi con đường vô địch chủ động khiêu chiến nguyên sơ thánh địa nhưng nào ngờ bác sơn thánh tôn của nguyên sơ thánh địa lại không biết xấu hổ như vậy ngang nhiên ra tay đối phó lôi thánh tôn. Nhưng lôi thánh tôn không hổ là nhân vật có thể thành tựu thánh tôn, dưới tình huống đó đều có thể chạy trốn, hiện tại thành tựu thánh tôn, tự nhiên không chết không thôi với nguyên sơ thánh địa. Đây cũng là cơ hội của thiên nguyên thánh địa chúng ta. Lúc thiên nguyên thánh địa chúng ta mới thành lập, kỳ thật chính là muốn chống lại nguyên sơ thánh địa, lần này nguyên sơ thánh địa gặp phiền toái, nếu như thiên nguyên thánh địa chúng ta có thể liên thủ cùng lôi thánh tôn, hừ, coi như là nguyên sơ thánh địa cũng sẽ bị chúng ta áp chế. Tuy liên thủ cũng có lợi cho cả hai bên chúng ta, nhưng Lôi Thánh Tôn đường đường là thánh tôn, chỉ sợ sẽ không bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Trừ phi là Hàn Sơn Thánh Tôn ra mặt, rất nhiều trưởng lão của Thiên Nguyên Thánh Địa đều nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Đối với tao ngộ của Nguyên Sơ Thánh Địa, bọn họ tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Sơ Thánh Địa càng phiền toái càng tốt, tốt nhất là triệt để bị diệt, như vậy Thiên Nguyên Thánh Địa cũng có thể hoàn thành di trí của Thiên Nguyên Tổ sư âm uhm, đúng lúc này trong hư không thiên nguyên thánh địa xuất hiện một thánh thể trăm ngàn trượng đây là thánh thể của hàn sơn thánh tôn hiện hóa ra ba ngày sau bản thánh sẽ đích thân đi tới nguyên sơ thánh địa xem cuộc chiến nếu có cơ hội bản thánh cũng không ngại ra tay cùng lôi thánh tôn liên thủ chém giết bác sơn thánh tôn hàn sơn thánh tôn vừa mở miệng đã đằng đằng sát khí hơn nữa dường như không chút kiên kỵ trực tiếp mở miệng chính là muốn chém giết bác sơn thánh tôn của nguyên sơ thánh địa mọi người của thánh địa thiên nguyên đều không có bất ngờ nguyên nhân cũng rất đơn giản giữa thiên nguyên thánh địa cùng nguyên sơ thánh địa vốn là sinh tử cửu địch ngươi chết ta sống từ một khắc thiên nguyên thánh địa sáng tạo liền không cách nào thoát khỏi loại trạng thái này hoặc là nguyên sơ thánh địa bị diệt hoặc là thiên nguyên thánh địa bị diệt nếu như bị nguyên sơ thánh địa bắt được cơ hội như vậy bác sơn thánh tôn cũng giống như vậy khẳng định sẽ không lưu tình chút nào trực tiếp chém giết hàn sơn thánh tôn cần tuân pháp chỉ của thánh tôn sau đó thánh thể của Hàn Sơn Thánh Tôn một lần nữa tiềm nhập vào chỗ sâu trong thánh địa. Có pháp chỉ của Hàn Sơn Thánh Tôn, thiên nguyên thánh địa không còn một tia băn khoăn, bắt đầu điên cuồng chuẩn bị. Vô luận như thế nào, đối với thiên nguyên thánh địa mà nói, đây cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bác Sơn Thánh Tôn bị lôi Thánh Tôn đánh bại, thậm chí có nguy hiểm bỏ mình, như vậy Hàn Sơn Thánh Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Một khi hai đại Thánh Tôn liên thủ, bác Sơn Thánh Tôn sẽ nguy, thậm chí nguyên sơ thánh địa cũng có nguy cơ bị diệt đây cũng là cơ hội tốt nhất của thiên nguyên thánh địa theo tin tức khuếch tán toàn bộ nguyên châu đều sôi trào lên thánh tôn quyết đấu cơ hội ngàn năm một thuở này ai sẽ bỏ qua lúc trước sau khi thiên nguyên tổ sư thành tựu thánh tôn mang theo đại thế mà về trước tiên liền giết tới nguyên sơ thánh địa chỉ là sự kiện lớn kia cũng đã rất xa xưa rất nhiều người đều chưa từng thấy qua một trận thịnh sự kia huống chi lúc trước thiên nguyên tổ sư cũng không thể làm gì được nguyên sơ thánh địa cho nên mới phẫn nộ sáng lập thiên nguyên thánh địa cùng nguyên sơ thánh địa tranh phong đối lập nhưng lần này truyền kỳ bán thánh lôi đạo vang danh toàn bộ nguyên châu thành tựu thánh tôn đồng thời ba ngày sau muốn giết thượng nguyên sơ thánh địa cùng bắc sơn thánh tôn làm một trận sinh tử chiến đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở hiện tại tin tức trắng trợn khuếch tán còn có thời gian ba ngày chuẩn bị bởi vậy toàn bộ nguyên châu sôi trào ngay cả một ít cử trọng lão tổ hoặc là bán thánh đang bế quan đều nhao nhao xuất quan chuẩn bị tiến về nguyên sơ thánh địa tận mắt thấy trận đại chiến kinh thiên này. Về phần Ngũ Đại Thánh Địa, bao gồm Thái Dịch Thánh Địa, Thiên Nguyên Thánh Địa, Phi Hồng Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa vân vân, cũng đều hành động, đến lúc đó thậm chí có thể nhìn thấy thánh tôn khác xuất hiện. Nói tóm lại, đây là một việc trọng đại, không ai muốn bỏ qua một sự kiện trọng đại như vậy, cho dù là chuyện quan trọng đến đâu, cũng không có ai quan trọng bằng tận mắt chứng kiến trận đại chiến sinh tử giữa hai vị thánh tôn. Ngay khi vô số người đều đang chú ý đến đại chiến giữa hai vị thánh tôn ba ngày sau, ở Linh Lung Thánh Địa lôi đạo cũng rất bình tĩnh, nội tâm cũng vô cùng an bình, không có bất kỳ người nào đến quấy giày lôi đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian thoáng một cái đã qua, ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Suốt ba ngày, lôi đạo vẫn không nhúc nhích, dường như vẫn luôn điều chỉnh nỗi lòng. Bá, lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa một tia thần quang. Tuyết Uyên, giọng nói bình tĩnh của lôi đạo vang lên, lập tức, từ ngoài cửa đi vào một đạo thân ảnh, rõ ràng là Tuyết Uyên trong ba ngày này nàng vẫn luôn bảo vệ ở ngoài cửa không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy lôi đạo đạo ca nhi người có nắm chắc không tuyết uyên vẫn có chút lo lắng cho dù ở bên ngoài truyền xôn xao rất sùng bái lôi đạo nhưng tuyết uyên biết rất rõ đó là một vị thánh tôn hơn nữa còn là một vị thánh tôn uy tín lâu năm lôi đạo đang liều mạng một khi thất bại hậu quả khó mà lường được nếu có thể nàng không muốn nhìn thấy lôi đạo đi liều mạng khóe miệng lôi đạo lộ ra một nụ cười Hắn trực tiếp nắm tay Tuyết Uyên, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Ha ha ha, Tuyết Uyên, người cứ xem vi phù chém một vị thánh tôn. Đúc thành uy danh vô thượng đi." Dứt lời, Lôi Đạo mang theo Tuyết Uyên, vừa sải bước ra, trong chớp mắt đã biến mất ở Linh Lung Thánh Địa. Bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Địa, hôm nay có thêm rất nhiều võ giả. Có đạo thể nhất trọng Tam Hoa tụ đỉnh, cũng có đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí đạo thể cửu trọng, thậm chí bán thánh cũng không hiếm thấy cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài đem nguyên sơ thánh địa vây quanh chật như nêm cối nếu là trước kia dựa theo tính tình của nguyên sơ thánh địa ai dám tụ tập ở bên ngoài nguyên sơ thánh địa như thế chỉ sợ nguyên sơ thánh địa đã sớm phái người chém giết một trận chế tạo một hồi huyết án nhưng hôm nay nguyên sơ thánh địa lại bình tĩnh lạ thường không có bất kỳ đệ tử hoặc trưởng lão nào xuất hiện ngược lại trận pháp thánh địa đóng chặt tùy thời tùy chỗ đều vận chuyển một bộ như lâm đại địch đối với cách làm khác thường của nguyên sơ thánh địa rất nhiều võ giả cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, hôm nay chính là ngày vị truyền kỳ của Nguyên Châu, lôi thánh tôn đến. Một vị thánh tôn, cho dù là nguyên sơ thánh địa cũng không dám phớt lờ, mà muốn lấy toàn bộ tinh lực cùng thủ đoạn đến ứng phó. Bởi vậy, cho dù bên ngoài thánh địa có thật nhiều võ giả, xem cho cười. Bọn họ cũng lười đuổi đi, chỉ là, đợi trái đợi phải, lôi thánh tôn vẫn không có một chút bóng dáng. Hôm nay lôi thánh tôn có đến không? Không rõ lắm, nhưng bên ngoài truyền xôn xao, ước hẹn ba ngày, lấy thân phận đường đường thánh tôn của lôi thánh tôn tuyệt sẽ không bắn tên không đích không thấy ngay cả nguyên sơ thánh địa cũng như lâm đại địch sao nguyên sơ thánh địa bá đạo cỡ nào coi như là môn nhân đệ tử bình thường hành tẩu ở ngoại giới đó cũng là vô cùng ngạo khí bá đạo ai cũng không dám trêu chọc không nghĩ tới một ngày kia nguyên sơ thánh địa cũng sẽ uất ức như vậy hư không uất ức thì đã sao đối mặt với một vị thánh tôn cho dù là thánh địa cũng tuyệt đối không dám xem thường cứ chờ xem một khi hôm nay nếu như bắc sơn thánh tôn thất bại chỉ sợ ngay cả nguyên sơ thánh địa cũng nguy hiểm ân ý của ngươi là chẳng lẽ hôm nay nguyên sơ thánh địa còn có nguy cơ bị diệt hắc hắc đó là tự nhiên các ngươi cũng đừng quên thiên nguyên thánh địa đây chính là đối nguyên sơ thánh địa nhìn chằm chằm không chết không thôi a à. trong lúc nhất thời rất nhiều võ giả đều đang nghị luận ẩm ý trước kia cho dù là bán thánh cũng không dám nghị luận nguyên sơ thánh địa nửa phần nhưng bây giờ mặc dù bọn họ lớn tiếng nghị luận hơn nữa ngay tại bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Địa, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không có bất kỳ người nào ngăn lại. Dù sao, Lôi Thánh Tôn mới là đại địch chân chính của Nguyên Sơ Thánh Địa hiện tại. Thời gian trôi qua từng chút một, võ giả bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Địa càng ngày càng nhiều, nhưng bóng dáng Lôi Thánh Tôn vẫn không xuất hiện. Ngay khi tất cả mọi người đang buồn chán, bỗng nhiên một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống. Âm, trong hư không xuất hiện một bóng dáng to lớn, vắt ngang ở trong hư không, có trăm ngàn trượng, tựa như ma thần, tản ra khí tức kinh khủng. Hơn nữa, nương theo thân hình to lớn trăm ngàn trượng kia, còn có từng vị bán thánh theo sát phía sau. Một số người kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra được. Thiên Nguyên Thánh Địa là người của Thiên Nguyên Thánh Địa đến. Vị kia chắc là Hàn Sơn Thánh Tôn của Thánh Địa Thiên Nguyên đúng không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thánh Tôn, uy áp đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trước mặt Thánh Tôn, ta còn không có dũng khí động thủ. Đây chính là Thánh Tôn, nhưng mà, Thánh Tôn Hàn Sơn gióng chống khua chiêng hiển hóa Thánh Thể như vậy, đây rõ ràng là khiêu khích đối với nguyên sơ thánh địa khiêu khích thì đã sao hàn sơn thánh tôn vốn là cùng nguyên sơ thánh địa không chết không thôi thiên nguyên thánh địa nơi nào sẽ để ý nghĩ của nguyên sơ thánh địa nhìn thấy thánh tôn hàn sơn xuất hiện lập tức cảm xúc của đám người tăng vọt tuy vẫn không nhìn thấy lôi thánh tôn nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thánh thể của hàn sơn thánh tôn vậy cũng không ủng công chuyến này một vị thánh tôn hiền hóa ra thánh thể vẫn là vô cùng khó được lúc bình thường võ giả bình thường không thể thấy được chân thân thánh thể của một vị thánh tôn thậm chí ngay cả thánh tôn cũng rất khó nhìn thấy cho dù là trưởng lão hoặc là đệ tử của thánh địa cũng giống như vậy bây giờ tận mắt nhìn thấy hàn sơn thánh tôn hiển hóa ra thánh thể chuyến đi này cũng coi như không tệ thánh tôn hàn sơn tới rất sớm bỗng nhiên một tiếng nữ thanh thúy vang lên ngay sau đó trong hư không xuất hiện một nữ tử toàn thân hồng bào tựa hồ là tuyệt đại phương hoa dung nhan tuyệt mỹ đứng ở giữa hư không tựa hồ không thèm để ý uy áp khủng bố của Hàn Sơn Thánh Tôn Thánh Thể. Hồng Loan Thánh Tôn, người cũng tới. Hàn Sơn Thánh Tôn thản nhiên đáp, trong lòng đông đảo võ giả phía dưới cả kinh, lập tức càng thêm hưng phấn. Hồng Loan Thánh Tôn, đây lại là một vị Thánh Tôn, hơn nữa còn là vị Thánh Tôn thần bí của Phi Hồng Thánh Địa kia. Thánh Địa Phi Hồng, tất cả đều do nữ tử tạo thành. Nữ tử bên trong, mỗi một người đều là phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt mỹ, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể danh chấn toàn bộ Nguyên Châu. Thậm chí, nữ tử đi ra từ trong Phi Hồng Thánh Địa, không biết đã từng oanh động qua Nguyên Châu bao nhiêu lần. Mà vị Hồng Loan Thánh Tôn của Phi Hồng Thánh Địa này, vậy thì càng là khó gặp. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện, hiển nhiên, ngay cả Hồng Loan Thánh Tôn cũng không muốn bỏ lỡ trận chiến giữa Lôi Thánh Tôn và Bác Sơn Thánh Tôn, vô cùng coi trọng, bởi vậy mới tự mình đến đây. Sau lưng Hồng Loan Thánh Tôn là một đám nữ tử mang mạng che mặt, đều là các trưởng lão của Phi Hồng Thánh Địa, trong đó không thiếu cường giả bán thánh. Thiên Nguyên Thánh Địa phi hồng thánh địa đều tới rất nhanh mọi người lại phát hiện người thái dịch thánh địa cũng tới thái dịch thánh địa là đệ nhất đại thánh địa nguyên châu tự nhiên được chú ý bất quá lần này người thái dịch thánh địa lại phi thường điệu thấp mặc dù ngay cả trưởng giáo đều đích thân đến nhưng lại không có phô trương gì hơn nữa thánh tôn thái dịch thánh địa cũng không có xuất hiện lão gia hỏa thái dịch thánh địa kia còn chưa trở về hẳn là vậy nếu không sẽ không bỏ qua cơ hội lần này hồng loan thánh tôn cùng hàn sơn thánh tôn đều gật đầu Vị thánh tôn kia của Thái Dịch Thánh Địa, đây chính là nguyên châu đệ nhất thánh tôn được công nhận. Lần này không có tới, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng mà, Thái Dịch Thánh Địa cũng biểu lộ thái độ, hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ngũ đại thánh địa, ngoại trừ Nguyên Sơ Thánh Địa ra, tam đại thánh địa đều tới. Hiện tại chỉ còn lại một cái thánh địa cuối cùng, Linh Lung Thánh Địa. Chỉ là, có tin đồn, vị lôi thánh tôn kia vẫn luôn ở trong Linh Lung Thánh Địa, cùng Linh Lung Thánh Địa quan hệ không phải là cạn cũng không biết là thật hay giả. Vù, lúc này, trong hư không, bên cạnh Hồng Loan Thánh Tôn và Hàn Sơn Thánh Tôn lại xuất hiện một bóng người. Hạo Nguyệt Thánh Tôn, cuối cùng người cũng tới rồi. Hàn Sơn Thánh Tôn nhìn Hạo Nguyệt Thánh Tôn thật sâu, Thánh Tôn Linh Lung Thánh Địa cũng đến, ngũ đại Thánh Địa, gần như toàn bộ tề tụ. Ha ha, việc trọng đại như vậy, sao bản Thánh có thể không đến? Ngược lại Hàn Sơn Thánh Tôn đằng đằng sát khí, đây là chuẩn bị liều mạng với Bác Sơn Thánh Tôn sao? Hạo Nguyệt Thánh Tôn cười như không cười nhìn Hàn Sơn Thánh Tôn nói. Ánh mắt Hàn Sơn Thánh Tôn khẽ động, lập tức bình tĩnh hỏi, Hạo Nguyệt Thánh Tôn, nghe nói lôi Thánh Tôn kia đang ở linh lung Thánh Địa. Sao lôi Thánh Tôn còn chưa tới? Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng không phủ định mà thâm ý sâu sắc nói, lôi Thánh Tôn đã tới. Hà, mấy vị Thánh Tôn đều có chút khó hiểu, lôi đạo tới bọn họ có thể không biết sao? Âm, um, vừa dứt lời, trong hư không xa xa liền xuất hiện một thánh thể trăm ngàn trường khí tức trùng trùng điệp điệp như bão táp quét tới cho dù là bán thánh cũng cảm thấy ngạt thở thậm chí đừng nói là bán thánh cho dù là ba vị thánh tôn này thế mà đều mơ hồ có loại cảm giác bị áp chế đó là thánh thể của lôi thánh tôn sao lại cường đại như thế không phải lôi thánh tôn vừa mới thành thánh sao cho dù là hàn sơn thánh tôn hồng loan thánh tôn giờ phút này trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ bọn họ gần như không thể tin được vào mắt mình thân thể khổng lồ tới cực điểm vắt ngang trong hư không tản ra khí tức uy nghiêm vô cùng vô tận ngay cả thánh tôn cũng cảm nhận được một chút áp chế ánh mắt hạo nguyệt thánh tôn thâm thúy thở dài đầy ẩn ý đúng vậy đó chính là lôi thánh tôn cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng đó là sự thật hạo nguyệt thánh tôn có quan hệ gần với lôi đạo nhất lôi đạo ở linh lung thánh địa lại ngây người thời gian dài như vậy hắn làm sao có thể hoàn toàn không biết gì về lôi đạo chính là bởi vì hắn quá quen thuộc với lôi đạo bởi vậy trên thực tế nội tâm mới là rung động nhất lúc lôi đạo vừa mới đi vào linh lung thánh địa cũng không phải như vậy nhưng đây chính là sự thật giờ phút này thánh thể khủng bố trong hư không trăm ngàn trượng này lập tức khiến cho tất cả võ giả phía dưới chú ý dù sao thật sự là quá kinh khủng uy thế quả thực mạnh đến cực hạn cho dù là hàn sơn thánh tôn trước đó cũng không có uy thế khủng bố như vậy đó là vị thánh tôn nào thánh thể khủng bố như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi hẳn là lôi thánh tôn lôi thánh tôn lôi thánh tôn vừa mới thành thánh Thánh thể đã cường đại như vậy, sao ta cảm thấy hình như còn mạnh hơn thánh thể của Hàn Sơn Thánh Tôn? Dưới uy áp thánh thể của Lôi Thánh Tôn, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Rất nhiều võ giả đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thánh thể trăm ngàn trượng trong hư không kia. Đó chính là Lôi Đạo, Lôi Thánh Tôn, truyền kỳ bán thánh trước kia, Lôi Thánh Tôn hiện tại. Lôi Đạo vừa ra trận chính là bá đạo như thế, chấn động lòng người như thế. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu, Lôi Đạo hiển hóa ra chân thân thánh thể Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, hắn đã động thủ. Đúng vậy, động thủ, chân thân thánh thể khổng lồ trăm ngàn trượng của Lôi Đạo trực tiếp vươn bàn tay khổng lồ ra, giống như một tòa thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa. Âm, um, một khi chân thân thánh thể động thủ, thanh thế khủng bố biết bao. Dù còn không có rơi xuống, toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa đều giống như gặp phải gió lốc cấp 10. Thừa nhận áp lực cực lớn, dù cho có trận pháp ngăn trở, rất nhiều đệ tử, trưởng lão trong Nguyên Sơ Thánh Địa đều có loại cảm giác ngày tận thế phủ xuống. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là ngày tận thế. Quy lực của Thánh Tôn khủng bố như vậy, cho dù bọn họ đã nghe qua đủ loại truyền thuyết về Thánh Tôn, biết quy lực của Thánh Tôn khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù nghe nói thế nào, chưa từng tự mình trải nghiệm, cũng không có loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ này. Càng không có kính sợ, mà bây giờ, bọn họ nhìn bàn tay khổng lồ trong hư không kia. Đây không còn là truyền thuyết, mà là chuyện đang xảy ra. Cho dù có trận pháp ngăn trở, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác giống như sắp bị bàn tay khổng lồ này nghiền nát hoàn toàn đây chính là uy lực của thánh tôn mà giờ khắc này bọn họ cũng cảm nhận được sự kính sợ sự kính sợ đối với thánh tôn lôi đạo ngươi dám trong nguyên sơ thánh địa truyền ra một tiếng gầm giận dữ cùng lúc đó một thánh thể khổng lồ cũng trăm ngàn trượng hiện lên trên không nguyên sơ thánh địa thánh tôn nguyên sơ thánh địa bát sơn thánh tôn thánh thể trăm ngàn trượng này rõ ràng là bác sơn thánh tôn hiển hóa ra ai cũng không ngờ lôi thánh tôn vừa tới nguyên sơ thánh địa cái gì cũng không nói liền trực tiếp hiền hóa thánh thể cho nguyên sơ thánh địa một kích nếu là tùy ý một trưởng này rơi xuống coi như là trận pháp của nguyên sơ thánh địa chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được nguyên sơ thánh địa trong nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa lôi đạo người quá làm can, bác sơn thánh tôn hít một hơi thật sâu trong giọng nói còn mang theo phẫn nộ thế là bác sơn thánh tôn cũng động thủ thánh thể khổng lồ kia đột nhiên đấm ra một quyền đánh mạnh về phía bàn tay lôi đạo tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, thậm chí còn không kịp phản ứng, hai vị đường đường là thánh tôn mà còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp chiến đấu rồi. Từ đầu đến cuối, lôi đạo chưa từng nói một câu, ngay cả biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mặc cho bác sơn thánh tôn tung ra một quyền này, bàn tay của hắn vẫn rơi xuống. Khi trưởng quyền chạm nhau, lập tức, một cỗ dư ba kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tựa hồ ngay cả hư không cũng bị bóp méo. Âm âm, tiếng nổ cực lớn quanh quẩn trong hư không, cho dù là bán thánh, Giờ phút này cũng không nhịn được điên cuồng lui về phía sau. Bọn họ đã lui rất xa, nhưng dù vậy, dư âm khủng bố chỉ cần lan đến trên người bọn họ, cho dù là bán thánh cũng không ngăn được. Một ít võ giả xui xẻo, chính là bị dư ba lan đến, ngay cả phản ứng cũng không có, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Lúc này, rất nhiều võ giả mới tỉnh ngộ, đây là hai vô thượng thánh tôn đang chiến đấu, vô thượng thánh tôn đại chiến, ngay cả tư cách xem cuộc chiến đều phi thường nghiêm khắc, không đến đạo thể cửu trọng muốn xem cuộc chiến vậy phải làm tốt chuẩn bị bị dư ba cùng ngã xuống cho dù là đạo thể cửu trọng thậm chí bán thánh một cái không xem xét kỹ cũng có khả năng bị trọng thương thậm chí ngã xuống đây chính là uy lực của thánh tôn vượt xa khỏi cực hạn mà đạo thể ngũ trọng bình thường có thể tưởng tượng thậm chí vượt qua nhận thức của bọn họ cấp độ sinh mệnh của thánh tôn vốn không giống với võ giả đạo thể vượt qua nhận thức cũng rất bình thường chiến đấu giữa thánh tôn đã không còn là võ học hoặc là chiến pháp có khả năng hình dung người thật sự có thể xem cuộc chiến chỉ có ba vị thánh tôn trong hư không nhưng giờ phút này vẻ mặt của ba vị thánh tôn này lại vô cùng ngưng trọng tựa hồ nhìn ra một chút manh mối thậm chí có một ít suy đoán chỉ là suy đoán này quá lớn mật còn phải để bác sơn thánh tôn tự mình đi kiểm tra một phen một quyền của bác sơn thánh tôn uy năng rất khủng bố trên thực tế hắn đã rất gần với thánh thể cao cấp nếu không cũng sẽ không có giá tâm lớn như vậy muốn triệt để hủy diệt thánh địa thiên nguyên lại cho hắn thêm mấy chục năm nói không chừng thật có thể đẩy thánh thể lên tới thánh thể cao cấp, tiếp đó thành tựu thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Cũng chính vì vậy, Bác Sơn Thánh Tôn làm việc không kiêng nể gì cả, không có nhiều cố kỵ như vậy. Lúc trước một mình Lôi Đạo đến Khiêu Chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, trong mắt Bác Sơn Thánh Tôn, Lôi Đạo chỉ là một bán thánh, tồn tại như con kiến hôi, cũng dám Khiêu Chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Bởi vậy, Bác Sơn Thánh Tôn tiện tay liền muốn bóp chết Lôi Đạo. Chỉ tiếc, Bác Sơn Thánh Tôn thất bại, mà bây giờ lại càng thu hút thêm một đại địch, Lôi Đạo thành thánh nhưng dù vậy bác sơn thánh tôn cũng không quá mức lo lắng một thánh tôn tất nhiên khiến nguyên sơ thánh địa như lâm đại địch nhưng bác sơn thánh tôn lại không để ở trong lòng hắn vẫn luôn có lòng tin một khi hắn thành tựu thánh thể cao cấp thánh thể nhất trọng đỉnh phong đám người lôi đạo hàn sơn thánh tôn thì tính là gì chỉ là hiện tại bác sơn thánh tôn dùng toàn lực đánh ra một quyền hung hăng va chạm với một trưởng của lôi đạo hắn mới bỗng nhiên giật mình quy năng của một trưởng này của lôi đạo mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không đỡ nổi Thậm chí một trường của lôi đạo còn mang theo áp lực kinh khủng, khiến bác sơn thánh tôn cảm thấy áp lực như thái sơn áp đình. Nhưng điều này sao có thể? Bác sơn thánh tôn thành tự thánh tôn đã mấy trăm năm ở trong năm vị thánh tôn nguyên châu, vị thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong kia gần với thái dịch thánh địa. Thậm chí bác sơn thánh tôn còn có tự tin trong vòng mấy chục năm đã trở thành thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Nhưng giờ phút này hắn lại bị một trường của lôi đạo áp chế, thậm chí hắn cũng không có sức ngăn cản, điều này có thể sao? chỉ là đây không phải ảo giác của bác sơn thánh tôn mà là sự thật phốp phốp khoảnh khắc một quyền này của bác sơn thánh tôn chạm vào một trưởng của lôi đạo lập tức vỡ vụn thậm chí bác sơn thánh tôn còn cảm thấy trên bàn tay của lôi đạo bộc phát một luồng lực lượng khủng khiếp như rời non lấp biển khí thế cuồn cuộn không thể ngăn cản quét về phía hắn mà cỗ lực lượng này gần như là nghiền ép đường đường là bác sơn thánh tôn thế mà lại bị nghiền ép một màn này không chỉ có bác sơn thánh tôn không thể tin được cho dù là hồng loan thánh tôn Hàn Sơn Thánh Tôn, Hạo Nguyệt Thánh Tôn ở trong hư không cũng không thể tin được. Nhưng đây cũng là sự thật, cuối cùng, một trường của lôi đạo vẫn đánh xuống, cho dù một quyền của Bắc Sơn Thánh Tôn đã chặn lại phần lớn lực lượng của lôi đạo, nhưng lực lượng mà hắn đánh xuống vẫn khủng khiếp tới cực điểm. Cho dù là trận pháp của Nguyên Sơ Thánh Địa, không thể ngăn cản. Bởi vậy, bàn tay hạ xuống, trận pháp của Nguyên Sơ Thánh Địa khẽ run lên, vẻn vẹn chỉ chống đỡ được một lát, sau đó liền triệt để sụp đổ, biến thành bọt nước. Một trường của lôi đạo, đủ loại rơi vào phía trên toàn bộ nguyên sơ thánh địa ầm ầm một trận đất dung núi chuyển một trường này của lôi đạo quá khổng lồ đây là một kích toàn lực của thánh tôn cũng là một kích toàn lực của thánh thể cao cấp của lôi đạo yên diệt thánh thể cho dù trước đó đã bị suy yếu bảy tám phần lực lượng nhưng chỉ còn lại có hai ba phần sức mạnh vẫn vô cùng khủng bố lực phá hoại kinh người lôi đạo nhất trưởng hạ xuống thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường vân trên bàn tay hắn cùng với lực lượng chôn vùi tản mát ra một tia dao động khủng bố kia dường như có thể chôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả, phá hoại tất cả. Yên diệt thánh thể, phá hư thánh thể thuần túy, lực sát phạt kinh người, rất ít có lực lượng có thể chống đỡ được lực lượng chôn vùi. Huống chi, thánh thể yên diệt của lôi đạo bây giờ đã không còn là thánh thể bình thường nữa, mà là thánh thể cao cấp. Theo một trường của lôi đạo hạ xuống, chỉ còn lại hai ba thành lực lượng thánh thể, vậy cũng không thể coi thường. Lực lượng khủng bố tàn sát bừa bãi ở bên trong nguyên sơ thánh địa quấy cho nguyên sơ thánh địa to như vậy long trời lở đất đại điện sụp đổ trời long đất lở đối với đệ tử và trưởng lão của nguyên sơ thánh địa mà nói giống như là ngày tận thế vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao chôn vùi bất kể là đạo thể cửu trọng hay là bán thánh cho dù là bán thánh thì triển ra thánh năng cũng không làm nên chuyện gì ở trước mặt thánh thể chân thân đường đường là thánh tôn của lôi đạo căn bản không có một tia sức chống cự lực lượng chôn vùi tàn sát bừa bãi bán thánh mạnh hơn cũng biến thành cho tàn trong nháy mắt, Nguyên Sơ Thánh Địa liền một mảnh kêu rên, biến thành luyện ngục nhân gian. Mặc dù không tính là bị san thành bình địa, nhưng cũng coi như là tổn thất nặng nề. Cho dù là lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư giết thượng Nguyên Sơ Thánh Địa, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không có tổn thất bực này. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí, còn muốn xem một trận chiến kinh thiên động địa, xem một hồi long tranh hổ đấu người đều trợn tròn mắt. Cái này, đây không phải là thật chứ? Lôi Thánh Tôn lại mạnh như vậy? ngay cả bác sơn thánh tôn cũng không đỡ nổi một trưởng của lôi thánh tôn bác sơn thánh tôn chính là thánh tôn lâu năm đã thành thánh từ mấy trăm năm trước chỉ đứng sau vị thánh tôn đệ nhất của thái dịch thánh địa kia làm sao có thể ngay cả một trưởng của lôi thánh tôn cũng không tiếp nổi lúc trước lôi thánh tôn đã nói muốn san bằng sơ nguyên thánh địa vốn cho rằng có chút khuyết đại nhưng hiện tại uy lực một trưởng đến mức này ngay cả nguyên sơ thánh địa đều bị hủy bảy tám phần tổn thất thảm trọng thậm chí ngay cả bác sơn thánh tôn cũng không ngăn được nếu lại đến một trường, có phải nguyên sơ thánh địa cũng không còn tồn tại, sẽ bị triệt để xóa đi hay không? Đây chính là thánh tôn sao, một trường chi uy, một tòa thánh địa to lớn, truyền thừa mấy vạn năm, nói xóa là xóa, lực lượng vĩ ngạn bực này, thật không thể tin được. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại chiến giữa các thánh tôn đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhưng kết cục lại càng thêm kịch tính, chỉ là những võ giả này mạnh nhất cũng mới chỉ là bán thánh mà thôi, bọn họ không rõ tranh lệch giữa thánh tôn cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong đi xem môn đạo. Lúc này, chấn động nhất không phải là những võ giả đạo thể đang vây xem, mà là ba vị thánh tôn trong hư không. Bất luận là Hồng Loan Thánh Tôn hay là Hàn Sơn Thánh Tôn, hoặc là Hạo Nguyệt Thánh Tôn, lúc này dường như hô hấp cũng càng thêm dồn dập tam đại đường đường Thánh Tôn, Thánh Tôn gặp biến không sợ hãi, dường như không có gì có thể khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ, khi thấy lôi đạo xuất trưởng đánh tan bác Sơn Thánh Tôn, sắc mặt tam đại Thánh Tôn lập tức thay đổi suy đoán trong lòng bọn họ dường như mơ hồ biến thành sự thật thánh thể cao cấp không hề nghi ngờ có thể một trưởng đánh tan bắc sơn thánh tôn chỉ có cao đẳng thánh thể lôi thánh tôn trước mắt lại đã là thánh thể nhất trọng đỉnh phong sánh ngang với vị nguyên châu đệ nhất thánh tôn của thái dịch thánh địa kia thánh thể đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi cao đẳng thánh thể hạo nguyệt thánh tôn người giấu giếm chúng ta thật khổ đâu phải ta muốn giấu các ngươi mà là ta cũng không biết tam đại thánh tôn đều hít một hơi lạnh trong lòng càng dâng lên sóng to gió lớn thánh thể cao cấp bọn họ thành thánh đã mấy trăm năm tự nhiên biết muốn đẩy thánh thể cao cấp khó khăn cỡ nào thậm chí ba vị thánh tôn cũng không có hy vọng đẩy thánh thể cao cấp lên bác sơn thánh tôn nói là mấy chục năm liền có hy vọng đẩy lên cao đẳng thánh thể nhưng ai nói rõ ràng còn lôi đạo thì sao thành thánh mới được bao lâu tính toán đâu ra đấy có thể có một tháng sao cho dù có một tháng vậy lại tính là cái gì nhiều nhất là hai ba tháng đỉnh thiên Chút thời gian này, thậm chí còn không đủ để một vị thánh tôn củng cố cảnh giới. Nhưng Lôi đạo đã đẩy ra thánh thể cao cấp, trở thành thánh thể nhất trọng đỉnh phong, bỏ xa bọn họ ở phía sau. Tam đại thánh tôn, Địa vị Tôn Sùng, nhưng giờ phút này, trong lòng lại đều rất không có tư vị, thậm chí mơ hồ có chút đắng chát. Nhưng mà, bọn họ nhìn về phía Nguyên Sơ Thánh Địa. Chỉ sợ, người không có tư vị nhất chính là Bác Sơn Thánh Tôn a. Lôi đạo, "Âm", kèm theo một tiếng gào thét cuồng loạn, từ trong Nguyên Sơ Thánh Địa thánh thể của bác sơn thánh tôn lại lần nữa ngưng tụ ở trong hư không toàn thân đều là sát ý lạnh như băng cùng với lửa giận ngập trời thậm chí sát ý cũng sắp ngưng tụ thành thực chất mà lửa giận cũng giống như thật sự biến thành hỏa diễm ngập trời đang hừng hực thiêu đốt bác sơn thánh tôn thật sự phẫn nộ tới cực điểm bác sơn thánh tôn giống như một ngọn núi lửa phẫn nộ sắp nổ tung trên người thánh thể chân thân trăm ngàn trượng của hắn xuất hiện văn lộ lít nha lít nhít từng đường vân phảng phất ẩn chứa một tia khí tức quỷ dị loại khí tức này không giống như là khí tức của võ giả hoặc là thánh tôn, ngược lại là có chút tương tự với một ít hải thú. Hơn nữa, đằng sau thân thể trăm ngàn trượng của Bắc Sơn Thánh Tôn, loáng thoáng tựa hồ có một hư ảnh cự thú kinh khủng đang lặng lẽ gầm thét. Cái này, đây chẳng lẽ chính là trí bảo của Nguyên Sơ Thánh Địa, Thánh Thú Châu? Hẳn là, tổ sư của Nguyên Sơ Thánh Địa lúc trước. Ở tử vong chi hải chém một đầu thánh thú, hơn nữa còn là thánh thú sánh ngang thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Đem tinh khí thần toàn thân, toàn bộ đều luyện nhập vào trong một viên bảo châu, trải qua hơn trăm năm chậm rãi luyện chế, cuối cùng tạo thành một kiện trí bảo, thánh thú châu. Bên trong cơ hồ ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của thánh thú kia, một khi sử dụng, thánh thể của nguyên sơ thánh địa thánh tôn. Cơ hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn leo lên đến trình độ sánh ngang thánh thể cao đẳng, thật sự là đáng sợ. Hắc hắc, nhưng mà đó cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa còn có rất nhiều nhược điểm, cũng không thể trở thành thánh thể cao cấp chân chính, chỉ có thể nói là vô hạn tiếp cận thánh thể cao cấp, bằng không mà nói, bản thánh chẳng phải là đã sớm bị bác Sơn chảm chém rồi sao? Ba vị thánh tôn tựa hồ cũng biết lá bài tẩy cuối cùng của bác Sơn thánh tôn. Nhất là Hàn Sơn thánh tôn, ngoài miệng tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại vô cùng kiêng kỵ. Tuy Hàn Sơn thánh tôn nhiều lần đối đầu với bác Sơn thánh tôn, thậm chí bắt cặp chém giết cũng rất thường thấy. Nhưng thật ra hắn vẫn luôn đề phòng thánh thú châu của bác Sơn thánh tôn chính là sợ bác sơn thánh tôn thi triển ra thánh thú châu chém hắn hiện tại rốt cục nhìn thấy thánh thú châu trong lòng dùng mình quả nhiên rất mạnh bất quá ngược lại không có vượt qua dữ liệu của hắn thánh thú châu tuy rằng cường hãn nhưng vận dụng thánh thú châu cũng không cách nào thoáng cái để cho thánh thể chân chính đạt tới tình trạng thánh thể cao cấp nếu thật sự bất chấp tất cả đại chiến hàn sơn thánh tôn vẫn có thể chống đỡ được đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng bác sơn thánh tôn có thánh thú châu nhưng vẫn không chịu sử dụng thứ nhất thánh thú châu đích xác phi thường chân quý thánh thú tinh khí thần bên trong dùng một chút liền ít đi một chút không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng thứ hai thật ra bác sơn thánh tôn cũng hiểu rất rõ cho dù sử dụng thánh thú châu thật ra cũng rất khó thật sự giết chết hàn sơn thánh tôn trừ phi là thiên thời địa lợi nhân hòa ở dưới một số tình huống đặc thù hắn mới có thể vận dụng thánh thú châu chém giết hàn sơn thánh tôn chỉ là lợi tình huống đó cũng rất ít thấy gần như chưa từng xuất hiện mà bây giờ, Bác Sơn Thánh Tôn lại không thể không sử dụng Thánh thú Châu, cho dù là hao hết 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 tất cả tinh khí thần trong Thánh thú Châu. Hắn cũng phải sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, Lôi đạo quá mạnh, chỉ một kích đã đánh bay Bác Sơn Thánh Tôn, quá trình hoàn toàn chính là nghiền ép, thậm chí ngay cả Nguyên Sơ Thánh Địa cũng bị trọng thương trước nay chưa từng có. Đây là chuyện Bác Sơn Thánh Tôn không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, giao thủ với Lôi đạo nhất, trên thực tế hắn cũng đã cảm thấy, thánh thể của Lôi đạo quá mạnh mẽ tuyệt đối không phải thánh thể bình thường, mà có thể là thánh thể cao cấp. Chuyện này quá khó tin, cho dù lôi đạo có thiên tài đi nữa, nhưng vừa mới thành thánh mới hai ba tháng, làm sao có thể đẩy ra thánh thể cao cấp, thành tựu thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Nhưng mà, bất luận bác Sơn Thánh Tôn tin hay không, đây chính là sự thật. Bởi vậy, bác Sơn Thánh Tôn cảm thấy uy hiếp, thậm chí sinh tử uy hiếp. Hắn không chút do dự, lập tức liền vận dụng thánh thú châu, đây là trí bảo mạnh nhất nguyên sơ thánh địa lưu truyền tới nay, cũng là căn bản nguyên sơ thánh địa có thể sừng sững ở nguyên châu mấy vạn năm. Cho dù có Thiên Nguyên Tổ sư sáng tạo Thiên Nguyên Thánh địa, vẫn luôn đối chọi gay gắt với Nguyên Sơ Thánh địa, Nguyên Sơ Thánh địa cũng không có suy sụp quá lớn, cũng là bởi vì Thánh thú châu. Để cho các thánh tôn Thiên Nguyên Thánh địa đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Bác Sơn Thánh Tôn lại không thể không vận dụng viên thánh thú châu này. Bởi vì, hắn đối mặt chính là một thánh tôn cường đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Hà, có khí tức của thánh thú, nhưng vậy thì sao? đừng nói chỉ là tinh khí thần của thánh thú cho dù là thánh thú cao cấp chân chính bản thánh cũng có thể chém chết lôi đạo đứng chắp tay ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bác sơn thánh tôn trong ánh mắt hắn ta không có phẫn nộ không có vui sướng chỉ có lạnh lùng cùng với một tia thương hại đúng vậy thương hại vẻ thương hại này khiến bác sơn thánh tôn gần như phát cuồng hắn đường đường là thánh tôn thậm chí còn có hy vọng thánh thể nhất trọng đỉnh phong làm sao cần được lôi đạo thương hại huống chi hai ba tháng trước Lôi đạo cũng mới vẻn vẹn chỉ là bán thánh mà thôi, còn cần phải ngước nhìn Bắc Sơn Thánh Tôn, ở trong mắt Bắc Sơn Thánh Tôn, Lôi đạo vẫn luôn là con kiến hôi mà thôi. Cho dù có thể chạy thoát khỏi tay Bắc Sơn Thánh Tôn, nhưng đó cũng chỉ là sâu kiến. Thậm chí, Lôi đạo có thể chạy trốn, Bắc Sơn Thánh Tôn cũng cảm thấy là hắn không có thi triển ra toàn lực mà thôi. Nếu như thánh thể chân thân toàn lực ra tay, Lôi đạo há có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, chính là một con kiến hôi trong mắt Bắc Sơn Thánh Tôn, bây giờ lại cao cao tại thượng. Từ trên cao quan sát hắn, thậm chí còn toát ra vẻ thương hại, tính tình nóng nảy, Bác Sơn Thánh Tôn gần như phát cuồng. "Lôi Đạo, bản thánh muốn ngươi chết." Thánh thể của Bác Sơn Thánh Tôn dường như càng thêm ngưng thực. Sau đó, hắn không có bất kỳ hoa lệ nào, thánh thể to lớn trực tiếp nhảy một cái về phía Lôi Đạo. Vù, vừa bước xuống, thánh thể của Bác Sơn Thánh Tôn đã đi tới trước mặt Lôi Đạo, lại trực tiếp muốn va chạm với thánh thể của Lôi Đạo. Những người khác không biết, nhưng sắc mặt ba vị thánh tôn ở một bên quan chiến lại đồng loạt biến đổi. Bọn họ biết rất rõ, đối với thánh tôn mà nói, bất kỳ thủ đoạn nào khác đều chỉ là thăm dò mà thôi. Chiến pháp cũng được, hay là thủ đoạn khác cũng được, đều không tính là gì, xa xa không tính là liều mạng. Liều mạng giữa các thánh tôn, vậy chỉ có một loại biện pháp, đó chính là va chạm giữa các thánh thể. Giữa các thánh tôn phân ra thắng bại, có thể dùng đủ loại biện pháp, nhưng nếu muốn tâm phục khẩu phục đánh bại đối thủ, thậm chí chém giết đối thủ, vậy chỉ có thể có một loại biện pháp. Thánh thể va chạm, thánh thể chính là căn bản của thánh tôn một khi thánh thể có mất như vậy đối với thánh tôn mà nói chính là căn cơ tổn hao nhiều thậm chí có nguy hiểm sinh mệnh bác sơn thánh tôn trực tiếp vận dụng thánh thể lấy mạng đổi mạng hoàn toàn chính là muốn lấy sự hung hãn của mình cầu sống trong chết hy vọng lôi đạo có thể có chỗ cố kỵ sau đó hắn có thể tìm đường sống trong chỗ chết ít nhất vượt qua một kiếp này bác sơn thánh tôn rất rõ ràng thủ đoạn tầm thường hắn căn bản không làm gì được một vị thánh tôn thánh thể cao cấp chỉ có liều mạng hắn mới có một tia cơ hội khiến lôi đạo cảm thấy cố kỵ nếu muốn bảo trụ nguyên sơ thánh địa thậm chí bảo trụ chính hắn bác sơn thánh tôn chỉ có một biện pháp như vậy chỉ tiếc hắn đánh giá sai lôi đạo khi nhìn thấy bác sơn thánh tôn lại mưu toan lấy mạng đổi mạng để cho hắn kiêng kỳ khóe miệng lôi đạo ngược lại lộ ra một nụ cười trào phúng thánh thể va chạm lấy mạng đổi mạng thật ra đúng là đúng ý hắn bổ sơn thánh tôn chỉ sợ ngươi không ngờ sẽ có một ngày như vậy đâu ngươi phải liều mạng bản thánh sẽ thành toàn cho ngươi ngay sau đó lôi đạo vừa dứt lời hình như nhân diệt thánh thể của hắn càng thêm ngưng thực cùng lúc đó một cỗ lực lượng chôn vùi bao trùm lên nhân diệt thánh thể thánh thể khổng lồ cũng không có chút do dự nào trực tiếp đón đỡ thánh thể của bác sơn thánh tôn hung hăng va chạm bành hai thánh thể trăm ngàn trượng cứ như vậy ở trong hư không không hề có chút màu mè vật lộn mỗi một lần va chạm thánh thể của hai người đều sẽ xuất hiện một chút hao tồn chỉ là thánh thể nhân diệt của lôi đạo trung quy vẫn là thánh thể cao cấp thậm chí cũng không phải thánh thể cao cấp bình thường mà là thánh thể chủ công sát phạt lực công kích mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi lực lượng trôn vùi càng trôn vùi tất cả hủy diệt tất cả phá hư tất cả hai cỗ thánh thể va chạm lập tức phân ra cao thấp dưới va chạm thánh thể của bắc sơn thánh tôn khẽ run lên lập tức sụp đổ trên diện tích lớn thánh thể trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng mà thân thể trôn vùi của lôi đạo vẻn vẹn chỉ là thoáng hao tổn một chút thậm chí ngay cả hao tổn một phần ngàn cũng không đến chút hao tổn ấy đối với lôi đạo mà nói căn bản cũng không tính là gì huống chi thánh thể còn có thể khôi phục sự cường hãn của thánh thể cao cấp lần đầu tiên hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người a à, bác sơn thánh tôn kêu thảm một tiếng trong giọng nói của hắn đã loáng thoáng mang theo một tia run dày hắn đang sợ hãi đang sợ hãi cho dù là với tính tình nóng nảy của bác sơn thánh tôn cũng sẽ sợ hãi bởi vì vừa đụng vào thánh thể của hắn đã hao tổn một phần mười trực tiếp hao tổn một phần mười đây là tổn thất thảm trọng cỡ nào? Chỉ cần vài lần nữa, có phải là sẽ hoàn toàn bị chôn vùi rồi không? Một khi thánh thể chôn vùi, như vậy bác Sơn Thánh Tôn cũng sẽ vẫn lạc. Thánh Tôn cũng có thể vẫn lạc. Lại đến, lôi đạo mặt không biểu cảm, thánh thể khổng lồ chủ động dựa vào, cưỡng ép tiến hành chiến đấu bên người với bác Sơn Thánh Tôn, loại đại chiến vật lộn không chút màu mè này, quả thực cực kỳ mạo hiểm. Theo những võ giả đạo thể bình thường kia, thậm chí chiến đấu giữa các thánh tôn còn có chút man hoành không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì trực tiếp dùng thánh thể va chạm một lực hàng người hội một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi hai bộ thánh thể đã va chạm với nhau năm lần mà thánh thể khổng lồ của bắc sơn thánh tôn đã thu nhỏ lại hơn phân nửa lúc này mới vẻn vẹn chỉ là năm lần va chạm mà thôi hơn nữa thậm chí bắc sơn thánh tôn còn vận dụng trí bảo thánh thú châu của nguyên sơ thánh địa nhưng vẫn là loại kết quả quân lính tan giã này hoàn toàn chính là bị nghiền ép triệt để nghiền ép giờ khắc này tất cả mọi người tự hồ đều biết kết cục của bác sơn thánh tôn đường đường là thánh tôn cũng có kết cục như vậy không không sao bản thánh có thể chết được bản thánh không thể chết nguyên sơ thánh địa còn có thể xây dựng lại nhưng bản thánh không thể chết được giọng nói của bác sơn thánh tôn có chút điên cuồng giờ khắc này hắn thật sự sợ hãi thật sự sợ hãi nếu cứ tiếp tục như vậy trong vòng mấy hơi thở bác sơn thánh tôn chắc chắn phải chết bởi vậy sau một khắc bác sơn thánh tôn lập tức bước ra lui lại điên cuồng lui về phía sau hắn muốn trốn trốn càng xa càng tốt chỉ cần có hắn nguyên sơ thánh địa diệt thì diệt tương lai còn có thể trùng kiến một khi hắn chết như vậy nguyên sơ thánh địa cũng triệt để xong nhìn thấy bác sơn thánh tôn đường đường là thánh tôn của thánh địa thế mà cũng có một màn chạy chối chết điều này làm cho tâm tình của rất nhiều người đều rất phức tạp thậm chí ngay cả ba vị thánh tôn đang xem cuộc chiến đều không có loại cảm giác vui sướng trong lòng kia ngược lại có chút tâm tình phức tạp thỏ tử hồ bi cho dù là hàn sơn thánh tôn hắn ta vẫn luôn hận không thể khiến bác sơn thánh tôn chết không có chỗ chôn nhưng bây giờ thấy thảm trạng của bác sơn thánh tôn trong lòng hắn ta lại có chút lạnh lẽo cái chết của bác sơn thánh tôn đương nhiên hàn sơn thánh tôn sẽ rất vui vẻ chỉ là không chết trong tay thánh tôn hàn sơn mà chết trong tay lôi thánh tôn khiến trong lòng hắn vô cùng phức tạp bây giờ muốn đi đã muộn bản thánh tiễn ngươi lên đường ánh mắt lôi đạo như đao sau đó hít một hơi thật sâu thánh thể khổng lồ lại lần nữa bành trướng sau đó trực tiếp đưa tay chộp một cái giống như cánh tay dài trăm ngàn trượng trực tiếp liền bắt được bác sơn thánh tôn diệt thánh thể lôi đạo khổng lồ từ trên trời giáng xuống giống như một ngọn núi thái cổ thần sơn mang theo lực lượng khủng bố hung hăng đè lên thánh thể của bác sơn thánh tôn âm âm thánh thể va chạm kịch liệt lực lượng chôn vùi điên cuồng chôn vùi bác sơn thánh tôn điên cuồng kêu thảm chỉ là không làm nên chuyện gì khi thánh thể lôi đạo khổng lồ hung hăng đè lên thánh thể của bắc sơn thánh tôn thánh thể của bắc sơn thánh tôn còn muốn dãy ruộng chỉ là thánh thể lôi đạo khổng lồ biết bao không biết lực lượng khủng bố đến cỡ nào cho dù là thánh thể của bắc sơn thánh tôn dốc hết toàn lực muốn cở lại yên diệt thánh thể của lôi đạo cũng không làm nên chuyện gì thế là lôi đạo trực tiếp đem nghiền ép thánh thể của bắc sơn thánh tôn sau khi rơi xuống trên nguyên sơ thánh địa hết thảy đều bình tĩnh trở lại một chút thánh thể cuối cùng của bắc sơn thánh tôn đã bị thánh thể của lôi đảo hoàn toàn tiêu diệt. Thánh thể ma diệt cũng đại biểu cho thánh tôn ngã xuống. Bác Sơn thánh tôn đã ngã xuống, tĩnh, vô cùng yên tĩnh, toàn bộ hư không, trong vòng trăm dặm quanh nguyên sơ thánh địa đều vô cùng yên tĩnh. Nguyên bản hôm nay, trong ba tầng ngoài nguyên sơ thánh địa, không biết bao nhiêu võ giả súng lại, chính là vì tận mắt nhìn thấy đại chiến thánh tôn ngàn năm một thuở này. Bởi vậy, rất nhiều võ giả đều ngày đêm chạy tới, để số lượng võ giả bên ngoài nguyên sơ thánh địa đạt đến hơn vạn. Hơn vạn võ giả. Hơn nữa còn không phải võ giả bình thường, ít nhất đều là đạo thể tứ trọng trở lên, thậm chí võ giả đạo thể thất trọng trở lên chiếm đa số. Mà giờ khắc này, nhiều người như vậy, ở cùng thời khắc đó, đều duy trì tuyệt đối an tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn qua thánh thể to lớn của Nguyên Sơ Thánh Địa. Cả tòa Nguyên Sơ Thánh Địa, bị yên diệt thánh thể của Lôi Đạo đè ép, trên cơ bản đã bị san thành bình địa. Đương nhiên, Lôi Đạo còn nhớ rõ hắn muốn chính là một ít linh dược cùng với bảo vật bên trong nguyên sơ thánh địa sẽ không thật sự đem nguyên sơ thánh địa hủy đi bởi vậy linh dược dược viên cùng với một ít kiến trúc đặc thù lôi đạo đều che chở không có phá hư về phần những nơi khác lôi đạo cũng lười phí tâm thánh thể của hắn từ trên trời giáng xuống dù không làm gì chỉ đè ép bác sơn thánh tôn rơi xuống phía trên nguyên sơ thánh địa cũng đủ để san bằng nguyên sơ thánh địa huống chi bác sơn thánh tôn còn ngã xuống bác sơn thánh tôn thật sự ngã xuống không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nghe nói thánh thể của thánh tôn chính là căn bản, một khi bị ma diệt, đó chính là vẫn lạc. Không ngờ thánh tôn cũng có thể ngã xuống, ba ngày trước lôi thánh tôn từng tuyên bố muốn đạp diệt thánh địa nguyên sơ. Cho dù lôi thánh tôn đường đường là thánh tôn, nhưng muốn đạp diệt thánh địa nguyên sơ, tựa hồ cũng là hy vọng xa vời. Dù sao, lúc trước cho dù là thiên nguyên tổ sư, cũng không thể đạp diệt thánh địa nguyên sơ. Mà hiện tại, lôi thánh tôn làm được, hắn thế mà thật sự đạp diệt thánh địa nguyên sơ lôi thánh tôn vẫn luôn là truyền kỳ lúc còn là bán thánh truyền kỳ bây giờ đã trở thành thánh tôn còn là thánh tôn truyền kỳ dùng sức một mình hắn đạp diệt nguyên sơ thánh địa của đạo thống mấy vạn năm thật sự là không thể tưởng tượng nổi trảm thánh tôn diệt thánh địa đây mới thực sự là truyền kỳ tất cả võ giả nhìn thánh thể lôi đạo khổng lồ kia uy nghiêm như thần linh theo hiện tại chém giết bắc sơn thánh tôn dường như trở nên càng thêm thần thánh uy nghiêm hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy một vị truyền kỳ sinh ra chảm thánh tôn, diệt thánh Địa, đây là uy phong cỡ nào? Cho dù qua một vạn năm nữa, chỉ sợ cũng sẽ có người tán dương sự tích chuyển kỳ bực này. Từ hôm nay, Nguyên Châu không còn Nguyên Sơ Thánh Địa. Phàm có võ giả tự xưng Nguyên Sơ Thánh Địa, giết không tha. Thanh âm của lôi đạo cuồn cuộn như lôi đình, quanh quẩn trong hư không, làm cho tất cả mọi người dùng mình. Lôi Thánh Tôn đây là muốn triệt để diệt sạch đạo thống của Nguyên Sơ Thánh Địa A. Một khi thời gian dài Nguyên Sơ Thánh Địa thanh danh không hiện, cho dù là chuyển vào dưới mặt đất, lén lút, nhưng theo thời gian dài, tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Bởi vậy, kể từ hôm nay, Nguyên Sơ Thánh Địa coi như là hoàn toàn biến mất. Ba vị thánh tôn, hôm nay có rất nhiều việc, chỉ sợ không rảnh chiêu đãi ba vị thánh tôn. Chờ Lôi Mỗ thành lập thánh địa, lại mời thêm ba vị thánh tôn đến đây làm khách. Thế nào, Lôi Đạo đưa mắt nhìn ba vị thánh tôn trong hư không? Trên thực tế, ba vị thánh tôn này cũng đều có tâm tư riêng. Nhất là thánh tôn Hàn Sơn của Thánh Địa Thiên Nguyên, trên thực tế là muốn kiếm một chén canh nếu lôi đạo có thể áp chế bác sơn thánh tôn hắn thậm chí sẽ ra tay liên thủ với lôi đạo tranh thủ đánh bại thậm chí giết chết bác sơn thánh tôn chỉ là thế cục chuyển biến quá nhanh bác sơn thánh tôn lại bị lôi đạo chém giết đây là chuyện mà trước đó hàn sơn thánh tôn bất kể như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi cho dù hắn hận không thể tự tay chém chết bác sơn thánh tôn nhưng cũng biết thực lực của bác sơn thánh tôn rất mạnh thế nhưng chính là dưới tình huống như vậy bác sơn thánh tôn chết rồi hơn nữa còn là dưới tình huống không có chút hoa mỹ nào bị thánh thể của lôi đạo cưỡng ép mai mòn chỉ có thực lực cường hãn tuyệt đối mới có thể ma diệt thánh thể của một vị thánh tôn huống chi vẫn là dưới tình huống bác sơn thánh tôn sử dụng thánh thú châu thánh thể vẫn bị ma diệt vẫn như cũ ngã xuống bác sơn thánh tôn cũng có cái chết của mình máu chảy đầm đìa chứng minh thánh thể của lôi đạo chính là thánh thể cao cấp hàng thật giá thật lôi đạo đã là thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong thậm chí ngay cả vị nguyên châu đệ nhất thánh tôn của thái dịch thánh địa kia đến tột cùng có thể mạnh hơn lôi đạo hay không chỉ sợ không có ai biết thậm chí ngay cả vị thánh tôn của thái dịch thánh địa kia cũng không biết bác sơn thánh tôn vừa chết nguyên sơ thánh địa bị đạp diệt từ nay về sau năm đại thánh địa sẽ biến thành bốn đại thánh địa thế cục toàn bộ nguyên châu đều sẽ hoàn toàn thay đổi ba đại thánh tôn đối mặt với lôi đạo kinh khủng như vậy cho dù trong lòng có suy nghĩ khác lúc này cũng biến thành không có ý tưởng đùa gì thế lôi thánh tôn hung tàn như vậy ngay cả bắc sơn thánh tôn cũng giết bọn họ có thể có suy nghĩ gì vì vậy hàn sơn thánh tôn lại cười nói được bản thánh còn phải cảm tạ lôi thánh tôn đã giết chết bắc sơn thánh tôn đạp đổ nguyên sơ thánh địa xem như đã giúp thiên nguyên thánh địa ta xả được cơn giận cả thiên nguyên thánh địa ta đều rất cảm kích lôi thánh tôn nếu lôi thánh tôn rảnh rỗi có thể tới thiên nguyên thánh địa làm khách thế là hàn sơn thánh tôn khách sáo một phen trực tiếp xoay người rời đi nếu còn ở lại đây vậy không thể nghi ngờ cũng có chút chói mắt. Hồng Loan Thánh Tôn của Phi Hồng Thánh Địa cũng mỉm cười nói. Hôm nay có thể thấy lôi Thánh Tôn thần uy vô lượng, giết chết bác Thánh Tôn cũng coi như không uổng chuyến đi này, nếu lôi Thánh Tôn có ích lợi gì thì Phi Hồng Thánh Địa ta cũng có thể mở miệng. Thế là, Hồng Loan Thánh Tôn cũng cáo từ rời đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại Hạo Nguyệt Thánh Tôn của Linh Lung Thánh Địa. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cười khổ nói, thật không ngờ lôi Thánh Tôn lại thật sự có thể giết chết bác Sơn Thánh Tôn đạp diệt nguyên sơ thánh địa bản thánh chỉ muốn hỏi lôi thánh tôn người thật sự đẩy ra thánh thể cao cấp hạo nguyệt thánh tôn biết nội tình của lôi đạo chính vì biết bởi vậy càng thêm tò mò cũng càng không tin đây thật sự là quá bất khả tư nghị thậm chí đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn lúc này lôi đạo cũng không còn gì phải kiêng rè hắn đã giết chết bác sơn thánh tôn đương nhiên biết thánh tôn bình thường cũng chỉ đến thế mà thôi không đủ gây sợ đây cũng không phải hắn thật bành trướng mà là hoàn toàn chính xác có tự tin như vậy đừng nhìn vừa rồi hình như có ba vị thánh tôn ở đây. Nhưng nếu có thể, thậm chí hắn có thể giết chết ba vị thánh tôn này, cho dù đối phương liên thủ cũng có kết quả như vậy. Có thực lực thì có sức mạnh, bởi vậy, lôi đạo không do dự, gật đầu nói, không sai, lôi mỗ đẩy ra thánh thể cao cấp. Nói ra còn phải cảm tạ 10 cây linh dược vạn năm của hạo nguyệt thánh tôn, nếu không có 10 cây linh dược vạn năm kia, lôi mỗ cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đẩy thánh thể lên thánh thể cao cấp. Được chính miệng lôi đạo trả lời thuyết phục, Hạo Nguyệt Thánh Tôn trầm mặc. Quả nhiên, giống như suy đoán điên cuồng mà lớn mật trong đầu hắn, lôi đạo chấn dựa vào người gốc linh dược vạn năm mà hắn cho. Ngưng tụ ra thánh thể bình thường, sau đó lại dung hợp, đẩy thánh thể lên tới thánh thể cao cấp. Hơn nữa thời gian đâu, không đến một tháng, đẩy lên thánh thể cao cấp, loại tốc độ này đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hạo Nguyệt Thánh Tôn yên tâm, người muốn một ngàn cân tức nhưỡng, lôi mỗ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đưa đến linh lung thánh địa lôi đạo đương nhiên nhớ rõ lúc trước hắn đáp ứng cho hạo nguyệt thánh tôn một ngàn cân tức nhưỡng lôi đạo cho tới bây giờ đều là nói mà có lời hắn nói cho một ngàn cân vậy thì nhất định sẽ cho một ngàn cân hạo nguyệt thánh tôn lắc đầu nói không sao bản thánh tin tưởng lôi thánh tôn hôm nay có thể lôi thánh tôn khá bận rộn bản thánh sẽ không quấy dày nếu lôi thánh tôn có gì cần có thể đến linh lung thánh địa bất cứ lúc nào bản thánh nhất định sẽ mở rộng sơn môn nên đón lôi thánh tôn nói xong hạo nguyệt thánh tôn cũng rời đi thậm chí hắn ta còn không muốn đứng trước mặt lôi đạo. Chỉ cần vừa nhìn thấy lôi đạo, hắn liền sẽ nhớ tới là 10 gốc linh dược vạn năm hắn cho để lôi đạo đẩy ra thánh thể cao cấp. Ngẫm lại liền khiến người ta khó hiểu, 10 gốc linh dược vạn năm kỳ thật lại tính là cái gì? Chỉ cần hạo nguyệt thánh tôn nguyện ý, hắn còn có thể lấy ra 10 gốc linh dược vạn năm. Nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy dung hợp 10 loại thánh thể sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào, có lẽ chỉ có lôi thánh tôn mới có thể sáng tạo kỳ tích bực này ba vị thánh tôn đều rời đi chỉ còn lại có vô số võ giả xung quanh nguyên sơ thánh địa chỉ có điều theo ánh mắt của lôi đạo bắt đầu chuyển hướng về phía những võ giả này lập tức áp lực trên người những võ giả này tăng nhiều uy nghiêm của một vị thánh tôn khủng bố tới mức nào võ giả bình thường căn bản không chịu nổi lôi đạo đứng chắp tay thánh thể khổng lồ vắt ngang trong hư không toàn thân tràn ngập khí tức chôn vùi làm cho người ta nhìn mà sợ hắn ta cao giọng nói bản thánh có thể cho các ngươi một cơ hội võ giả bên ngoài năm thánh địa lớn ở phàm nguyên châu bất kể là thương hội gia tộc tán tu phàm đạo thể trở lên đều có thể ở lúc bản thánh sáng lập thánh địa tiếp nhận một lần khảo nghiệm của bản thánh từ đó gia nhập thánh địa do bản thánh sáng lập thời gian định ở một tháng sau đi các ngươi bây giờ có thể rời đi tiếng nói của lôi đạo vừa dứt trong vòng trăm dặm trong lòng tất cả võ giả đều dâng lên sóng biển ngập trời rung động rung động không gì sánh kịp đây là cái gì lôi thánh tôn muốn khai sáng thánh địa kỳ thực lôi thánh tôn muốn khai sáng thánh địa đã không tính là chuyện rung động cỡ nào dù sao hiện tại lôi đạo có nguyên sơ thánh địa cho dù là nguyên sơ thánh địa đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng đó cũng là thánh địa đây chính là cơ sở để lôi đạo khai sáng thánh địa còn có vị lôi đạo đường đường là thánh tôn thậm chí có thể chém giết thánh tôn khác đã mơ hồ là thánh tôn đệ nhất nguyên châu khai sáng thánh địa có gì không được nhưng mấu chốt là lôi đạo còn có thể cho võ giả bên ngoài năm thánh địa nguyên châu một cơ hội nếu như có thể có cơ hội gia nhập thánh địa bọn họ nơi nào còn sẽ để ý cái gia tộc hoặc là thương hội gì gia nhập thánh địa đây là chuyện vô số võ giả đều tha thiết ước mơ chỉ là trước kia ngũ đại thánh địa người tuyển nhận đệ tử quy mô lớn quá ít hơn nữa đều là tuyển nhận những võ giả dưới tam hoa tụ đình rất nhiều võ giả đều khát vọng gia nhập thánh địa nhưng không có cơ hội mà bây giờ cơ hội tới rồi ha 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 một tháng sau nhất định phải tới thử một lần thánh địa lôi thánh tôn khai sáng cho dù là thánh địa thiên nguyên khai sáng cũng không có cơ hội như vậy ngay cả tổ sư thiên nguyên đều là tự mình tuyển nhận đệ tử từ từ bồi dưỡng căn bản sẽ không hướng toàn bộ nguyên châu tuyển nhận lôi thánh tôn đây là có đại khí phách rất nhiều võ giả đều cảm xúc mênh mông nóng lòng muốn thử bất quá mệnh lệnh của thánh tôn bọn hắn vẫn không dám cãi vì vậy rất nhiều võ giả đều nhao nhao rời khỏi nguyên sơ thánh địa không dám lưu lại nhiều hơn đạo ca nhi người thật sự làm được rồi tuyết uyên chậm rãi bày tới trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười còn có thập đại lão tổ của thương hội giờ phút này cũng đều kích động đến tột đỉnh bọn họ rất rõ ràng chiến thắng lôi đạo có ý nghĩa như thế nào huống chi hiện tại lôi đạo còn đạp diệt nguyên sơ thánh địa muốn thành lập thánh địa mới đến lúc đó bọn họ đều là nguyên lão của thánh địa một tòa thánh địa mà thôi chẳng có gì lạ đi thôi bây giờ đi xem thu hoạch một chút nguyên sơ thánh địa truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng. Trong lòng Lôi đạo cũng vô cùng nóng bỏng, lập tức thu hồi yên diệt thánh thể, sải bước tiến vào Nguyên Sơ Thánh Địa. Nguyên Sơ Thánh Địa, giờ phút này đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị Lôi đạo hiển hóa ra thánh thể, áp ép như vậy, hơn nữa trước đó còn bị yên diệt chi thủ của Lôi đạo tàn sát bừa bãi một lần. Ngoại trừ một số rất ít địa phương, còn lại đều đã bị hủy. Nhưng mà, vẫn có đệ tử hoặc trưởng lão của Nguyên Sơ Thánh Địa còn sống, chỉ là thần niệm lôi đạo quét qua cũng không cần thi triển thánh thể trực tiếp một thần niệm phong bạo ngoại trừ bán thánh đều ngăn cản không nổi cho dù là bán thánh một tia lực lượng chôn vùi của lôi đạo cũng hóa thành cho tàn trong nháy mắt toàn bộ nguyên sơ thánh địa đã bị lôi đạo thanh lý một lần không còn bất kỳ đệ tử hoặc trưởng lão nào của nguyên sơ thánh địa bị thập đại thương hội mang theo người chậm rãi tiếp quản một màn này rơi vào trong mắt tuyết uyên trong lòng cũng cực kỳ rung động một tòa thánh địa to như vậy truyền thừa mấy vạn năm bây giờ lại bị san thành bình địa. Thậm chí ngay cả một người còn sống cũng không có, lôi đạo đường đường là thánh tôn, ở thời điểm này cũng không có chút lưu tình nào. Trực tiếp xuất thủ với những người dưới thánh tôn kia, làm gì còn có người nào sống sót, thoạt nhìn tựa hồ rất tàn khốc, nhưng ngẫm lại hồng vận thành, tuyết uyên cũng bình thường trở lại. Hồng vận thành nhiều oan hồn như vậy, bây giờ coi như là đại thủ được báo. Tuyết uyên, sau này chúng ta phải thành lập một tòa thánh địa mới, nơi này chính là căn cơ người mang theo người của thập đại thương hội từ từ thanh lý phế tích của nguyên sơ thánh địa thu thập thỏa đáng nơi này ta trước tiên đi dược viên cùng bảo khố của nguyên sơ thánh địa nhìn xem thế là lôi đạo dặn dò tuyết nguyên một phen trực tiếp đi tới linh dược viên của nguyên sơ thánh địa nguyên sơ thánh địa này không hổ là thánh địa truyền thừa mấy vạn năm nội tình thâm hậu quy mô dược viên của nó có thể so với linh nguyên thánh địa quy mô lớn hơn nữa từ linh dược ngàn năm đến dược viên linh dược vạn năm đều phân loại linh dược bên trong cũng là xanh um tươi tốt thoạt nhìn rất khả quan linh nguyên thánh địa so sánh không biết kém bao nhiêu dù sao linh nguyên thánh địa đã bị hủy diệt thời gian rất lâu không có người quản lý tự nhiên xa xa không cách nào đánh đồng cùng nguyên sơ thánh địa những linh dược ngàn năm kia lôi đạo không để ý ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía dược viên linh dược vạn năm trong vườn thuốc này trồng rất nhiều linh dược vạn năm lôi đạo đưa mắt nhìn không dưới trăm cây linh dược vạn năm trong lòng lôi đạo chấn động nhiều linh dược vạn năm như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống bình thường cho dù là thánh địa cũng không có khả năng tùy tiện muốn trồng bao nhiêu linh dược liền trồng bấy nhiêu linh dược linh dược càng chân quý trên thực tế điều kiện sinh trưởng lại càng hà khắc nhất là linh dược vạn năm điều kiện sinh trưởng càng hà khắc đến cực điểm cho dù là ở trong thánh địa có thể đồng thời trồng hai ba mươi gốc cũng đã là cực hạn nhiều dù địa bàn đầy đủ nhưng cần bùn đất lại không đủ bùn đất của linh dược đó đều là vô cùng đặc thù, không phải bùn đất bình thường, mà bùn đất của linh dược vạn năm càng đặc thù, lấy được một chút cũng vô cùng khó khăn. Bùn đất đặc thù này đều có độ phi nhiêu nhất định, trồng số lượng linh dược nhất định chính là cực hạn. Thậm chí sinh trưởng đến trình độ nhất định, bùn đất liền mất đi độ phi nhiêu, về sau đều không thể trồng nữa. Nhưng dược viên của linh dược vạn năm này lại có khoảng chừng trên trăm gốc linh dược vạn năm đồng thời sinh trưởng ở trong dược viên, hơn nữa đều lớn lên xanh um tươi tốt mọc khả quan không có một gốc linh dược vạn năm nhìn qua là có vấn đề đương nhiên phần lớn đều chưa trưởng thành chỉ có một phần rất nhỏ dường như sắp trưởng thành nhưng cũng phải chờ thêm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm linh dược vạn năm chỉ là vài chục năm trên trăm năm thời gian căn bản cũng không đáng giá nhắc tới chỉ là hiện tại không cách nào trực tiếp ngắt lấy mà thôi nhiều linh dược vạn năm như vậy khoảng chừng trên trăm gốc nhưng lại không cách nào ngắt lấy lôi đạo thật sự là cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nhiều linh dược vạn năm như vậy bùn đất bình thường thậm chí bùn đất của bốn thánh địa khác ở nguyên châu chỉ sợ cũng không thể so sánh đây là bùn đất gì lôi đạo nhìn thấy bùn đất trong vườn thuốc này nhất là dược viên linh dược vạn năm bùn đất trong dược viên linh dược ngàn năm khác tựa hồ có khác biệt rất lớn với bùn đất trong dược viên linh dược vạn năm lôi đạo thần niệm thoáng đảo qua có thể phát hiện khác biệt bùn đất bên trong dược viên linh dược vạn năm tản ra năng lượng dao động khủng bố gấp 10 lần bùn đất bên trong dược viên linh dược ngàn năm, thậm chí mấy chục lần. Tranh lệch to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây chính là tức nhưỡng, trong lòng lôi đạo khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì. Lúc trước hạo nguyệt thánh tôn của linh lung thánh địa cho lôi đạo 10 gốc linh dược vạn năm, nhưng cũng có một điều kiện, đó chính là nếu như lôi đạo có một ngày có thể đạp diệt nguyên sơ thánh địa, liền cần cho hạo nguyệt thánh tôn một ngàn cân tức nhưỡng. Lúc đó, lôi đạo cũng không biết tức nhưỡng là cái gì, dù hạo nguyệt thánh tôn giải thích một chút, nhưng cũng chỉ khiến lôi đạo cảm thấy tức nhưỡng này có chút chân quý mà thôi. Nhưng lúc trước tức nhưỡng này vẫn là của nguyên sơ thánh địa, lôi đạo nhớ thương 10 gốc linh dược vạn năm kia, điều kiện gì không đáp ứng. Dù sao cũng không phải đồ vật của hắn, là đồ vật của nguyên sơ thánh địa, 10 gốc linh dược vạn năm không cần thì phí. Điều kiện này quả thực quá lời, mà hiện tại, sau khi lôi đạo nhìn thấy dược viên của linh dược vạn năm này, nhất là bùn đất bên trong dược viên, hắn mơ hồ có chút hối hận, thậm chí đau lòng. Hắn đã xác định đại khái, bùn đất bên trong linh dược viên vạn năm nhất định chính là tức nhưỡng. Cũng chỉ có tức nhưỡng mới có thể đồng thời sinh trưởng trên trăm gốc linh dược vạn năm, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Cho dù lôi đạo có biết trên trăm gốc linh dược vạn năm này có khả năng đến chết một vị thánh tôn cũng không thể hưởng dụng. Nhưng sau này thì sao? Sau mấy đời thánh tôn, linh dược vạn năm có thể trưởng thành. Đến lúc đó, có thể thu hoạch trên trăm gốc linh dược vạn năm. Đây là cái gì? Đây chính là căn cơ. Căn cơ của một tòa thánh địa. Thậm chí, Nguyên sơ thánh địa vì sao đều nói nội tình thâm hậu. Chính là đứng đầu ngũ đại thánh địa, kỳ thực, công lao của tức nhưỡng này không thể không có. Tổ sư khai phái của nguyên sơ thánh địa lúc trước, dường như xa xa áp đảo thánh thể nhất trọng, thậm chí ngay cả thánh thể nhất trọng đỉnh phong chỉ sợ cũng không đủ để hình dung. Rất có thể là thánh thể nhị trọng, bằng không mà nói, bảo vật như thánh thú châu Há lại sẽ dễ dàng truyền thừa xuống. Hơn nữa, còn có tức nhưỡng này, trọn vẹn một vạn cân tức nhưỡng đây chính là căn bản có thể trở thành thánh địa, ai không cần. Nhưng vì sao nguyên sơ thánh địa lão tổ có thể lấy được, những người khác thì không thể lấy được. Kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề, nói rõ lúc trước nguyên sơ thánh địa khai phái tổ sư rất mạnh. Chỉ là, tức nhưỡng chân quý như vậy, liền muốn chia một phần mười. Cũng chính là một ngàn cân tức nhưỡng cho hạo nguyệt thánh tôn, lôi đạo cảm giác có chút thịt đau, thật sự rất thịt đau. Thiệt thòi, lần này hình như thật sự lỗ lớn, ai, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng ta là người nói lời giữ lời một ngàn cân tức nhưỡng này vẫn phải đưa cho hạo nguyệt thánh tôn lôi đạo thật sự có chút đau lòng rất không nỡ bất quá cái này cũng không có cách nào lúc trước hắn không có cái gì nói là có một ngày có thể đạp diệt nguyên sơ thánh hứa hẹn đủ loại chỗ tốt nhưng cuối cùng chỉ là chi phiếu khống có thể thực hiện hay không còn rất khó nói còn hạo nguyệt thánh tôn lại có thể trực tiếp cho lôi đạo người gốc linh dược vạn năm đây là ân tình lôi đạo không thể không trả thôi bất quá một ngàn cân tức nhưỡng mà thôi, tổ sư khai phái nguyên sơ thánh địa có thể làm ra một vạn cân tức nhưỡng. Chẳng lẽ lôi mỗ còn không thể làm ra một vạn cân? Không, làm mười vạn cân thậm chí nhiều hơn, lôi đạo cũng để ý tới tức nhưỡng, về sau có cơ hội, nhất định phải làm ra rất nhiều tức nhưỡng, đến lúc đó có thể đồng thời trồng xuống rất nhiều linh dược vạn năm, đợi đến vạn năm, thậm chí cũng không cần vạn năm, bản thân tức nhưỡng có thể ra tốc linh dược sinh trưởng, lại thêm một số người bồi dưỡng. Thậm chí chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền có thể thu hoạch mấy trăm cây thậm chí hơn ngàn cây linh dược vạn năm đó là rung động cỡ nào hơn nữa tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát hắn cũng dù sao cũng phải lưu lại chút gì cho hậu nhân huống chi còn không nhất định là hậu nhân đạt được chẳng lẽ lôi đạo không thể có được nếu như vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn năm đến lúc đó lôi đạo trở thành thánh thể thất trọng thậm chí bát trọng cửu trọng vậy có thể sống trên mấy ngàn năm chưa hẳn không thể đợi đến khi toàn bộ linh dược vạn năm thành thục ngẫm lại cũng cảm thấy chấn động bất quá bên trong linh dược viên một gốc linh dược vạn năm thành thục cũng không có cái này cũng rất bình thường nguyên sơ thánh địa thế nhưng là có người chuyên môn quản lý dược viên đấy thật có linh dược thành thục đừng nói là linh dược vạn năm coi như là linh dược trăm năm linh dược ngàn năm cũng sẽ lập tức bị ngắt lấy sau đó gửi ở địa phương an toàn nghĩ tới đây trong lòng lôi đạo liền vô cùng nóng bỏng một cái nguyên sơ thánh địa to như vậy nghe nói truyền thừa mấy vạn năm dù là lấy thời gian một vạn năm đến tính toán thời gian vạn năm có thể thu hoạch trên trăm gốc linh dược vạn năm mấy vạn năm nguyên sơ thánh địa chẳng phải là có thể thu hoạch mấy trăm gốc vạn năm linh dược coi như nguyên sơ thánh địa trong lúc đó tiêu hao không ít nhưng khẳng định cất giữ đại lượng vạn năm linh dược lôi đạo vừa mới đẩy yên diệt thánh thể lên tới thánh thể cao cấp lại phát hiện còn có một thánh thể trung cực dường như còn mạnh hơn thánh thể cao cấp nếu có đủ linh dược vạn năm lôi đạo cũng không phải không thể thử ngưng tụ ra càng nhiều thánh thể hơn sau đó tiếp tục dung hợp Xem thử có thể thật sự đẩy ra trung cực thánh thể hay không? Một khi thành công, Lôi đạo cũng sẽ có trung cực thánh thể. Tuy Lôi đạo không hiểu trung cực thánh thể là gì, nhưng có thể khiến dị năng tiêu hao 500 năm tuổi thọ, vẫn là dựa trên cơ sở cao đẳng thánh thể. Nếu là thánh thể bình thường, muốn tăng lên tới trung cực thánh thể, đây chính là cần tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Tiêu hao nhiều thọ mệnh như vậy, trung cực thánh thể nhất định rất mạnh rất mạnh, tóm lại, chỗ tốt rất nhiều. Nếu như không hao phí bao nhiêu đại giới, có thể có được trung cực thánh thể vậy cớ sao mà không làm đúng rồi nguyên sơ thánh địa truyền thừa lâu như vậy khoảng chừng mấy vạn năm thậm chí tổ sư của nguyên sơ thánh địa còn từng có khả năng là thánh tôn thánh thể nhị trọng thậm chí mạnh hơn có lẽ trong tàng thư các của nguyên sơ thánh địa có ghi chép liên quan tới trung cực thánh thể trong lòng lôi đạo khẽ động nghĩ tới khả năng này trung cực thánh thể thật sự quá thần bí mặc dù là từ trong dị năng biết được ở trên thánh thể cao cấp còn có trung cực thánh thể dựa vào phỏng đoán lôi đạo cảm thấy trung cực thánh thể hẳn là rất mạnh hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt nhưng trung cực thánh thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lôi đạo cũng không rõ ràng lắm cứ mơ mơ màng màng tu hành như vậy ai cũng không biết có phải là có vấn đề hay không lôi đạo vẫn cảm thấy cần phải biết rõ ràng mới được nghĩ đến liền làm thế là lôi đạo tìm được tàng thư các của nguyên sơ thánh địa chỉ là nhìn tàng thư các trước mắt lôi đạo có chút trầm mặc bởi vì tàng thư các trước mắt đã sụp đổ hình như hình như có vẻ như là bị yên diệt thánh thể của lôi đạo làm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, khóe miệng lôi đạo hơi co rúm lại, trong lòng cũng có chút cạn lời. Tàng thư các sụp đổ, chẳng phải là không còn tàng thư bên trong. Lúc lôi đạo đang chuẩn bị kiểm tra một lần, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lực lượng thần niệm của hắn cảm ứng được dưới mặt đất, lại có một gian mật thất thật lớn. Vù, sau một khắc, lôi đạo đã tiến vào trong tầng hầm ngầm. Bên trong bầy đầy lít nhà lít nhít thư tịch, hóa ra tàng thư các ở dưới lòng đất. Lôi đạo có chút giật mình, có lẽ trên mặt đất cũng có một số thư tịch, nhưng thư tịch chân quý chân chính, hẳn là đều ở dưới mặt đất. Còn tốt, lôi đạo cuối cùng không cần tự trách, nếu như bởi vì hắn không có sách để xem, vậy mới thật sự rất bất đắc dĩ. Lần sau, nếu lôi đạo lại san bằng thánh địa, nhất định phải chú ý tàng thư các. Tuyệt đối không thể bị hủy. Ô, vì sao ta còn có thể nghĩ tới lần tiếp theo? Lôi đạo có chút kỳ quái, một lần đạp diệt thánh địa còn chưa đủ, còn muốn đạp diệt hai lần thánh địa chỉ là ngoại trừ nguyên sơ thánh địa lôi đạo còn có thể đạp diệt những thánh địa nào chẳng lẽ đi đạp diệt những thánh địa căn bản không có chiêu chọc lôi đạo không tốt lôi đạo cho tới bây giờ đều không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu chỉ cần không có chiêu chọc hắn hắn tự nhiên không thể đi phá hư cùng hủy diệt khắp nơi lôi đạo lắc đầu ném hết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu ra ngoài sau đó lôi đạo tập trung sự chú ý vào tàng thư các bên trong từng dãy giá sách chất đầy sách đây chính là chân tàng của nguyên sơ thánh địa mỗi một quyển sách đều vô cùng chân quý thậm chí có thể là bản đơn lẻ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lôi đạo nhất xem xét trong đó có rất nhiều sách liên quan tới tu hành thánh thể xem ra sách ở đây đều là liên quan tới tu hành thánh thể chỉ sợ là những thánh tôn của nguyên sơ thánh địa kia cất giấu cũng chỉ có thánh tôn hoặc là bán thánh mới có thể tiến vào trong đó xem xét nếu không cũng không thể nào là ở dưới đất nhưng mà cái này chính hợp ý của lôi đạo tuy rằng lôi đạo thông qua hạo nguyệt thánh tôn hiểu được rất nhiều thưởng thức liên quan tới thánh thể tu hành nhưng nhìn nhiều suy nghĩ nhiều vẫn là không sai huống chi hiện tại lôi đạo cũng đang tìm kiếm tư liệu liên quan tới trung cực thánh thể cái này kỳ thật đều thuộc về thánh thể tu hành lôi đạo chính là thánh tôn thần niệm cường đại tốc độ lật xem sách tự nhiên rất nhanh thường thường tiện tay lật xem là có thể hoàn toàn nhớ kỹ trong sách có một ít thưởng thức liên quan tới thánh thể tu hành cũng làm cho lôi đạo hiểu biết càng sâu sắc hơn đối với tu hành thánh thể tìm được rồi rốt cuộc khi lôi đạo lật xem một quyển sách cổ, nhìn thấy phía trên nhắc tới tin tức của trung cực thánh thể. Chỉ là, phía trên này cũng là lác đác vài nét bút nhắc tới trung cực thánh thể. Trung cực thánh thể, tên như ý nghĩa, chính là đem thánh thể tu hành đến, cực hạn. Một loại năng lực thánh thể nào đó khai phá đến lớn nhất, đó chính là trung cực. Phàm là người tu thành trung cực thánh thể, gần như vô địch cùng dai. Hơn nữa, không chỉ có chiến lực cường đại, trung cực thánh thể tựa hồ có một ít liên quan cùng con đường thành thần trong cõi u minh. Chỉ là, con đường thành thần quá mức bí ẩn rất nhiều người cũng chỉ là có điều phỏng đoán mà thôi về phần có liên lụy hay không ít nhất lôi đạo lật xem những thư tịch này ai cũng không thể khẳng định nhưng không hề nghi ngờ trung cực thánh thể có rất nhiều chỗ tốt đầu tiên sức chiến đấu liền vô cùng mạnh mẽ một vài thánh tôn có điều kiện trên thực tế cũng là muốn thử tu thành trung cực thánh thể chỉ là quá khó khăn cần dung hợp càng nhiều thánh thể vốn đã có thể thử ngưng tụ ra loại thánh thể cao cấp thứ hai sau đó tiến giai thánh thể nhị trọng Kết quả vì tu hành trung cực thánh thể, lại vẫn luôn dung hợp cao đẳng thánh thể, ý đồ đem hắn đẩy lên trung cực thánh thể. Về phần hiệu quả, có lẽ có thể làm cho sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Thậm chí có người phỏng đoán, có thể tiếp tục tăng thọ. Nhưng chút tuổi thọ gia tăng này, làm sao có thể so với trở thành thánh thể nhị trọng? Điều này liên quan đến một vấn đề lấy hay bỏ, giống như đạo thể nhất trọng đến đạo thể nhị trọng lúc trước, có cố gắng đạt tới đạo thể viên mãn hay không. Võ giả đạo thể bình thường muốn đạt tới đạo thể viên mãn ngàn khó vạn khó, thậm chí cảm thấy không có lời. Có thời gian và tinh lực đó, đã sớm đột phá. Nhưng lôi đạo cùng với một ít thánh tử khác, có điều kiện đạt tới đạo thể viên mãn lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cũng sẽ không vội vã đột phá, mà là tính toán cho sau này. Trung cực thánh thể cũng giống như vậy, nếu như tính toán cho sau này, dưới tình huống có điều kiện, trên thực tế một ít thánh tôn vẫn nguyện ý đi thử một phen. Dù sao, đẩy ra thánh thể cao cấp, trên thực tế chỉ cần thử một phen, dễ như trở bàn tay liền có thể biết thánh thể cao cấp trên thực tế vẫn có thể tăng cường đó cũng không phải bí mật gì mấu chốt chính là vấn đề lấy hay bỏ mà đối với lôi đạo mà nói chuyện này kỳ thật không tồn tại vấn đề lấy hay bỏ gì cả trung cực thánh thể hắn nhất định phải đạt tới bởi vì đối với lôi đạo mà nói căn bản cũng không có độ khó gì đơn giản chính là cần tiêu hao đại lượng linh dược vạn năm mà thôi mà linh dược vạn năm đó là có thể đạt được tương đối dễ dàng đạt được đã có điều kiện để thăng trung cực thánh thể, vậy cớ sao lại không làm? Hơn nữa, lôi đạo chú ý tới, kỳ thật muốn đột phá đến thánh thể nhị trọng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến thánh thể nhị trọng, muốn đột phá, trước tiên phải ngưng tụ ra thánh thể cao cấp. Mà ngưng tụ loại thánh thể cao cấp thứ hai, đó là cần ít nhất hai vạn năm linh dược. Bởi vậy loại suy, đến thánh thể tam trọng, cũng cần linh dược ba vạn năm mới có thể đột phá. Còn nguyên nhân, lôi đạo cũng không rõ ràng lắm, đây là một ít phương pháp tu hành thánh thể mà các thánh tôn nguyên sơ thánh địa thu thập được. Phía trên chỉ mơ hồ nhắc tới, một khi đột phá đến thánh thể nhị trọng, trên thực tế loại thánh thể thứ nhất cũng sẽ được tăng lên tương ứng, cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thánh thể tam trọng cũng như thế, hai loại thánh thể cao cấp trước cũng sẽ được tăng lên tương ứng. Có lẽ chính vì vậy, mới cần hai vạn năm thậm chí ba vạn năm linh dược, dù sao, đây chính là đồng thời tăng lên hai thậm chí ba loại thánh thể cao cấp. Lúc này, lôi đạo lại có một chút ý tưởng nếu thật là như vậy nếu mỗi một loại thánh thể của hắn đều là trung cực thánh thể một khi thử đột phá có phải ngay cả cần linh dược vạn năm cũng cần nhiều hơn một chút hay không tỷ như cần hai gốc linh dược hai vạn năm lôi đạo không rõ ràng lắm nhưng hắn cảm thấy nếu muốn đạt được lực lượng cường đại trả giá tự nhiên phải nhiều hơn một chút nhưng mà hiện tại lôi đạo còn không cần cân nhắc những vấn đề này trên thực tế cho dù thật sự cần linh dược vạn năm tốt một chút vậy thì như thế nào có thể được một gốc vậy khẳng định có thể được đến hai gốc cũng không phải vấn đề gì đặc biệt lớn. Lôi đạo lật xem toàn bộ sách trong tàng thư các một lần. Nói tới trung cực thánh thể rất ít sách, nhưng vẫn để cho lôi đạo tìm được một ít. Vì vậy so sánh lẫn nhau, lôi đạo cũng có một chút hiểu biết đơn giản đối với trung cực thánh thể. Trung cực thánh thể, năng lực không biết, nhưng một khi thăng cấp lên, nhất định sẽ có lợi ích cực lớn. Chỉ ít sức chiến đấu vô cùng cường hãn, vô địch cùng dai, thậm chí có khả năng vượt cấp mà chiến. Phải biết, giai đoạn thánh thể, đừng nói tranh lệch một đại cảnh giới cho dù là thánh tôn bình thường và thánh tôn đỉnh phong đó cũng là cách biệt một trời một vực ví dụ như lôi đạo ngưng tụ ra thánh thể cao cấp vậy thì có thể cường thế nghiền ép thậm chí chém giết thánh thể bình thường bắc sơn thánh tôn càng đừng nói tranh lệch giữa thánh thể nhị trọng cùng thánh thể nhất trọng muốn khiêu chiến vượt cấp gần như không có khả năng mà trung cực thánh thể tựa hồ có khả năng này dù khả năng này rất nhỏ còn cần đủ loại điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa mới được nhưng cái này cũng phi thường khó lường cho dù hướng về điểm này lôi đạo cũng nhất định phải đẩy ra trung cực thánh thể lôi đạo rời khỏi tàng thư các hắn lại đi tới bảo khố nếu muốn đẩy ra trung cực thánh thể như vậy linh dược vạn năm ắt không thể thiếu nhiều năm như vậy dựa theo lôi đạo suy tính thời gian mấy vạn năm nguyên sơ thánh địa hẳn là thu hoạch ít nhất ba lần linh dược vạn năm chí ít có thể thu hoạch ba trăm gốc linh dược vạn năm cho dù mấy vạn năm thời gian tiêu hao rất nhiều linh dược vạn năm nhưng có thể còn dư lại nhất định cũng không ít liền nhìn trong bảo khố đến tốt cùng còn có bao nhiêu gốc linh dược vạn năm thế là lôi đạo đi tới trong bảo khố đối với bảo khố dược viên lôi đạo là đặc biệt lưu ý coi như là yên diệt thánh thể san bằng nguyên sơ thánh địa hắn cũng chú ý hai địa phương này không có bất kỳ tổn hại bởi vậy bảo khố vẫn hoàn hảo không chút tổn hại lôi đạo cũng thuận lợi tiến vào trong bảo khố vừa mới tiến vào bảo khố lôi đạo đã thấy được rực rỡ muôn màu khắp nơi đều là bảo vật nhưng mà những bảo vật này cũng là phân loại ví dụ như có bảo vật thần niệm, một số áo giáp đặc biệt, một số bảo vật đặc biệt, vân vân, đa số đều là bảo vật võ giả đạo thể sử dụng. Đối với những bảo vật này, Lôi Đạo cũng lười nhìn, đối với hắn mà nói, những bảo vật này không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù là bảo vật thần niệm cửu phẩm thì như thế nào? Một tia lực lượng yên diệt có thể dễ dàng phá hủy. Lôi Đạo cần chính là linh dược, hơn nữa còn là linh dược vạn năm. Trong bảo khố tự nhiên có linh dược, hơn nữa còn là gian phòng chuyên môn cất giữ linh dược. Thậm chí, còn chia làm rất nhiều gian phòng ví dụ như linh dược ngàn năm là một căn phòng linh dược hai ngàn năm lại là một gian phòng khác còn có ba ngàn năm bốn ngàn năm năm ngàn năm mãi cho đến linh dược vạn năm có thể sử dụng gian phòng chuyên môn đến chứa đựng linh dược đủ thấy nguyên sơ thánh địa chứa đựng bao nhiêu linh dược quả thực khó có thể đếm hết tùy tiện mở ra một gian phòng đều là tràn đầy cũng không phải là hư hữu kỳ biểu mà là thật sự nhét tràn đầy đây chính là nội tình của thánh địa lần này thật sự là thu hoạch lớn thu hoạch to lớn thậm chí nếu như có thể lôi đạo có thể ngạnh sinh sinh tích tụ ra mấy vị võ giả đạo thể cửu trọng đương nhiên căn bản cũng không cần thiết lãng phí tài nguyên quá nghiêm trọng kỳ thật lôi đạo cũng nghĩ tới chuyện đem người nhà chất đống đến đạo thể cửu trọng chỉ là người nhà ngay cả thần niệm lực đều không thể thức tỉnh lôi đạo cho dù muốn chất đống cũng có chút khó khăn thiên phú thần niệm ở nguyên châu thậm chí toàn bộ đại lục đó đều là bình thường rất nhiều người đều có thể thức tỉnh nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở đại lục cự liễu đây là một gông cùm xiềng xích cho dù lôi đạo là thánh tôn kỳ thật cũng không có biện pháp quá lớn để người ta thức tình nếu có thể sau này lôi đạo chuẩn bị để cho thân nhân đi vào nguyên châu cư trú có lẽ ở lại nguyên châu thời gian dài thiên phú thần niệm tự nhiên có thể thức tình nhưng mà đây đều là chuyện sau này ánh mắt lôi đạo lướt qua những gian phòng linh dược ngàn năm cuối cùng đặt ở gian phòng cuối cùng đây là gian phòng cất giữ linh dược vạn năm cũng là bảo vật chân quý nhất toàn bộ bảo khố lôi đạo hít một hơi thật sâu lập tức đi vào đây đây là sau khi lôi đạo đi vào trong phòng lập tức bị một màn trước mắt làm cho chấn động con mắt mở thật lớn trong ánh mắt khó nén vẻ khiếp sợ linh dược linh dược vạn năm tất cả đều là linh dược vạn năm khi lôi đạo bước vào phòng hắn thực sự có cảm giác như bị sáng ngủ mắt trước kia lôi đạo đều là khổ ha ha sử dụng linh dược vạn năm đều là một gốc sử dụng hai gốc còn phải đếm trên đầu ngón tay, cố gắng tính toán, tranh thủ đem hiệu quả linh dược tối đa hóa. Thậm chí vì 10 gốc linh dược vạn năm, còn bỏ ra 1000 cân tức nhưỡng. Nghĩ tới đây liền rất đau lòng, nhưng bây giờ, Lôi đạo đã nhìn thấy gì? Linh dược, hết thảy đều là linh dược, hơn nữa là tràn đầy, mỗi một gốc vạn năm linh dược đều được đặt ở trong hộp đặc chế, đặt ở trong phòng. Lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức liền rõ ràng số lượng linh dược vạn năm. 103 gốc. Nơi này lại có tổng cộng 103 gốc linh dược vạn năm, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, nhiều linh dược vạn năm như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nội tình của thánh địa, thật đáng sợ như thế sao? Nhìn thấy nhiều linh dược vạn năm như vậy, trong lòng lôi đạo vô cùng chấn động, lập tức cũng nóng lên, thậm chí không nhịn được muốn đi bốn tòa thánh địa khác đánh cướp. Nhiều linh dược như vậy, đủ để hắn tu hành bao lâu? Ít nhất, lần này tu thành trung cực thánh thể hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lôi đạo dứt khoát truyền âm cho Tuyết Uyên, nói cho Tuyết Uyên biết, hắn sẽ bế quan một đoạn thời gian, về phần thành lập thánh địa một số công việc, liền giao cho Tuyết Uyên cùng với lão tổ của người đại thương hội xử lý. Về phần tên của thánh địa, Lôi đạo đã nghĩ kỹ, gọi là Thánh địa Cự Liễu. Lôi đạo đã sớm có một ý tưởng, sau này đại lục Cự Liễu chính là hậu phương của hắn, là căn cơ của hắn, đệ tử thánh địa Cự Liễu chiêu mộ, cũng chỉ có người đại lục Cự Liễu. Như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải giải quyết vấn đề thức tỉnh lực lượng thần niệm của đại lục cự liễu nhưng mà giai đoạn trước vẫn là phải chiêu mộ một ít võ giả nguyên châu đến phong phú thánh địa cự liễu tuy lôi đạo bế quan nhưng dù thế nào một tháng sau hắn sẽ xuất quan trước khi những võ giả nguyên châu kia chạy đến dù sao lôi đạo đã thả ra tin tức một tháng sau thánh địa thành lập có thể cho những võ giả nguyên châu kia một cơ hội lôi đạo đánh giá vô luận như thế nào thời gian một tháng cũng đủ để hắn đẩy lên trung cực thánh thể sắp xếp xong xuôi tất cả, lôi đạo liền chính thức bắt đầu bế quan. Lần này, lôi đạo đã lấy được 103 gốc linh dược vạn năm, cộng thêm lần trước lôi đạo còn thừa lại hai gốc linh dược vạn năm. Tổng cộng chính là 105 gốc linh dược vạn năm. Linh dược vạn năm này khẳng định là đủ rồi, mặc kệ trung cực thánh thể có bao nhiêu khó khăn, lôi đạo đều xác định nhất định có thể đẩy lên trung cực thánh thể. Bắt đầu đi, thế là, lôi đạo toàn hết sức chăm chú, đem ý thức chìm vào bên trong sinh mệnh bản nguyên, bắt đầu thức tỉnh thánh năng, ngưng tụ thánh thể. Động tĩnh ngưng tụ thánh thể của Lôi đạo tất nhiên rất lớn. Thậm chí có thể nói là liên tục không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều có thánh thể ngưng tụ ra, động tĩnh thật sự là quá lớn. Mới bắt đầu vài ngày, người trong thánh địa cự Liễu còn có chút rung động. Nhưng mỗi ngày đều có, loại cảm giác rung động kia liền biến mất, thậm chí tập mãi thành thói quen. Mà Lôi đạo thì ở trong mật thất, một lần lại một lần ngưng tụ ra thánh thể, sau đó lại dung nhập vào trong yên diệt thánh thể không ngoài dự liệu của lôi đạo mỗi khi dung hợp một thánh thể lôi đạo có thể cảm giác được yên diệt thánh thể cường đại một phần chỉ là cường đại cũng không nhiều dường như không bằng trước khi thánh thể cao cấp ngưng tụ khi đó dung hợp một loại thánh thể có thể cảm giác được rõ ràng thánh thể càng cường đại hơn ngược lại đẩy ra thánh thể cao cấp lại lấy cơ sở thánh thể cao cấp dung hợp thánh thể phổ thông lôi đạo cảm thấy thánh thể tăng cường rất có hạn thậm chí cực kỳ bé nhỏ hiệu quả dung hợp thánh thể bình thường cũng không rõ ràng hoặc là nói căn bản là không nhìn thấy hiệu quả gì, bỏ ra cùng thu hoạch không có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy, rất nhiều thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong cũng không có cân nhắc lại tiếp tục dung hợp. Nhưng lôi đạo không thèm để ý, hắn dung hợp một bộ thánh thể. Cần trả giá bất quá là 10 năm tuổi thọ cùng với một gốc linh dược vạn năm mà thôi. Thọ mệnh, lôi đạo hữu linh dược vạn năm, lôi đạo cũng có. Hai loại điều kiện đều có đủ, còn cần do dự sao? Căn bản không cần, vì vậy, hôi đạo gần như không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục yên lặng ngưng tụ ra thánh thể, sau đó lại dung nhập vào trong yên diệt thánh thể. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, mãi cho đến 10 gốc linh dược vạn năm, lôi đạo sử dụng 10 gốc linh dược vạn năm, cũng mang ý nghĩa hắn ngưng tụ ra 10 loại thánh thể bình thường, đồng thời tất cả đều dung hợp vào trong yên diệt thánh thể. Chỉ là, yên diệt thánh thể vẫn không có dấu hiệu lột xác thành trung cực thánh thể, thậm chí ngay cả một chút xu thế cũng không có. Về phần trở nên mạnh mẽ, có lẽ một hai bộ thánh thể không có gì thay đổi nhưng sau khi 10 bộ thánh thể dung nhập vào Yên Diệt Thánh Thể, xác thực để Yên Diệt Thánh Thể tăng cường rất nhiều, vẫn có hiệu quả rất lớn. Nhưng có bao nhiêu thánh tôn có thể kiên trì dung hợp 10 bộ thánh thể? Vậy phải hao phí bao nhiêu tinh lực? Nếu thật sự có tinh lực kia, nói không chừng đã đạt tới thánh thể nhị trọng. Dù sao, hồi đạo tương yên diệt thánh thể từ thánh thể bình thường lên tới thánh thể cao cấp. Cũng mới tổng cộng dung hợp 11 thánh thể mà thôi, đây vẫn tính cả yên diệt thánh thể vốn thành thánh ngưng tụ, Trừ yên diệt thánh thể, trên thực tế Lôi đạo chỉ ngưng tụ người thánh thể, sau đó dung nhập vào trong yên diệt thánh thể, khiến yên diệt thánh thể lột xác thành thánh thể cao cấp. Bởi vậy, ngưng tụ ra 10 bộ thánh thể cũng không dễ dàng, nhưng ngưng tụ ra 10 bộ thánh thể bình thường. Đồng thời dung nhập, vẫn không cách nào để cho yên diệt thánh thể lột xác thành trung cực thánh thể. Khó trách có nhiều thánh tôn như vậy căn bản không muốn đẩy ra trung cực thánh thể, thật sự quá khó khăn, chẳng lẽ gần như khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Lôi đạo vẫn tiếp tục thậm chí biểu cảm trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn dung hợp 10 bộ thánh thể, trả giá 10 gốc linh dược vạn năm. Nhưng cũng không tính là gì, chân chính để cho lôi đạo để ý chính là lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Thọ mệnh mới có thể khiến lôi đạo đau lòng, dù dung hợp một thánh thể, vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao 10 năm thọ mệnh, nhưng góp gió thành bão, cộng lại bây giờ cũng tiêu hao 100 năm thọ mệnh. Chỉ là, hiện tại đã đến loại tình trạng này, lôi đạo không có khả năng bỏ giờ nửa chừng. 11 gốc, 12 gốc, 13 gốc, 14 gốc, 15 gốc. Lôi đạo dường như không hề để ý, vẫn như thường ngày, ngưng tụ ra từng bộ thánh thể, sau đó không ngừng dung hợp. Dần dần, khi thánh thể dung hợp 15 bộ trở lên, yên diệt thánh thể dường như cũng dần dần sinh ra một ít biến hóa. Trên người yên diệt thánh thể vốn dĩ đã phủ kín một ít đường vân quỷ dị. Những đường vân này chính là đường vân thánh thể, dường như có liên quan mật thiết với thánh thể, hoặc là nói, cùng một nhịp thở với năng lực của thánh thể. Nhưng bây giờ những đường vân quỷ dị này lại đang dần dần biến mất. Không, cũng không thể nói là biến mất, mà là dần dần dung hợp lại với nhau, dần dần tạo thành một đường vân. Đường vân này dường như cũng đang dần dần biến mất, nếu như nhìn kỹ, trước đó nhiều đường vân như vậy, tựa hồ giống như là từng sợi xiềng xích. Một mực khóa chặt thánh thể, mặc dù chỉ còn lại có một đường vân, cũng tựa như một sợi xiềng xích thật lớn, đem thánh thể khóa chặt. Mà bây giờ, theo lôi đạo không ngừng dung nhập thánh thể vào trong yên diệt thánh thể, mặc dù thánh thể không tiếp tục bành trướng, nhưng lại đang không ngừng áp xúc. Thật giống như tinh thiết đang không ngừng được rèn luyện, mật độ không ngừng tăng lớn, tự nhiên thánh thể cũng càng mạnh. 16 gốc, 17 gốc, 18 gốc, 19 gốc, 20 gốc. Sau khi lôi đạo sử dụng dòng giã 10 gốc linh dược vạn năm, tiêu hao dòng giã 200 năm thọ mệnh, rốt cục, thánh thể yên diệt của lôi đạo sinh ra biến hóa về chất. Thánh thể chôn vùi của hắn dung hợp từng thánh thể, giống như đang tích tụ lực lượng từng chút một. Đến cuối cùng, khi đủ lực lượng, liền triệt để bộc phát. Giống như núi lửa phun trào, âm lôi đạo chấn động toàn thân, lúc này, nhân diệt thánh thể vừa mới dung hợp 20 bộ thánh thể, mặc dù chỉ là thánh thể bình thường, nhưng cũng là 20 loại thánh thể. Một khi hội tụ cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào? Hiện tại lôi đạo có một loại cảm giác như vậy, sau khi dung hợp 20 loại thánh thể, giống như hội tụ lực lượng của 20 bộ thánh thể. Trong khoảnh khắc ầm ầm bộc phát, mà miệng lực lượng bộc phát của thánh thể, không phải cái khác chính là một đường vân thật lớn trên thánh thể. Đường vân khổng lồ kia giống như xiềng xích, dường như khóa lại một loại lực lượng nào đó của thánh thể. Lúc này 20 loại sức mạnh thánh thể đều bạo phát, thậm chí ngay cả sức mạnh thánh thể cao cấp của bản thân Yên Diệt thánh thể cũng bạo phát. Nếu như cộng thêm trước đó thánh thể cao cấp lôi đạo dung hợp 11 loại thánh thể ngưng tụ mà thành. Như vậy hiện tại tương đương với tổng cộng dung hợp 31 bộ thánh thể. Lực lượng của 31 bộ thánh thể hòa làm một thể, khủng bố biết bao. Hiện tại càng là một khi bộc phát, càng là khủng bố tới cực điểm, cho dù là trên yên diệt thánh thể, một đường vân thô to kia, giống như xiềng xích thô to. Dường như cũng rốt cục không cách nào khóa lại yên diệt thánh thể nữa. Răng rắc, theo lực lượng trong cơ thể lôi đạo thánh bộc phát, rốt cục, thánh thể tỏa trụn giống như đường vân xiềng xích, bắt đầu đứt đoạn từng khúc, hơn nữa biến mất từng chút một. Xiềng xích vừa thô vừa to này biến mất, một cỗ khí tức cường đại hơn từ trong cơ thể của yên diệt thánh ầm ầm bộc phát. Cùng lúc đó, yên diệt thánh thể cũng đang lột xác lúc này yên diệt thánh thể đang lột xác theo một phương thức lôi đạo hoàn toàn không thể hình dung được thậm chí ngay cả kết cấu của thánh thể cũng đang thay đổi cũng không chỉ là tăng cường lực lượng thánh thể thuần túy càng không phải là tăng cường lực lượng yên diệt thuần túy mà là một loại cực hàn đúng vậy cực hàn sau khi yên diệt thánh thể lột xác đến trình độ nhất định lôi đạo liền rõ ràng cảm giác được cực hàn lúc này hắn biết rõ cho dù lại dung hợp càng nhiều thánh thể cũng không cách nào để yên diệt thánh thể tiến thêm một bước hơn nữa, ở trên cực hạn, Lôi Đạo còn có thể cảm nhận được rõ ràng, rõ ràng bên trong có một loại lực lượng vô cùng kỳ diệu. Quy tắc, dường như ở khắp mọi nơi trên thế giới này, không nhìn thấy không sợ được, cho dù là quy tắc mà thánh tôn bình thường cũng không thể cảm nhận được. Ví dụ như, nước chảy chỗ trũng, đây chính là quy tắc. Mưa rơi xuống, đây cũng là quy tắc, các loại quy tắc ở khắp mọi nơi, hợp thành toàn bộ thế giới. Quy tắc, Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm, trong quyển sách mênh mông của Tàng thư các hắn đã từng thấy một vài hình dung về thánh thể thậm chí là thần quy tắc thuộc về lĩnh vực của thần nhưng bây giờ lôi đạo lại có thể cảm nhận được quy tắc chỉ là cảm nhận mà không thể làm ra bất cứ hành động nào nhưng như vậy là đủ rồi thánh thể trung cực thì ra cái gọi là trung cực chính là ý này lực lượng thuần túy đến cực hạn lại hướng lên trên chính là quy tắc đó là lĩnh vực của thần trong ánh mắt lôi đạo lóe lên một tia tinh mang thần lĩnh vực lôi đạo cảm nhận được lực lượng quy tắc trong cõi u minh dường như giống như hoa trong gương trăng trong nước có thể nhìn thấy có thể cảm ứng được nhưng hắn muốn chạm đến đó chính là công dã tràng hơn nữa cũng chỉ có sau khi lôi đạo ngưng tụ ra trung cực thánh thể hắn mới có thể cảm ứng được lực lượng quy tắc trung cực thánh thể chính là cực hạn chân chính tên là trung cực ý tứ chính là lên trên nữa đã không còn lại hướng lên trên chỉ sợ liền phải lĩnh ngộ quy tắc nhưng cảm ngộ quy tắc vậy chỉ có thần mới có thể làm được thần lôi đạo lắc đầu Khoảng cách với hắn quá xa, mặc dù hắn biết, sau thánh thể cửu trọng, phải cân nhắc vấn đề thành thần, nhưng cách Lôi Đạo hiện tại quá xa quá xa. Hơn nữa, thánh tôn bình thường hẳn là không cách nào cảm ứng được quy tắc. Chỉ có ngưng tụ ra trung cực thánh thể, tựa hồ mới có thể cảm ứng được. Đây có phải là nói, nếu như không có ngưng tụ ra trung cực thánh thể, cho dù là thánh thể cửu trọng cũng không cách nào cảm ứng được quy tắc, tự nhiên cũng không cách nào thành thần. Hiện tại Lôi Đạo không thể nào biết được nhưng mà chỉ sợ xác suất lớn là như vậy thành thần không phải dễ dàng như vậy không có trung cực thánh thể muốn cảm ngộ quy tắc có lẽ còn có một tia hy vọng vạn sự đều không có tuyệt đối nhưng khẳng định vô cùng khó khăn trung cực thánh thể bởi vì có liên hệ nào đó với thành thần đương nhiên trừ cái đó ra lực lượng trung cực thánh thể cũng vô cùng cường đại hiện tại lôi đạo cảm thấy yên diệt thánh thể có được sức mạnh vô tận lúc này nếu như đối mặt với mình lúc trước lôi đạo thậm chí còn có lòng tin trực tiếp bóp nát hơn nữa ngưng tụ ra trung cực thánh thể lôi đạo dường như cảm giác được dường như tuổi thọ trong cõi u minh cũng tăng thêm một chút đến cảnh giới lôi đạo giờ phút này kỳ thật đã có thể loáng thoáng cảm giác được một ít tuổi thọ của mình chỉ là không cụ thể mà thôi vì vậy lôi đạo lập tức điều động dị năng kiểm tra số liệu thân thể của mình họ tên lôi đạo 23 tuổi tuổi thọ 819 năm 8 tháng thánh thể nhất trọng tổng cộng tiêu hao 1 trăm năm một tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể trung cực thánh thể không thể tăng lên. Lôi Đạo nhìn thấy tuổi thọ của hắn lại còn nhiều thêm 100 năm, điều này có chút không đúng. Hắn vì đẩy lên trung cực thánh thể, tiêu hao 20 gốc linh dược vạn năm, ngưng tụ ra 20 loại thánh thể bình thường, toàn bộ dung hợp, tiêu hao 200 năm tuổi thọ. Vốn còn lại hơn 700 năm tuổi thọ, hiện tại hẳn là chỉ còn lại 500 năm mới phải, tại sao lại nhiều hơn 300 năm? Chẳng lẽ trung cực thánh thể gia tăng 300 năm thọ mệnh? Trong lòng Lôi Đạo khẽ động, hắn nghĩ tới một loại khả năng nào đó hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy chính là nguyên nhân này. Lúc trước Lôi đạo thành thánh, đã tăng thọ 500 năm. Sau đó khi Lôi đạo đẩy yên diệt thánh thể lên tới thánh thể cao cấp, lại tăng thọ 200 năm. Hiện tại Lôi đạo lại đẩy thánh thể cao cấp lên thánh thể trung cực, lại tăng thọ 300 năm, tính toán như vậy, trên thực tế Lôi đạo từ bán thánh đến thánh thể nhất trọng, tổng cộng đã tăng tuổi thọ ngàn năm. Trên lý thuyết, mỗi một tầng thánh thể đều có thể tăng thọ ngàn năm. Chỉ là, dưới tình huống một chuyến thánh tôn có thể tăng thọ 6-700 năm cũng không tệ rồi. Dù sao, thánh tôn bình thường có thể đem thánh thể đẩy lên cao đẳng thánh thể đã rất không tệ. Nhưng cho dù là thánh thể cao cấp, tổng cộng cũng chỉ có thể tăng thọ 6-700 năm mà thôi. Còn muốn tăng tuổi thọ ngàn năm, nhất định phải đem thánh thể đẩy lên trung cực thánh thể. Nhưng trung cực thánh thể, đâu phải dễ dàng ngưng tụ như vậy. Ngẫm lại lôi đạo, ở trên cơ sở thánh thể cao cấp còn dung hợp 20 loại thánh thể, hao phí trọn vẹn 20 gốc linh dược vạn năm, đủ thấy độ khó muốn đẩy lên thánh thể trung cực. Lôi đạo lại kiểm kê linh dược một chút, tổng cộng 105 gốc linh dược vạn năm, còn dư lại 85 gốc. Nhiều linh dược vạn năm như vậy, đừng nói thánh thể nhị trọng, coi như là thánh thể tam trọng thậm chí là thánh thể tứ trọng cũng đủ rồi. Chỉ là, Lôi đạo lại không thể tiếp tục tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó Lôi đạo ở trong bảo khố của Nguyên sơ thánh địa mặc dù đạt được 105 gốc linh dược vạn năm, nhưng cũng chỉ có linh dược vạn năm mà thôi, muốn đột phá tới thánh thể nhị trọng, cần hai vạn năm linh dược lôi đạo lại không có linh dược hai vạn năm bởi vậy cho dù hắn có linh dược vạn năm sung túc cũng không được mà lấy thể lượng trung cực thánh thể của lôi đạo lúc này hắn muốn đột phá tới thánh thể nhị trọng chỉ sợ một gốc linh dược hai vạn năm còn có chút không đủ ít nhất phải chuẩn bị hai gốc linh dược hai vạn năm mới được linh dược hai vạn năm ở trong bảo khố của nguyên sơ thánh địa cũng không có hơn nữa lôi đạo cũng không có chút manh mối nào chỉ sợ muốn tìm kiếm cũng có chút không dễ nhưng lôi đạo cũng không lo lắng hiện tại hắn có rất nhiều thời gian có thể từ từ tìm kiếm. Vì vậy, lôi đạo rất khoát xuất quan, lần này hắn chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng, không sai biệt lắm 20 ngày. Còn có 10 ngày nữa là một tháng. Dựa theo phân phó của lôi đạo cho Tuyết Uyên, lôi đạo sẽ ở trên địa bàn cũ của Nguyên Sơ Thánh Địa, mời đông đảo võ giả Nguyên Châu, sáng lập Thánh Địa Cự Liễu. Đây là một đại sự, lôi đạo nếu đã ngừng tụ trung cực thánh thể, như vậy đại sự này tự nhiên phải tự mình làm. Trong thời gian một tháng này, tin tức liên quan tới Thánh Địa Cự Liễu cũng nhanh chóng lan truyền rất nhiều người đều nghe nói lôi thánh tôn sẽ thành lập một tòa thánh địa mới ở trên địa chỉ cũ của thánh địa nguyên sơ tên là thánh địa cự liễu đây là một sự kiện trọng đại nhất là đối với võ giả nguyên châu quảng đại mà nói tuyệt đối là sự kiện trọng đại bọn họ có thể có cơ hội gia nhập thánh địa cự liễu hơn nữa cơ hội chỉ có lần này chỉ có thể ngộ mà không thể câu bởi vậy toàn bộ nguyên châu đã sớm phong trào phun trào rất nhiều người đều đang đợi thánh địa cự liễu thành lập nhưng mà bốn tòa thánh địa khác lại vô cùng yên tĩnh nhất là thái dịch thánh địa an tĩnh có chút quá mức thậm chí trong khoảng thời gian này thái dịch thánh địa cũng phi thường điệu thấp cho dù là lần trước lôi đạo tiến về nguyên sơ thánh địa thái dịch thánh địa cũng rất điệu thấp không khiêm tốn không được đối với thái dịch thánh địa mà nói thánh tôn nhà mình không có ở trong thánh địa bản thân vốn không có bao nhiêu lực lượng nhất là hiện tại nguyên châu gió nổi mây phun ngay cả bắc sơn thánh tôn cũng bị chém giết nếu thái dịch thánh địa không điệu thấp một chút ai biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng mà hôm nay hình như có chút không giống lắm trong đại điện của thái dịch thánh địa trưởng giáo trưởng lão đều tể tụ một đường trên mặt mọi người đều lộ ra một tia kích động ánh mắt nóng bỏng nhìn qua lão giả râu tóc bạc trắng ở trên thủ lĩnh thánh tôn thánh tôn của thái dịch thánh địa thậm chí thái hạo thánh tôn được xưng là đệ nhất thánh tôn nguyên châu rốt cục cũng trở về lúc này thái hạo thánh tôn đang cẩn thận lắng nghe trưởng giáo báo cáo Trưởng giáo của Thánh địa Thái Dịch báo cáo chi tiết từng đại sự xảy ra gần đây ở Nguyên Châu cho Thánh Tôn Thái Hạo. Nhất là liên quan tới Lôi đạo xuất hiện, cùng với mâu thuẫn với Nguyên Sơ Thánh địa, đến cuối cùng Lôi đạo thân thượng Nguyên Sơ Thánh địa, chém Bác Sơn Thánh Tôn, đạp diệt Nguyên Sơ Thánh địa vân vân, đều kỹ càng báo cáo một lần. Sau khi nói xong, Thái Hạo Thánh Tôn cũng rơi vào trầm tư, cả tòa đại điện đều lặng ngắt như tờ. Xem ra, Nguyên Châu thay đổi rồi, thật lâu sau, Thái Hạo Thánh Tôn mới chậm rãi mở miệng. Nguyên Châu biến thiên rồi, mặc dù người của Thái Dịch Thánh Địa không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại thanh thế của Lôi Thánh Tôn ở Nguyên Châu như mặt trời ban trưa, ngoại giới đều mơ hồ xưng Lôi Đạo là đệ nhất Thánh Tôn Nguyên Châu. Dường như đã quên mất Thái Dịch Thánh Địa, Thái Dịch Thánh Địa chính là đệ nhất Thánh Địa Nguyên Châu. Thái Hạo Thánh Tôn còn là đệ nhất Thánh Tôn ở Nguyên Châu. Nhưng bây giờ, Lôi Thánh Tôn danh tiếng nhất thời vô lượng, người Thái Dịch Thánh Địa cho dù không phục cũng không thể làm gì, ai có thể làm gì được Lôi Đạo? nhưng cuối cùng thái hạo thánh tôn cũng trở về trưởng lão cùng các đệ tử của thái dịch thánh địa cũng tựa hồ thoáng cái có lực lượng trong đó lập tức có trưởng lão không phục nói bẩm thánh tôn lôi thánh tôn tất nhiên cường đại thậm chí chém giết bác sơn thánh tôn nhưng ngài mới là nguyên châu đệ nhất thánh tôn lôi thánh tôn thanh thế to lớn như thế lại triệt để đè ép thái dịch thánh địa chúng ta xuống đối với hy vọng của thái dịch thánh địa ta là một đả kích trầm trọng đúng vậy thái dịch thánh địa ta thậm chí còn từng thỏa hiệp trước mặt lôi thánh tôn một lần khi lôi thánh tôn chưa thành thánh tôn lấy sức một mình áp chế thái dịch thánh địa chúng ta tuy rằng lúc đó trưởng giáo làm việc là chính xác bảo toàn thái dịch thánh địa ta nhưng vẫn cảm thấy uất ức thánh tôn đại nhân lần này trở về nhất định phải trọng trấn thanh uy của thái dịch thánh địa chúng ta rất nhiều trưởng lão dường như cũng cảm thấy rất nghẹn khuất dù cho bọn họ cảm thấy may mắn lúc trước không đắc tội chết lôi đạo giống như nguyên sơ thánh địa bị lôi đạo san bằng nhưng thái dịch thánh địa chính là đệ nhất thánh địa bây giờ khiêm tốn như vậy, thật sự là rất bất tức. Trưởng giáo không nói gì, Thái Hạo Thánh Tôn cũng rất bình tĩnh, dần dần, đại điện huyên náo cũng bình tĩnh lại. Trọng trấn thanh uy, khóe miệng Thái Hạo Thánh Tôn ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, Thái Dịch Thánh Địa ta có tổn thất gì? Lôi Thánh Tôn lại không nhằm vào Thái Dịch Thánh Địa ta. Vì sao phải trọng trấn thanh uy? Chẳng lẽ, hiện tại mấy tòa thánh địa khác còn dám khinh thường Thái Dịch Thánh Địa hay sao? Chuyện này, tất cả trưởng lão nghe vậy có chút chần chờ bọn họ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thái Hạo Thánh Tôn, dường như không có ý truy cứu. Chẳng lẽ Thái Hạo Thánh Tôn cũng sợ lôi Thánh Tôn? Thế nhưng, Thái Hạo Thánh Tôn là nguyên châu đệ nhất Thánh Tôn A. Đã sớm là thánh thể nhất trọng đỉnh phong, thậm chí không chỉ là thánh thể nhất trọng đỉnh phong đơn giản như vậy, hẳn là càng cường đại hơn. Dù sao, lại qua thời gian dài như vậy, Thái Hạo Thánh Tôn cũng không có khả năng không tăng lên chút nào. Các người A, chỉ là một chút việc nhỏ, vẫn là trưởng giáo xử lý thỏa đáng các ngươi không có rời khỏi nguyên châu ở nguyên châu lâu đều có chút ếch ngồi đáy giếng bác sơn thánh tôn kia cũng là ếch ngồi đáy giếng ha ha hắn còn muốn trọng trấn nguyên sơ thánh địa huy hoàng dã tâm bừng bừng kết quả thì sao hiện tại không chỉ có chính mình chết ngay cả nguyên sơ thánh địa cũng bị hắn liên lụy đoạn đạo thống mấy vạn năm thành tội nhân nguyên sơ thánh địa vì một chút tranh khí phách hoặc là nói mặt mũi mang đến nguy cơ hủy diệt cho thánh địa ngu xuẩn đến mức nào nhân vật như lôi thánh tôn phóng mắt nhìn các châu khác, đó cũng là nhân vật đỉnh cao. Các ngươi muốn bản thánh làm gì? Chẳng lẽ vì cái gọi là chút mặt mũi, đi động thủ với lôi thánh tôn, thậm chí cảm thấy bản thánh có thể áp chế lôi thánh tôn? Quả thực buồn cười đến cực điểm, trưởng giáo nói không sai, các ngươi một đám ở trong thánh địa đều quá an nhàn, an nhàn như vậy. Sao có thể thành thánh? Nói tới đây, uy áp của thái hạo thánh tôn đã rất nặng, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Hiển nhiên là tương đối bất mãn đối với biểu hiện của các trưởng lão, nếu không có trưởng giáo, hiện tại những trưởng lão này chẳng phải cũng đưa tới cho thái dịch thánh địa một vị đại địch cảm thấy lôi đạo trẻ tuổi vừa mới thành thánh đó mới thực sự là ngu xuân. một vị thánh tôn ngưng tụ thánh thể cao đẳng há có thể tùy tiện chiêu chọc cho dù là thái hạo thánh tôn lần này vội vàng chạy về cũng căn bản không phải là vì trọng trấn uy nghiêm của thái dịch thánh địa gì càng không phải là đối địch với lôi đạo trên đại điện tất cả trưởng lão đều cúi đầu không dám thở mạnh bọn họ có thể nghi ngờ trưởng giáo thậm chí không nghe mệnh lệnh của trưởng giáo nhưng đối mặt với thái hạo thánh tôn bọn họ cũng không dám phản bác tốt rồi sau này thái dịch thánh địa vẫn như cũ là thái dịch thánh địa không cần để ý những hư danh kia chỉ cần bản thánh còn ở đây như vậy thái dịch thánh địa vẫn như cũ không thể bỏ qua dứt lời thái hạo thánh tôn trực tiếp đứng dậy thân ảnh lập tức nhảy qua biến mất ở trong thái dịch thánh địa bản thánh đi bái phỏng lôi thánh tôn uy trấn nguyên châu một phen tiếng nói quanh quẩn trong đại điện của thái dịch thánh địa mà thân ảnh của thái hạo thánh tôn đã hoàn toàn biến mất nguyên sơ thánh địa không hiện tại đã là cự liễu thánh địa nguyên sơ thánh địa nguyên bản đã bị lôi đạo san thành bình địa nhưng ngắn ngủi nửa tháng thời gian nguyên sơ thánh địa biến thành phế tích lại rực rỡ hẳn lên các loại kiến trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất đình đài lầu các mọi thứ không thiếu nhìn vẫn hùng vĩ uy nghiêm xa hoa đây đương nhiên là thủ bút của tuyết nguyên tuyết nguyên tốt xấu cũng đã từng là gia chủ trần thị gia tộc lại từng chấp trưởng hồng vận thương hội bởi vậy dưới sự an bài của nàng hơn nửa tháng thời gian nguyên sơ thánh địa đã rực rỡ hẳn lên thậm chí xóa đi tất cả dấu vết của nguyên sơ thánh địa chân chính biến thành cự liễu thánh địa đương nhiên thánh địa cự liễu còn kém một chút ít nhất lôi đạo cảm thấy còn kém một chút đó chính là cự liễu tên là thánh địa cự liễu sao có thể không có cây thần cự liễu lôi đạo đã từng chặt cây thần thụ liễu thần ngàn năm của nước cự liễu nhưng cây thần thụ liễu thần ngàn năm vẫn còn cành lại lần nữa mọc dài ra lôi đạo đã từng nói muốn bồi thường cho cây thần liễu thần một chút Bây giờ ngẫm lại, ngược lại có thể cấy ghép thần thụ cự liễu vào trong thánh địa cự liễu. Nhất là có thể dùng tức nhưỡng trồng, đến lúc đó, chỉ sợ thiên nhiên cự liễu thần thụ sẽ biến thành vạn niên thậm chí là vạn niên cự liễu thần thụ. Cự liễu thánh địa cũng thật sự xứng với cái tên, bởi vậy, lôi đạo đã chuẩn bị qua một đoạn thời gian, trở về đại lục cự liễu một chuyến, tự mình cấy ghép thần thụ cự liễu. Giờ phút này, bên ngoài thánh địa cự liễu, lại có càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến đây đều là võ giả đang chờ đợi tiếp nhận khảo hạch của thánh địa cự liễu trở thành đệ tử hoặc trưởng lão của thánh địa cự liễu những võ giả này hoặc là tán tu nguyên châu hoặc là một ít thế lực nhỏ nguyên bản vĩnh viễn cũng không có cơ hội gia nhập thánh địa mà bây giờ lôi thánh tồn lại cho bọn họ một cơ hội như vậy cự liễu thánh địa cho bọn họ một cơ hội như vậy phàm là người nhận được tin tức hơn nữa có một chút truy cầu cùng giã tâm đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủa này ra ra chúng ta thật có thể gia nhập thánh địa sao một lão giả mang theo hai tên thiếu niên 13, 14 tuổi, cũng đi tới bên ngoài thánh địa Cự Liễu. Lão giả nhìn thánh địa Cự Liễu nguy nga cao ngất, trên mặt lộ ra một tia ước mơ nói: "Các ngươi nhất định có thể gia nhập thánh địa Cự Liễu. Lôi Thánh Tôn là người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi." Hai thiếu niên này, tướng mạo đều gần như giống nhau như đúc, hơn nữa không có tam hoa tụ đỉnh, nhưng cũng đã ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, cho dù là thần niệm chi hoa, dường như cũng có thể ngưng tụ bất cứ lúc nào chỉ là cố ý không ngưng tụ. Hiển nhiên, cũng là muốn mượn cơ hội này đi vào thánh địa cự Liễu thử một chút. Lão giả ký thác kỳ vọng rất cao đối với hai tên thiếu niên này, chính hắn chỉ là võ giả đạo thể tứ trọng, hắn hy vọng hai tên thiếu niên ngày sau có thể trở thành đạo thể thất trọng, thậm chí đạo thể cửu trọng lão tổ. Ở quê hương của hắn, hai thiếu niên mặc dù thiên phú đủ cao, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lão giả căn bản là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng hai thiếu niên tu hành, không có nhiều linh dược ngàn năm như vậy nhưng thánh địa cự liễu lại khác trung quy là thánh địa hơn nữa còn là thánh địa vừa mới khai sáng chỉ cần biểu hiện xuất sắc thiên phú đủ tốt vậy cũng không cần lo vấn đề tài nguyên với uy thế vô thượng của lôi thánh tôn lúc này mơ hồ có dấu hiệu trở thành đệ nhất thánh tôn nguyên châu đệ tử thánh địa còn cần phát sầu tài nguyên sao không thể nào đời này cũng không thể phát sầu với tài nguyên ít nhất tu hành đến đạo thể cửu trọng trên đường đi khẳng định thông suốt không chỉ có võ giả mang theo tiểu bối nhà mình đến cũng có một số bản thân chính là võ giả đỉnh cao nhưng cũng mộ danh mà đến bọn họ muốn cạnh tranh cũng không phải đệ tử của thánh địa cự liễu mà là trưởng lão thánh địa cự liễu vừa mới khai sáng bất kể là đệ tử hay là trưởng lão đều có thể chiêu mộ mà đến đương nhiên có lại chỉ có một lần cơ hội như vậy bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ lỡ một ít đạo thể thất trọng trở lên thậm chí cả đạo thể cử trọng lão tổ thậm chí đều không muốn sai mộ danh mà đến nghĩ đến có thể đại triển thân thủ gia nhập thánh địa trở thành trưởng lão thánh địa. Một khi trở thành trưởng lão thánh địa, nếu thật sự thức tỉnh thánh năng, thậm chí đạt đến cực hạn, có cơ hội trở thành thánh tôn, thánh địa há có thể không cung cấp linh dược vạn năm? Hơn nữa, đạo thể cửu trọng đến thánh tôn, trong lúc này đủ loại kinh nghiệm tu hành đều là có thể mở ra. So với một vài thế lực nhỏ hoặc là võ giả tán tu tự tìm tòi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhất là còn có một vị thánh tôn uy danh hiển hách như Lôi Thánh Tôn. Cửa Liễu thánh địa càng vững chắc như núi ít nhất có thể huy hoàng ngàn năm. Nếu lôi thánh tôn tiến thêm một bước, thậm chí có thể huy hoàng mấy ngàn năm. Lý lão quỷ, sao ngươi cũng tới? Trần lão quỷ, ngươi có thể tới sao lão phu không thể tới? Hắc hắc, cự liễu thánh địa có thể coi trọng ngươi. Thế nào, Trần lão quỷ không phục chúng ta trước tiên có thể luyện một chút, nhìn xem ai có tư cách trở thành trưởng lão của thánh địa cự liễu. Hai vị này đều là võ giả đạo thể cửu trọng, tựa hồ trước đó cũng có một chút thù hận, vừa thấy mặt chính là dương cung bạt kiếm, khí thế trên người mơ hồ bốc lên. Người chung quanh, phần phật, một tiếng, tất cả đều tranh thủ thời gian rời xa hai người này. Lập tức, hai người gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương không biết chém giết bao nhiêu lần, đã sớm là huyết hải thâm cừu, cho dù đến bên ngoài thánh địa cự liễu cũng không thu liếm. Hơn nữa, hai người đều là đạo thể cử trọng lão tổ, ở trong một đám tán tu hoặc là thế lực nhỏ, cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm, bọn họ làm việc tự nhiên cũng là không hề cố kỵ. Hừ, bên ngoài thánh địa nào dám ồn ào? Hai người các ngươi, đều cút đi, Vĩnh Viễn không được bước vào trong thánh địa Cự Liễu Viên ngàn dặm. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai mọi người. Cùng lúc đó, một bàn tay hư ảo to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt lấy hai lão tổ đạo thể cửu trọng. Tha mạng, Thánh Tôn tha mạng, Thánh Tôn, chúng ta tuyệt đối không dám động thủ ở bên ngoài thánh địa. Hai vị đạo thể cửu trọng lão tổ, mặt mũi đều trắng bệch, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Thánh Tôn, đây là chủ của thánh địa Cự Liễu lôi thánh tôn uy danh hiển hách của nguyên châu không ngờ hai người đối chọi gay gắt bên ngoài thánh địa cự liễu khiến lôi thánh tôn chán ghét giờ trực tiếp ra tay muốn đuổi hai người đi vèo bàn tay hư ảo kia lại không chút do dự bắt lấy hai gã võ giả đạo thể cửu trọng trực tiếp cong ngón tay búng ra trực tiếp đánh bay hai gã đạo thể cửu trọng lão tổ không biết bao xa hoàn toàn rời xa thánh địa cự liễu toàn bộ bên ngoài thánh địa đều câm như hến một mảnh yên tĩnh không dám có bất kỳ lời nói nào thánh tôn đó là thánh tôn vĩ đại cho dù chỉ là một hư ảnh đó cũng là thánh tôn thánh tôn ra tay chứng tỏ thánh tôn đã rất bất mãn không ai có thể chống lại thánh tôn cho dù là đạo thể cửu trọng trong mắt thánh tôn cũng không khác gì con kiến bởi vậy hai vị đạo thể cửu trọng lão tổ kia đã không biết bị ném bao xa thánh tôn không có ra tay chém giết hai người đã khoan hồng độ lượng hai người tự nhiên không dám ở bên ngoài thánh địa cự liễu lâu vội vã rời đi đồng thời không dám tới gần phạm vi ngàn dặm của thánh địa cự liễu lời của thánh tôn đó cũng không phải là bài trí không ai dám khiêu khích uy nghiêm của thánh tôn đó chính là lôi thánh tôn sao thật sự là quá cường đại thánh tôn lôi thánh tôn vĩ đại nhất định là lôi thánh tôn ánh mắt rất nhiều võ giả sáng rực lên chưa từng gặp lôi thánh tôn chỉ nghe tới sự tích truyền kỳ của lôi thánh tôn thôi đã thấy cảm xúc dâng trào bây giờ thấy lôi thánh tôn ra tay cho dù chỉ là một hư ảnh vậy cũng đủ khiến bọn họ hưng phấn ông bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một bóng người bóng người này vừa mới bắt đầu còn có chút hư ảo nhưng sau đó chậm rãi ngưng thực dần dần hội tụ thành một bóng người khủng bố đỉnh thiên lập địa chừng trăm ngàn trường thánh tôn đây lại là một vị thánh tôn hơn nữa còn thi triển ra chân thân thánh thể khí tức khủng bố trùng trùng điệp điệp kia như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng tất cả mọi người khiến cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái chỉ có thánh tôn mới có khí thế như vậy rốt cuộc là vị thánh tôn nào dáng lâm rất nhiều võ giả cũng đoán được nhất định là có vị thánh tôn nào giáng lâm nếu không không có khả năng có uy thế khủng bố như vậy chỉ là lôi thánh tôn chém bắc sơn thánh địa diệt nguyên sơ uy thế đạt tới đỉnh phong chẳng lẽ còn có vị thánh tôn nào dám chống lại lôi thánh tôn âm um, rốt cuộc thánh thể trong hư không hoàn toàn ngưng tụ ra đó là một thánh thể trăm ngàn trượng toàn thân đều tản ra từng sợi ngọn lửa màu đen khủng bố phảng phất có thể thiêu đốt một chút ngay cả hư không cũng mơ hồ biến thành vạn vẹo lôi thánh tôn thái hạo đặc tới bái phỏng kính xin lôi thánh tôn ra gặp mặt thanh âm trùng trùng điệp điệp quanh quẩn trong toàn bộ hư không thái hạo hình như là vị thánh tôn của thái dịch thánh địa kia cái gì là thái hạo thánh tôn nghe đồn thái hạo thánh tôn chính là nguyên châu đệ nhất thánh tôn lần trước lôi thánh tôn giết chết bát sơn thánh tôn đạp diệt nguyên sơ thánh địa ba vị thánh tôn khác đều tới chỉ có thái hạo thánh tôn là không tới hiện tại thái hạo thánh tôn đơn độc mà đến hơn nữa vừa đến đã hiện ra chân thân thánh thể làm gì vậy chẳng lẽ muốn đại chiến với lôi thánh tôn một trận bất kể là người trong thánh địa cự liễu hay là bên ngoài thánh địa cự liễu đều chấn động nhìn đạo thân ảnh trăm ngàn trượng trong hư không kia phảng phất không thể nhìn thẳng tản ra uy nghiêm vô cùng vô tận loại trực tiếp hiền hóa ra thánh thể chân thân này ở bên ngoài thánh địa đã mơ hồ có một chút ý vị khiêu khích nhưng những võ giả từng thấy lôi đạo chém giết bắc sơn thánh tôn lại mơ hồ có cảm giác khí tức trên người thái hạo thánh tôn thánh thể chân hình như vô cùng khủng bố dường như còn mạnh hơn lôi thánh tôn và bắc sơn thánh tôn lúc trước nhất thời trong lòng một số người thoáng trầm xuống đệ nhất thánh tôn nguyên châu đây cũng không phải là hư danh thái hạo thánh tôn đường xa đến đây bản thánh đương nhiên sẽ đích thân nghênh đón rốt cục bên trong thánh địa cự liễu truyền ra một hồi thanh âm uy nghiêm rộng lớn ngay sau đó trong hư không cũng xuất hiện một thân hình khổng lồ trăm ngàn trượng thánh thể khổng lồ này vừa xuất hiện ánh sáng xung quanh dường như lập tức vặn vẹo lúc này thánh thể của lôi đạo giống như một cái hố đen đang không ngừng cắn nuốt vặn vẹo tất cả mọi thứ xung quanh dù chỉ là lẳng lặng đứng ở trong hư không không có bất kỳ động tác gì những lão tổ đạo thể cử trọng kia đều mơ hồ không chịu nổi toàn thân đều đang run rẩy giống như đang thừa nhận áp lực cực lớn mà thái hạo thánh tôn trước mắt cũng hơi híp mắt lại trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị ai cũng nói lôi thánh tôn trảm thánh tôn diệt thánh địa hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền thánh thể cao cấp thậm chí khiến bản thánh cũng cảm thấy tim đập nhanh, không thể tin nổi. Không biết Lôi Thánh Tôn có thể cho bản thánh làm càn một phen không, có thể tiếp một quyền của bản thánh không? Hà, Thái Hạo Thánh Tôn muốn đại chiến với Lôi Mỗ. Thần sắc của Lôi Đạo đã từ từ trầm xuống, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn đã đẩy thánh thể lên trung cực thánh thể, nhưng vì sao Thái Hạo Thánh Tôn trước mắt vẫn cho rằng là thánh thể cao cấp? Hoặc là nói, Thái Hạo Thánh Tôn căn bản cũng không có gặp qua trung cực thánh thể, thậm chí không nhận ra trung cực thánh thể lôi đạo trước đó cũng không có phát hiện cảm thụ của chính hắn đối với trung cực thánh thể rất rõ ràng chỉ là hiện tại hắn lại nhìn yên diệt thánh thể một chút sau khi đẩy hắn lên tới trung cực thánh thể bề ngoài hầu như không có bất kỳ biến hóa vẫn là trăm ngàn trượng như cũ chỉ có lôi đạo rõ ràng nhìn như vẫn chỉ có yên diệt thánh thể trăm ngàn trượng kỳ thật đã nén lại không biết bao nhiêu mật độ to lớn không thể tưởng tượng thật muốn đại chiến với thánh thể cao cấp chỉ sợ tùy tiện va chạm là có thể đánh tan thánh thể cao cấp cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng giọng nói của lôi đạo trầm xuống thái hạo thánh tôn lại mỉm cười nói lôi thánh tôn quá lo lắng bản thánh và lôi thánh tôn không có ân oán gì sao lại đại chiến chỉ là mọi người đều nói bản thánh là đệ nhất thánh tôn nhưng thanh danh của lôi thánh tôn lại vang dội hẳn là thích hợp làm đệ nhất thánh tôn ở nguyên châu hơn bản thánh hà trong lòng lôi đạo khẽ động thái hạo thánh tôn có ý gì đây là muốn tặng tên tuổi của đệ nhất thánh tôn cho hắn thật ra lôi đạo cũng không quá để ý cái gọi là đệ nhất thánh tôn thực lực mới là trọng yếu nhất. hiện tại lôi đạo đã đẩy ra trung cực thánh thể, dù hắn không tranh đệ nhất thánh tôn này, nhưng hắn cũng đã là đệ nhất thánh tôn chân chính. ha ha ha, lôi thánh tôn chú ý, bản thánh đã dốc toàn lực đánh ra một quyền rồi. âm, um, ngay sau đó, thái hạo thánh tôn động thủ, hắn không trực tiếp dùng thánh thể đánh về phía lôi đạo, bởi vì như vậy chính là sinh tử tương bác chân chính. giữa thánh tôn và thánh tôn, nếu như luận bàn, vậy chỉ có thể cách không đại chiến. nếu là sinh tử tương bác. Vậy sẽ dùng thánh thể trực tiếp va chạm, không ngừng ma diệt thánh thể của đối phương. Thái Hạo Thánh Tôn ra tay, quả thực chỉ là luận bàn mà thôi. Hơn nữa, Lôi Đạo cũng thật sự không cảm nhận được sát ý trên người Thái Hạo Thánh Tôn. Thế là, Lôi Đạo cũng gật đầu, Yên Diệt Thánh Thể cũng lập tức đánh ra một quyền, thậm chí hắn còn khống chế một chút lực lượng, miễn cho làm cho Thái Hạo Thánh Tôn quá khó xử. Nhưng dù vậy, khi hai người đánh ra một quyền, hung hăng đụng vào nhau, lực lượng chôn vùi của Lôi Đạo giống như bẻ gãy nghiền nát trực tiếp cuồn cuộn nghiền ép, đánh tan một quyền của Thái Hạo Thánh Tôn trong nháy mắt. Trong lòng Thái Hạo Thánh Tôn chấn động, lần này hắn chỉ là đến dò xét một chút, tự nhiên có mục đích khác. Nhưng ngoại trừ mục đích khác, thật ra Thái Hạo Thánh Tôn cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn đã sớm là đệ nhất Thánh Tôn Nguyên Châu, cho dù là Thánh Tôn Bác Sơn của Nguyên Sơ Thánh Địa, cũng bị Thái Hạo Thánh Tôn gắt gao áp chế. Bây giờ thanh thế của lôi đạo như mặt trời ban trưa, nếu nói Thái Hạo Thánh Tôn không có ý tưởng gì, vậy cũng không quá thực tế nhưng bây giờ sau khi thử một lần trong lòng thái hạo đã nhấc lên sóng to gió lớn không phải đối thủ hắn thế mà không phải đối thủ của lôi đạo tuy rằng hai người không tiến hành đại chiến giữa thánh thể hiện tại vẻn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi nhưng một quyền của lôi đạo có thể nghiền ép hắn thái hạo tự nhiên biết rõ trong lòng cho dù đều là thánh thể cao cấp cũng có khác biệt nghĩ tới đây trong lòng thái hạo thánh tôn có chút cô đơn nhưng nghĩ đến mục đích hắn tới lần này trong lòng thái hạo thánh tôn liền dần dần bình tĩnh lại không phải thực lực của Lôi đạo càng mạnh càng tốt sao? Ít nhất, đối với lần này Thái Hạo Thánh Tôn đến đây, chính là hy vọng thực lực của Lôi đạo càng mạnh càng tốt. Được, Lôi Thánh Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, sau này danh tiếng của đệ nhất Thánh Tôn Nguyên Châu, bản thánh không thể chịu đựng nổi, đệ nhất Thánh Tôn Nguyên Châu, hẳn là Lôi Thánh Tôn mới đúng." Thái Hạo Thánh Tôn chậm rãi mở miệng nói. Âm, um, Thái Hạo Thánh Tôn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng vô cùng chấn động câu nói này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra mà là thái hạo thánh tôn đường đường là thánh tôn thậm chí là nguyên châu đệ nhất thánh tôn chân chính cho dù trước kia có người cảm thấy thực lực lôi đạo mạnh mẽ có thể chém giết bắc sơn thánh tôn đạp diệt nguyên sơ thánh địa hành động vĩ đại như thế cho dù trở thành nguyên châu đệ nhất thánh tôn cũng không quá đáng nhưng đó chỉ là ý nghĩ của một số người mà thôi không được lên mặt bàn ít nhất trước mắt đệ nhất thánh tôn nguyên châu được công nhận chính là thái hạo thánh tôn của thái dịch thánh địa chỉ là hiện tại chính miệng thái hạo thánh tôn thừa nhận lôi đạo chính là đệ nhất thánh tôn của nguyên châu thái hạo thánh tôn không bằng đây chính là thái hạo thánh tôn chính miệng thừa nhận tự nhiên không giống bởi vậy theo tin tức này truyền ra chỉ sợ lôi đạo sau này liền thật là đệ nhất thánh tôn nguyên châu đây chính là một phần đại lễ lôi đạo lập tức hiểu được thiện ý của thái hạo thánh tôn thế là cười nói thái hạo thánh tôn khách khí mời vào thánh địa của cây liễu ta một chuyến ha ha vậy bản thánh sẽ không khách khí Thế là, Thái Hạo Thánh Tôn liền trực tiếp thu hồi thánh thể, hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, cùng Lôi Đạo bay vào trong thánh địa cự liễu. Lôi Đạo dẫn Thánh Tôn Thái Hạo vào trong mật thất, trong toàn bộ mật thất cũng chỉ có hai người Lôi Đạo và Thánh Tôn Thái Hạo. Thái Hạo Thánh Tôn đường xa mà đến, hôm nay chỉ sợ không chỉ là vì đưa cho Lôi Mỗ cái mũ đệ nhất thánh tôn thôi đâu. Thái Hạo Thánh Tôn có chuyện gì cứ việc nói. Trong ánh mắt Lôi Đạo lóe lên một tia tinh mang, từ tốn nói. Hắn biết rõ người như thái hạo thánh tôn vô sự không lên tam bảo điện bây giờ đột nhiên đến đây bái phỏng thậm chí vô duyên vô cớ trực tiếp ở trước mắt bao người tặng cho lôi đạo nhất đỉnh đệ nhất thánh tôn cái mũ đây chính là đại lễ vô công bất thụ lộc lôi đạo hiểu rõ thái hạo thánh tôn nhất định là có chuyện gì đó thái hạo thánh tôn cười nói không thể gạt được lôi thánh tôn lần này bản thánh tới đây đúng là có chuyện muốn mời lôi thánh tôn mời lôi mỗ vẻ mặt lôi đạo nghiêm túc lôi thánh tôn nếu như bổn thánh đoán không sai, ngươi hẳn là đạt tới thánh thể nhất trọng đỉnh phong a. đạt tới thánh thể nhất trọng đỉnh phong, vậy phải thử tiến giai đến thánh thể nhị trọng. chỉ là thánh thể nhị trọng cần linh dược hai vạn năm, linh dược chân quý bực này, nguyên sơ thánh địa khẳng định không có. không chỉ nguyên sơ thánh địa không có, nguyên châu tứ đại thánh địa khác cũng không có. chính vì vậy, bản thánh mới quanh năm rời khỏi thánh địa thái dịch, rời khỏi nguyên châu, đi tới nơi khác tìm kiếm linh dược. nhiều năm như vậy. Bản Thánh cũng xác thực tìm được một tia manh mối, hôm nay có một cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội đạt được hai vạn năm linh dược, thậm chí cũng không chỉ một gốc linh dược, hai vạn năm. Nhưng chỉ một mình bản Thánh, chỉ sợ không đủ để đạt được phần cơ duyên này. Cho nên mới muốn mời Lôi Thánh Tôn cùng đi, đi tìm phần cơ duyên này. Trong lòng Lôi Đạo khẽ động, xem ra Thái Hạo Thánh Tôn quả nhiên không biết hắn đã đẩy ra trung cực thánh thể, vẫn coi hắn là thánh tôn của thánh thể cao cấp. Nhưng mà, đây là chuyện tốt, Lôi Đạo tự nhiên cũng sẽ không giải thích Nghe Thái Hạo Thánh Tôn nhắc tới linh dược hai vạn năm, hai mắt lôi đạo cũng sáng ngời. Đúng như Thái Hạo Thánh Tôn nói, lôi đạo hiện tại thật sự muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, thậm chí linh dược vạn năm cũng còn hơn 80 gốc, đã đủ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu hai vạn năm linh dược, dù vẻn vẹn chỉ cần hai gốc, vậy cũng phi thường khó khăn. Chỉ ít, lôi đạo không có ở trong bảo khố của nguyên sơ thánh địa tìm được hai vạn năm linh dược. Vốn lôi đạo còn muốn sau khi thành lập thánh địa cự liễu, đi bốn thánh địa lớn khác của nguyên châu xem thử có thể tìm được linh dược hai vạn năm hay không đến lúc đó bất kể trả giá lớn cỡ nào có thể được đến tự nhiên là tốt nhất nhưng bây giờ thái hạo thánh tôn tự mình đến đây hơn nữa nói linh dược hai vạn năm khác đều không có lôi đạo đương nhiên tin tưởng trong chuyện vừa nghe ngóng đã biết này thái hạo thánh tôn căn bản không cần lừa gạt lôi đạo thái hạo thánh tôn phần đại cơ duyên này chỉ sợ không dễ dàng đạt được như vậy ngay cả thái hạo thánh tôn cũng không thể đạt được huống chi là lôi mỗ lôi đạo không vội tỏ thái độ hắn cần càng nhiều tin tức hơn nếu không chỉ dựa vào răm ba câu của thái hạo thánh tôn đã muốn thuyết phục lôi đạo căn bản là không có khả năng thái hạo thánh tôn thở dài một tiếng nói thật không dám giấu giếm bản thánh đã đi rất xa tiến dài thánh thể nhị trọng rất xa rất xa thậm chí hiện tại chỉ thiếu một gốc linh dược hai vạn năm nữa là có thể lập tức ngưng tụ ra loại thánh thể cao cấp thứ hai tiến dài thánh thể nhị trọng vì tìm kiếm linh dược hai vạn năm bản thánh đã nghĩ hết các loại biện pháp cuối cùng rốt cục tìm được manh mối đó chính là thương châu ánh mắt lôi đạo hơi ngưng tụ trên thực tế hắn đã cảm ứng được trong cơ thể thánh tôn thái hạo đích xác tồn tại hai loại thánh thể dường như không có dung hợp một loại thánh thể là thánh thể cao cấp nhưng nếu hai loại thánh thể vậy nhất định là thánh thể nhị trọng chỉ là thái hạo thánh tôn còn chưa có tiến giai loại thánh thể thứ hai cũng không có triệt để lột xác một khi thoát biến đó là cần linh dược hai vạn năm mới có thể lột xác thành công ngưng tụ ra loại thánh thể cao cấp thứ hai, từ đó tiến giai thánh thể nhị trọng. Thái Hạo Thánh Tôn nói hắn rất cần linh dược hai vạn năm, lôi đạo tín. Nhưng Thương Châu, lôi đạo thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Thương Châu, Thái Hạo Thánh Tôn lại đạt được cơ duyên gì? Lôi đạo trầm giọng hỏi, ha ha, Thích Châu trên thực tế chính là một đại lục xuống dốc, thậm chí còn xuống dốc hơn cả Nguyên Châu chúng ta. Thánh thể của toàn bộ Thương Châu đều không còn lại bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có hai ba vị. Bất quá, Tại Thương Châu có một tòa Thương Minh Tháp. Đã từng là thời kỳ huy hoàng của Thương Châu, một tòa thánh địa cường thịnh, thánh địa Thương Minh chí bảo, chỉ tiếc, Thương Châu xuống dốc, thánh địa Thương Minh tự nhiên cũng xuống dốc, ngược lại là Thương Minh Tháp còn sót lại. Bên trong tòa Thương Minh Tháp này, nghe đồn có vạn năm linh dược, thậm chí còn có hai vạn năm linh dược. Tin tức này đã lan truyền ra, không chỉ có Thương Châu, thậm chí bên ngoài Thương Châu cũng có tin tức lưu truyền. Thời gian Thương Minh Tháp xuất thế, còn đại khái hơn một tháng. Thời gian hơn một tháng này, còn không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thánh tôn đến đây. Bản thánh một người, cho dù là thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Tự nhận ở trong nhiều thánh tôn như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được chỗ tốt gì. Cho nên, lần này mới trở về Nguyên Châu, vốn muốn mời bác Sơn Thánh Tôn, chỉ là không nghĩ tới bác Sơn Thánh Tôn bị lôi thánh tôn chém giết, mà lôi thánh tôn lại đạt đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Hai đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong như ta và ngươi liên thủ, ở trong tranh đấu thương minh tháp, tin tưởng cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế lôi thánh tôn người muốn đi tranh một trận trong ánh mắt thái hạo thánh tôn lộ ra một tia nóng bỏng nhìn chằm chằm lôi đạo mục đích thực sự của hắn lần này thật ra chính là mời lôi đạo về phần hư danh của đệ nhất thánh tôn nguyên châu thánh tôn thái hạo ở thương châu ở các châu khác kiến thức quá nhiều cường giả thánh tôn nơi nào còn sẽ quan tâm chút hư danh này chỉ có tiến giai thánh thể nhị trọng đây mới là chuyện thái hạo thánh tôn quan tâm nhất tranh lôi đạo cười hắn hôm nay đã đẩy lên trung cực thánh thể hơn nữa cho dù có 85 gốc linh dược vạn năm, đã tiến không thể tiến. Nếu là muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, nhất định phải có linh dược hai vạn năm. Ở Nguyên Châu, muốn tìm được một gốc linh dược hai vạn năm, khó khăn biết bao. Thậm chí căn bản cũng không có. Bằng không, Thái Hạo Thánh Tôn Há có thể đi xa Thương Châu tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên phải đi tranh, lôi mộ đang phát sầu với linh dược hai vạn năm, không nghĩ tới Thái Hạo Thánh Tôn lại đưa tin tức tới. Bất quá, liên quan tới Thương Châu, nhất là Thương Minh Tháp, lôi mỗ còn có rất nhiều chỗ không hiểu rõ cần thái hạo thánh tôn giải thích nghi hoặc lôi đạo tự nhiên muốn đi tranh nếu quả thật có linh dược lương vạn niên niên hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự không hiểu rõ ràng cái gì liền lỗ mãng đi tới mặc dù lôi đạo đã đẩy ra trung cực thánh thể thậm chí có thể nói là thánh thể nhất trọng vô địch nhưng thiên hạ to lớn ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn nếu như không biết rõ ràng lôi đạo cũng khó có thể an tâm Thái Hạo Thánh Tôn nghe vậy mừng rỡ nói, ha ha ha, đây là đương nhiên, nếu lôi Thánh Tôn muốn tranh, vậy về Thương Châu, về Thương Minh Tháp, bản Thánh tự nhiên sẽ giới thiệu kỹ càng cho lôi Thánh Tôn. Thế là, Thái Hạo Thánh Tôn liền giới thiệu kỹ càng Thương Châu, giới thiệu lai lịch của Thương Minh Tháp. Lôi đạo cũng nghe rất cẩn thận, đây chính là tình huống liên quan tới các châu lớn khác. Trước mắt lôi đạo chỉ biết Nguyên Châu, Khôn Châu, Nguyên Châu quen thuộc nhất, về phần Khôn Châu, bởi vì chuyện của nguyện ảnh Thương Hội, hoặc là bây giờ biến thành Thương Hội Cự Liễu lôi đạo ở khôn châu cũng chỉ là giao hảo cửu hoàn thánh giả biết hoàn vũ thánh địa mà thôi đối với thế lực khác ở khôn châu hoặc là chuyện khác thì hiểu biết rất ít bây giờ lại thêm một thương châu thương châu hẻo lánh cách nguyên châu rất xa ở giữa phải xuyên qua một đoạn sa mạc hoang tàn vắng vẻ sau đó mới có thể đến thương châu thương châu và nguyên châu đều thuộc về đại lục xuống dốc đã từng huy hoàng một thời nhưng cũng chỉ như vậy có thể ở thời kỳ cường thịnh có thể có mấy chục thánh tôn thậm chí còn có thánh tôn cường đại từ thánh thể tứ trọng trở lên nhưng bây giờ thương châu đã xuống dốc từ lâu đừng nói thánh tôn có mấy chục có thể có hai ba thánh tôn đã là tốt lắm rồi bình thường đại lục xuống dốc kỳ thật đều là có quan hệ với linh dược một ít đại lục bởi vì đủ loại nguyên nhân kỳ thật linh dược có thể trồng càng ngày càng ít địa phương phù hợp linh dược sinh trưởng hoàn cảnh cũng càng ngày càng ít dù trong thánh địa có thể sáng tạo đủ loại hoàn cảnh nhưng theo hoàn cảnh chỉnh thể trở nên kém thánh địa cũng sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến linh dược sinh trưởng gian nan ví dụ như thánh địa cự liễu hiện tại mặc dù có tức nhưỡng thoạt nhìn linh dược còn có thể sinh trưởng vui vẻ phồn vinh nhưng nếu như hoàn cảnh chỉnh thể nguyên châu chuyển biến xấu thêm một bước dù là có tức nhưỡng những linh dược vạn năm kia cũng rất khó sinh trưởng lúc này ngay cả thánh địa cũng không thể làm gì chỉ có thể dần dần xuống dốc không hề nghi ngờ nguyên châu cũng đang xuống dốc kỳ thật không tốt hơn thương châu bao nhiêu hoàn cảnh tổng thể thương châu ác liệt thậm chí ngay cả thánh địa cũng dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử trong đó có thánh địa thương minh chính là một trong những thánh địa cổ xưa nhất thương châu đã từng vô cùng huy hoàng từng sinh ra thánh tôn thánh thể tam trọng cường đại chỉ là về sau xuống dốc thương minh thánh địa cũng không biết tung tích nhưng thánh địa thương minh có một trí bảo tên là tháp thương minh vô cùng thần kỳ cứ cách ngàn năm lại xuất thế một lần lần đầu tiên xuất hiện là sau khi thánh địa thương minh biến mất mấy vạn năm cũng không biết vì nguyên nhân gì mà xuất thế có lẽ là có người trong lúc vô tình xúc động cái gì thương minh tháp vừa xuất hiện một vài võ giả đạo thể đã từng tiến vào thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Ở trong Thương Minh Tháp, thu được rất nhiều linh dược ngàn năm. Lần thứ hai xuất hiện, cũng có rất nhiều võ giả đạo thể tiến vào, cũng thu được linh dược ngàn năm. Mà lần này thì có tin tức truyền ra, dường như ở trong Thương Minh Tháp, thấy được linh dược vạn năm. Thế là, sau khi Thương Minh Tháp xuất hiện lần thứ ba, liền có Thánh Tôn tiến vào. Thánh Tôn tiến vào Thương Minh Tháp, quả thực thu được linh dược vạn năm, chỉ là tiến vào không chỉ có một vị Thánh Tôn, thậm chí xảy ra đại chiến, cuối cùng có một vị thánh tôn đều vẫn lạc. Cuối cùng truyền ra một ít tin tức, bên trong thương minh tháp, nghi là có linh dược hai vạn năm. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức bao phủ toàn bộ thương châu, thậm chí truyền ra thương châu. Thương châu chỉ có hai ba vị thánh tôn, nhưng bên ngoài thương châu cũng không chỉ có hai ba vị thánh tôn. Linh dược hai vạn năm chân quý biết bao, đây chính là vật bắt buộc để thánh tôn nhất trọng đỉnh phong muốn tiến giai thánh thể nhị trọng. Một khi biết được tin tức, đủ thấy điên cuồng cỡ nào. Bởi vậy, Thương Minh Tháp xuất hiện 3 lần, hiện tại là lần thứ tư, đại khái còn có 2 3 tháng thời gian sẽ xuất thế lần thứ tư. Thái Hạo Thánh Tôn chính là không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, quyết định đi tranh một chuyến. Chỉ là, Thương Minh Tháp xuất thế, tin tức thậm chí truyền khắp mấy cái đại châu chung quanh, vô số thánh địa đều đang dục dịch. Những thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong kia, khẳng định có không ít nguyện ý liều một phen. Về phần thánh thể nhị trọng, vậy cũng không nhất định. Dù sao, Thương Minh Tháp có linh dược hai vạn năm, chẳng lẽ không thể có linh dược ba vạn năm? Nếu là linh dược ba vạn năm, những thánh tôn thánh thể nhị trọng kia cũng có thể dùng. Huống chi, cho dù chỉ có linh dược hai vạn năm, sau khi có được cho thánh tôn thánh thể nhất trọng khác sử dụng, vậy cũng vô cùng tốt. Dù sao, một số thánh địa cường đại cũng không chỉ có một vị thánh tôn. Nghe Thái Hạo thánh tôn giới thiệu xong, lôi đạo nhíu mày, nói như vậy, linh dược hai vạn năm trong thương minh tháp không phải dễ dàng lấy được như vậy. Cho dù hai đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong chúng ta liên thủ, trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách vào trận mà thôi muốn tranh đoạt linh dược hai vạn năm kỳ thực hy vọng xa vời cần mở một con đường máu lôi đạo đã hiểu tình huống của thương minh tháp cũng hiểu cái gọi là cơ duyên này không phải dễ dàng lấy được như vậy thái hạo thánh tôn cười khổ nói đúng là như thế thương minh tháp xuất thế tin tức rất lớn phàm là thánh tôn có thể nhận được tin tức chỉ sợ đều sẽ chạy tới nếu không có thực lực cấp bá chủ tuyệt đối không có năng lực áp mấy vị thánh tôn chỉ sợ rất khó cướp đoạt linh dược hai vạn năm cho dù là hai người chúng ta liên thủ trên thực tế cũng chỉ là đi vào thử thời vận mà thôi hy vọng xa vời bất quá hy vọng xa vời cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội tình huống trong thương minh tháp ai có thể rõ ràng chúng ta cũng không phải kẻ yếu chưa hẳn không có hy vọng đạt được linh dược hai vạn năm chỉ tiếc nguyên châu chúng ta cũng không lạc cho dù là ra lôi thánh tôn kinh tài tuyệt diễm bực này chúng ta liên thủ cùng một chỗ cũng mới vẻn vẹn chỉ có hai vị thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Nếu có thể có 3 năm thánh tôn nhất trọng đỉnh phong liên thủ, như vậy linh dược tranh đoạt hai vạn năm sẽ gia tăng lớn. Thái Hạo thánh tôn cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ, Nguyên Châu xuống dốc, dưới tình huống nào đó, đây thật ra là chuyện tốt. Đối với Thái Hạo thánh tôn thậm chí thái dịch thánh địa mà nói, Nguyên Châu nếu không xuống dốc, tới phiên thái dịch thánh địa sưng bá. Hoặc là nói, Nguyên Châu không xuống dốc, Thái Hạo thánh tôn có thể có địa vị hiện tại. Nhưng tương tự Nguyên Châu xuống dốc cũng có tài hại. Hiện tại nhược điểm liền hiện ra, Nguyên Châu tổng cộng chỉ có 5 vị thánh tôn, trước khi lôi đạo quật khởi, chỉ có một thánh tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong là Thái Hạo thánh tôn. Nếu ra ngoài, muốn tranh đoạt cơ duyên gì đó, vậy thì phiền toái. Còn về chuyện liên thủ với các thánh tôn khác, kỳ thật lẫn nhau không biết gốc biết dễ, căn bản cũng không có tín nhiệm gì đáng nói. Nếu như cùng là thánh tôn Nguyên Châu, hiểu rõ gốc gác, ít nhất cũng có một chút tín nhiệm. Ánh mắt lôi đạo lóe lên tinh mang, hắn trầm giọng hỏi thái hạo thánh tôn ngươi có từng nghĩ tới cho dù chúng ta thật sự may mắn đạt được linh dược hai vạn năm tuổi nhiều thánh tôn như vậy thậm chí có mấy chục thánh tôn thậm chí có khả năng sẽ có thánh tôn thánh thể nhị trọng xuất hiện thân phận của chúng ta bại lộ nếu giết tới nguyên châu chúng ta phải ứng phó thế nào đây điểm này trên thực tế chính là mấu chốt đừng nhìn thương minh tháp nhiều thánh tôn như vậy không có chút thân phận bối cảnh thật đúng là không dám tới tham gia đạt được linh dược hai vạn năm thì như thế nào bị người ta biết thân phận bối cảnh giết đến hang ổ đó cũng là một con đường chết thậm chí còn có thể liên lụy đến thế lực nhà mình những thánh tôn dựa lưng vào thánh địa cường đại kia cũng không sợ nhưng một ít nhà nghèo cửa nhỏ trên thực tế tham dự tranh đoạt thương minh tháp cũng không sáng suốt còn về việc muốn che giấu thân phận thật ra rất khó cho dù thái hạo thánh tôn đã chú ý tới điểm này cho dù chưa bao giờ để lộ thân phận vậy cũng không có bất cứ tác dụng gì sau lưng vị thánh tôn nào không có thế lực dưới sự phát động toàn lực tình huống các châu đều có thể thăm dò rõ ràng dưới tình huống các thánh tôn toàn lực động thủ thánh thể chiến pháp các loại đều hiển lộ không thể nghi ngờ muốn tìm được đối phương quả thực lại quá dễ dàng dù sao thánh tôn căn bản là không thể che giấu mỗi một vị thánh tôn vậy nhất định đều là thanh danh hiển hách làm sao che giấu cho dù là lôn đạo thời gian quật khởi rất ngắn nhưng hiện tại cũng giành chấn nguyên châu hắn chôn vùi thánh thể càng là đại danh đỉnh đỉnh ở nguyên châu không người nào không biết không người không hay nếu người hữu tâm điều tra há có thể không rõ ràng thái hạo thánh tôn cười lạnh nói nếu như chúng ta thật sự có thể lấy được linh dược hai vạn năm hư vậy bản thánh có thể dung hợp một bộ thánh thể trong thời gian cực ngắn từ đó ngưng tụ ra thánh thể cao cấp đột phá tới thánh thể nhị trọng đến lúc đó ai dám tìm bản thánh gây phiền phức cho dù thật sự có một số thánh tôn thánh thể nhị trọng không cam lòng bản thánh cũng đủ để ứng phó huống chi tranh đoạt cơ duyên đây chính là người chết ta sống há lại sẽ không có một chút nguy hiểm. Không có nguy hiểm, liền muốn bình an tu hành, vậy cũng chỉ có thể ngồi trong thánh địa. Giờ khắc này, trên người Thái Hạo Thánh Tôn cũng tản ra bá khí vô tận. Đây mới là đệ nhất Thánh Tôn của Nguyên Châu, không có nguy hiểm liền muốn tranh đoạt cơ duyên. Không cần suy nghĩ, nếu quả thật có linh dược hai vạn năm, vậy Thái Hạo Thánh Tôn có thể tiến dài tới Thánh Thể Nhị Trọng, đến lúc đó. Người nào dám tìm phiền toái, còn về việc Thái Hạo Thánh Tôn có phải là hư ngôn không? dưới cảm ứng của lôi đạo trung cực thánh thể hắn thật sự cảm giác được thái hạo thánh tôn đã ở vào điểm tới hạn đó là đỉnh phong chân chính chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến giai thánh thể nhị trọng dưới tình huống như vậy cho dù thương minh tháp có nguy hiểm hơn nữa thái hạo thánh tôn cũng nguyện ý xông vào một lần bởi vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn tốt còn có mấy ngày nữa chính là ngày thành lập thánh địa cự liễu đến lúc đó lôi mỗ xử lý xong rất nhiều việc vặt tự nhiên đi thái dịch thánh địa bái phòng thái hạo thánh tôn cùng nhau đi thương châu tranh đoạt cơ duyên của thương minh tháp. Lôi đạo không trần chờ bao lâu, cho Thái Hạo Thánh Tôn câu trả lời chuẩn xác. Thái Hạo Thánh Tôn vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy nói, vậy bản thánh sẽ chờ tin tức tốt của Lôi Thánh Tôn. Dứt lời, Thái Hạo Thánh Tôn cáo từ, thân ảnh vừa nhảy qua, trong giây lát đã biến mất ở thánh địa cự liễu. Tranh, Lôi đạo nhìn về hướng Thái Hạo Thánh Tôn biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười, kết quả vẫn phải tranh. Nhưng mà, Thái Hạo Thánh Tôn có thể tiến cấp lên thánh thể nhị trọng, lôi mẫu sao lại không thể trong mắt lôi đạo lóe lên một tia sáng lôi đạo và thái hạo thánh tôn ước định một tháng sau sẽ khởi hành đi thương châu bởi vậy trong một tháng này lôi đạo phải xử lý tốt chuyện của thánh địa cự liễu đầu tiên chính là thành lập thánh địa cự liễu trước tiên cần phải tuyển nhận một nhóm võ giả bổ sung thánh địa cự liễu nhất định phải dựng khung của thánh địa cự liễu lên nếu không chỉ dựa vào người của đại lục cự liễu chậm rãi bồi dưỡng thánh địa cự liễu căn bản là không có cách nào trở thành thánh địa bởi vậy Lôi đạo cũng tự mình ra mặt, bắt đầu tuyển nhận một nhóm trưởng lão và đệ tử. Kỳ thật, Lôi đạo coi trọng nhất chính là đệ tử. Về phần trưởng lão, không có đạo thể cửu trọng, Lôi đạo cũng sẽ không lựa chọn tuyển nhận, dù sao, những trưởng lão này tuyển nhận. Kỳ thật độ trung thành cũng không cao, Lôi đạo cần cũng chính là thực lực của bọn họ mà thôi. Đệ tử mới là quan trọng nhất, đệ tử có thể bồi dưỡng độ trung thành, cùng với lòng trung thành đối với thánh địa Cự Liễu, ngày sau trưởng thành, đây mới là căn bản của thánh địa Cự Liễu. Về phần tài nguyên, chí ít hiện tại còn có 9.000 cân tức nhưỡng, cùng với vô số linh dược mà nguyên sơ thánh địa tích lũy xuống. Đủ để treo chống một tòa thánh địa, đối với linh dược, lôi đạo hủy diệt nguyên sơ thánh địa là không có chút tổn hại nào. Thu nhận của thánh địa cự liễu tổng cộng tiến hành tròn 3 ngày. Toàn bộ Nguyên Châu đều được coi là vô cùng chấn động. Cuối cùng, thánh địa cự liễu tổng cộng chiêu thu 18 vị trưởng lão đạo thể cửu trọng, cùng với 31 vị đệ tử. Cộng thêm một số người của Liên minh Thương hội Nguyên Châu, nhân số của toàn bộ thánh địa miễn cưỡng hơn trăm đương nhiên đây là nhân số thành viên chính thức của thánh địa cự liễu về phần thế lực cấp dưới của thánh địa cự liễu ví dụ như liên minh thương hội nguyên châu trên thực tế cũng một lần nữa khôi phục nhưng chỉ có thể làm thế lực phụ thuộc thánh địa tồn tại thành viên chính thức của thánh địa cự liễu chỉ vẻn vẹn có trăm người số lượng quả thực vô cùng thưa thớt có thể nói là thánh địa có nhân số ít nhất trong ngũ đại thánh địa nguyên châu nhưng mà thánh địa cự liễu cũng chỉ vừa mới thành lập mà thôi hơn nữa lôi đạo còn tuân theo thà thiếu chứ không lạm dụng sau này đều sẽ đi con đường tinh anh dù sao người vô hạn mà tài nguyên có hạn cho dù trên thực tế có rất nhiều linh dược ngàn năm của thánh địa cự liễu nhưng lôi đạo cũng không muốn lãng phí thánh địa cự liễu chính thức thành lập tạm thời tuyết uyên trở thành trưởng giáo của thánh địa cự liễu tuyết uyên cũng là đạo thể cửu trọng trở thành trưởng giáo của thánh địa cự liễu cũng không có vấn đề gì dù sao hiện tại thánh địa cự liễu ngay cả một vị bán thánh cũng không có lôi đạo tắc hao phí nửa tháng tự mình đi tới đại lục cự liễu mang theo cự liễu trở về cái gọi là cự liễu trên thực tế chỉ là một đoạn cây nhỏ cao bằng một người mà thôi xa xa không làm người rung động như cự liễu lúc trước cái này có thể không xứng với cự liễu thánh địa là biểu tượng của một tòa thánh địa cự liễu nhất định phải có một chút thần kỳ nhưng lôi đạo cũng không có biện pháp gì quá tốt sở dĩ cấy ghép cự liễu tới đây cũng là hoàn thành hứa hẹn với cự liễu lúc trước lúc trước lôi đạo chém thân cây của cây liễu lớn làm thành thuyền biển, xuyên qua biển tử vong mênh mông, đi tới Hải Loa Đảo, tiếp đó tiến vào Nguyên Châu. Không thể bỏ qua công lao của cự liễu, hiện tại cây liễu khổng lồ vẫn còn sinh mệnh, lôi đạo tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Vì vậy, lôi đạo dứt khoát lại lấy ra một ngàn cân tức nhưỡng, trồng riêng cho cây liễu khổng lồ. Tức nhưỡng không hổ là thánh vật, có thể làm cho linh dược vạn năm đều thỏa thích sinh trường. Cự liễu vừa mới cấy ghép vào trong tức nhưỡng, lập tức, cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trường ngắn ngủi người ngày thời gian, đã dài đến 3 trượng cao, không còn bộ dáng, yếu không phong, lúc trước. Nếu như cho cự liễu thêm một chút thời gian, chỉ sợ sẽ trở thành đại thụ che trời chân chính, trở thành biểu tượng của thánh địa. Nhưng thời gian cũng sắp đến rồi, thời gian ước định với thái hạo thánh tôn cũng chỉ còn lại mấy ngày, lôi đạo cũng không thể tiếp tục nhìn cây liễu lớn lên. Tuyết uyên, ta sẽ đi thương châu một đoạn thời gian, chuyện của thánh địa cự liễu, ngươi có thể làm chủ. Gặp phải phiền toái thật sự không thể giải quyết, có thể đi tới thánh địa linh lung cùng thánh địa thái dịch coi như là cầu kiến hạo nguyệt thánh tôn cũng không tính là gì lôi đạo dặn dò tuyết uyên một phen lôi đạo cho hạo nguyệt thánh tôn dòng dã một ngàn cân tức nhưỡng tuy nói là ước định lúc trước nhưng so sánh 10 gốc linh dược vạn năm hiển nhiên một ngàn cân tức nhưỡng càng chiếm tiện nghi nếu như cự liễu thánh địa thật sự gặp phải phiền toái hạo nguyệt thánh tôn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nể tình một ngàn cân tức nhưỡng mà xuất thủ nhưng đây cũng là sắp xếp cuối cùng của lôi đạo dưới tình huống bình thường thánh địa cự liễu sẽ không gặp phải phiền phức ai dám trêu chọc thánh địa cự liễu như mặt trời ban trưa sắp xếp xong xuôi hết thảy lôi đạo liền trực tiếp tự mình đi tới thái dịch thánh địa trong thái dịch thánh địa thái hạo thánh tôn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thấy lôi đạo đến thái hạo thánh tôn cười nói lôi thánh tôn quả nhiên là người đáng tin thời gian một tháng vừa vặn thích hợp việc này không nên chậm trễ hiện tại cách thương minh tháp xuất thế cũng không còn bao lâu chúng ta phải chạy hết tốc lực không thành vấn đề nhưng dựa vào Thái Hạo Thánh Tôn sắp xếp, Lôi đạo cũng không cảm thấy hai người nhất định phải phân ra chủ thứ, nhưng trong chuyện gấp rút lên đường này, không thể nghi ngờ Thái Hạo Thánh Tôn càng thêm quen thuộc, khiến Thái Hạo Thánh Tôn an bài cũng không có gì đáng trách. Ha ha ha, vậy thì đi thôi, Thái Hạo Thánh Tôn trực tiếp sải bước ra, cùng Lôi đạo rời khỏi Thái Dịch Thánh địa. Hai người cũng không có thi triển ra thánh thể để chạy đi, dù sao ở Nguyên Châu thi triển thánh thể đi đường thật sự là quá dễ thấy, mãi cho đến khi rời khỏi Nguyên Châu, đi tới một sa mạc hoang tàn vắng vẻ, hai người mới thì triển ra thánh thể, toàn lực chạy đi. Thánh thể trăm ngàn trường, toàn lực chạy đi, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa khí tức của thánh thể vô cùng bá đạo, phàm là những nơi dọc đường đi qua, phàm là có sinh mệnh hoặc là võ giả, đều cảm thấy rung động, hơi cảm ứng được đều tránh xa, tuyệt đối không dám chạm trán với thánh tôn. Đây là thánh tôn quá cảnh, chúng sinh né tránh, nếu như tránh không kịp, bị trực tiếp đâm chết, vậy cũng phải tự nhận xui xẻo. Cũng không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này, Thánh Tôn thi triển ra thánh thể trăm ngàn trượng, quả thực hoành hành không sợ, hơn nữa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần không phải thánh thể, bất luận là lực lượng của người nào, bị thánh thể va chạm, lập tức liền bị đánh nát bấy, cho dù là bán thánh, cũng phải vẫn lạc. Bởi vậy, Thánh Tôn quá cảnh, không người nào dám có bất kỳ ngăn cản. Lôi đạo không phải lần đầu tiên rời khỏi Nguyên Châu, trên thực tế hắn còn đi qua Khôn Châu. Nhưng làm sao có uy phong như hiện tại, thi triển ra thánh thể trăm trượng, hoành hành không sợ, không ngừng phi hành trong hư không những nơi đi qua, mọi người đều né tránh. Đây chính là uy lực của Thánh Tôn, quả nhiên là thoải mái, không cố kỵ gì, rất nhanh, sau khi vượt qua sa mạc, xuất hiện một vài thành trấn. Dựa theo giới thiệu của Thái Hạo Thánh Tôn, đây chính là Thương Châu. Thương Minh Tháp đều xuất thế ở Thương Minh Sơn, chúng ta trực tiếp đi tới Thương Minh Sơn chờ đợi là được, chỉ sợ hiện tại đã có Thánh Tôn chạy tới Thương Minh Sơn. Ô, oh, nếu như xảy ra xung đột thì làm sao bây giờ?" Lôi Đạo hỏi, trùng đột, Thái Hạo Thánh Tôn cười lạnh một tiếng. Nếu là thánh tôn bình thường, cứ chém là được. Nếu là thánh thể nhất trọng đỉnh phong, vậy cũng phải thử cân lượng. Chúng ta là thánh tôn, cao cao tại thượng, hoành hành không kiêng kỵ, làm chuyện gì, tất cả đều dựa vào tâm ý, sao phải sợ hãi rụt rè? Lôi thánh tôn không cần cố kỵ chút nào, cứ theo tâm ý của mình là được. Chỉ cần không trêu chọc những thánh tôn hoàn toàn ngự trị trên chúng ta là được, dù sao, cho dù thật sự muốn đại chiến, vậy cũng phải xem xem có đánh thắng được hay không. Lôi đạo nghe vậy cũng được coi là mở rộng tầm mắt nghe ý tứ của thái hạo thánh tôn kỳ thật chỉ có bốn chữ không kiêng kỵ gì đúng vậy ý của thái hạo thánh tôn chính là không kiêng kỵ gì chỉ cần có thể đánh thắng được vậy thì đánh có ngứa mắt cũng có thể đánh chỉ đơn giản như vậy đây chính là thánh tôn hoành hành không sợ tiêu dao tự tại đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy võ giả một khi thành thánh thành tựu thánh tôn bản chất sinh mệnh bắt đầu lột xác trên thực tế chính là đắc trường sinh một vị thánh tôn ít nhất có thể sống ngàn năm nếu như thật sự đủ trẻ tuổi, thành tựu thánh tôn không phải sắp đến đại nạn, sống hơn một ngàn năm một chút cũng không có vấn đề gì, nếu như có thể tiến dài thánh thể nhị trọng. Vậy có thể sống thời gian dài hơn, thậm chí hậu duệ của thánh tôn còn được gọi là thánh tôn hoặc là trường sinh tộc, thuộc về hậu duệ trường sinh. Ngay cả hậu duệ cũng không giống người bình thường, có được tuổi thọ siêu dài. Đủ thấy thánh tôn khác với tất cả mọi người, bọn họ có thể không bị bất cứ liên lụy gì, có thể tiêu giao tự tại, một vị thánh tôn tuyệt đối sẽ không sợ hãi rụt rè một vị thánh tôn đều có ý chí của mình cho dù lôi đạo và thái hạo thánh tôn đi thương minh sơn tranh đoạt cơ duyên trong thương minh tháp thậm chí bọn họ cũng đến từ nguyên châu xuống dốc nhưng không có nghĩa là bọn họ kém một bậc bọn họ vẫn là thánh tôn cao cao tại thượng bách vô cấm kỵ lần này lôi đạo đã hiểu rõ hai người thi triển ra thánh thể tản ra khí tức khủng bố cuồn cuộn thánh tôn đi qua rất nhiều người đều có thể cảm ứng được rất nhiều võ giả hoặc người bình thường ở thành trấn thương châu vừa cảm ứng được khí tức của hai vị thánh tôn trong hư không, cả đám đều vô cùng kinh hoàng quỳ dạp trên mặt đất, biểu thị sự kính sợ đối với thánh tôn. Mãi cho đến khi đến Thương Minh Sơn, Thái Hạo Thánh Tôn nhắc nhở, lôi thánh tôn, phía trước chính là Thương Minh Sơn, tuy rằng thánh tôn chúng ta không kiêng kỵ gì, nhưng chung quy chúng ta vẫn phải đi tranh đoạt cơ duyên. Trước khi Thương Minh Tháp xuất thế, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, để tránh bị người nhầm vào hoặc là quá mức chú ý, ngược lại sẽ có thêm một chút phiền toái không cần thiết. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.